Ôi, lại là một chiếc huy chương công trạng hạng nhất. Đám người sững sờ. Cái này là 5 năm trước, trong trận chiến ở vực Thiên Sơn, tôi chém được đầu của tổng chỉ huy quân địch, nên được ban thưởng. Trong đầu đám người như nổ tung. Trận ở vực Thiên Sơn có khoảng chừng 400.000 bộ đội tham chiến. Anh lại chém được đầu tổng chỉ huy của quân địch. Đây là ai chứ? Diệp Quân Lâm không để ý tới sự kinh ngạc của họ, lại lấy ra một chiếc huy chương màu đen. Lại là huy chương công trạng hạng nhất. Mọi người đều hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên đánh vào thành trì của quân địch ở chiến khu cảnh Bắc được ban thưởng. Cục Diệp Quân Lâm lại đặt lên bàn. Đám người nhìn ba huy chương trên bàn, đều trợn tròn mắt. Hàng thật giá thật. Đều là thật. Đám người Phùng Tử Thạc luống cuống, không thể tin nổi mà nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm lại lấy tiếp mấy chục chiếc huy chương hạng nhất màu đen ra. Những cái này và hai lần vừa nói cũng tương tự nhau, không có gì đáng nói. Tất cả mọi người đều muốn thổ huyết. 7, 80 lần được chiến công hạng nhất mà không có gì đáng nói. Đây là người nào chứ? Anh rốt cuộc có lai lịch gì? Tất cả đều nhìn về phía ba người Phùng Tử Thạc. Ánh mắt của mọi người như đang nói. Ba người đã nói anh ta là bảo vệ mà. Sao lại lập được nhiều chiến công hạng nhất như vậy? Vẻ cười của ba người đám Phùng Tử Thạc còn khó coi hơn so với khóc. Bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Quân Lâm bình tĩnh lấy ra một chiếc huy chương quân sự màu tím. Hửm! Mọi người đều ngẩn ra. Họ chưa từng thấy huy chương quân sự nào có màu này. Đây là cấp bậc gì thế? Chẳng lẽ còn cao hơn cả huy chương đặc biệt? Huy chương quân sự tím đó có khắc họa Tiết Kỳ Lân rất sống động. Trong trận chiến 3 năm trước của Cảnh Đông với nước Hàn, khi tiêu diệt 300.000 quân địch và bắt sống 100.000 người, tôi đã lấy được đấy. Diệp Quân Lâm nói. Anh nói xong, mọi người tái mặt. Họ biết trận chiến Cảnh Đông và Hàn Quốc. Trận chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, Hàn Quốc bị san bằng, tiêu diệt. Gần như là một lễ kỷ niệm quốc gia của Việt Nam. Lúc này, mọi người hít sâu. Nghe Diệp Quân Lâm kể lại từ tốn bình thản. Mọi người hầu hết đã đoán được thân phận của Diệp Quân Lâm. Chiến dịch kinh điển đó, đều là người đàn ông đó dẫn theo đội của mình đánh trận. Mọi người sao lại không biết chứ? Ba người Phùng Tử Thạc sắc mặt rất khó coi, như ăn phải phân vậy. Tiếp theo đó, Diệp Quân Lâm lại lấy ra một huy chương khác. Huy chương này có màu vàng. Mọi người hoảng hồn lần nữa. Có cả huân chương màu vàng sao? Họ thực sự chưa từng nghe đến. Khi nhìn hình rồng uốn lượn trên huy chương này, mọi người ai cũng biết, đó là tượng trưng của Việt Nam. Huân chương này, e là tượng trưng của một nước. Huân chương Kỳ Lân màu tím sống động là trọng thần đất nước. Còn màu vàng này, e là tượng trưng cho chiến thần đệ nhất của Việt Nam. Diệp Quân Lâm cầm chiếc huy chương vàng nặng nề đó, nói, huân chương này gọi là huy chương rồng vàng, gọi tắt là long chương. Trong lịch sử Việt Nam chỉ có một chiếc duy nhất. Cộp. Khi Diệp Quân Lâm nói xong câu này, ba người Phùng Tử Thạc lập tức ngã ra đất. Họ suýt nữa thì miệng phun bọt trắng. Không thể ngờ nổi, người từng tham gia quân ngũ cùng bọn họ thế mà lại là chiến thần tối cao vô thượng đó. Những người khác cũng run lẩy bẩy. Bao gồm cả Võ Tiêu đã biết thân phận của Diệp Quân Lâm. Trước người đầy ánh hào quang này, họ chỉ thấy máu mình như nóng lên. Diệp Quân Lâm không để ý, tiếp tục nói, đây là trong 2 năm trước. Tôi đánh bại kẻ xâm lược đồng minh của 18 nước, sau khi chính thức xác lập vị thế độc tôn của Việt Nam đã trao tặng tôi huy chương này, thăng hạng thành tướng quân 5 sao duy nhất, hiệu là Côn Luân. Đó là đỉnh cao của đời tôi. Sau cuộc chiến đó, tôi được phong lang cư tư, tôi mãi mãi không quên được cảnh tượng lần đầu tiên nhận được tấm huy chương này. Diệp Quân Lâm đắm chìm trong hồi ức, vinh hoa tựa như mới hôm qua. Mọi người hít một hơi thật sâu. Kính chào thủ trưởng, kính chào anh hùng, Võ Tiêu kính lễ, đồng thời hô. Kính chào thủ trưởng, kính chào anh hùng, những người khác giờ mới phản ứng được, đồng loạt hô. Ai nấy cũng run rẩy, mắt rớm nước. Họ không chỉ cảm động khi gặp được vị chiến thần Côn Luân này, họ càng cảm động về chuyện nhận huân chương hơn. Người đàn ông này, uy thế dũng mãnh, khí thế tựa mây. Có anh bảo vệ biên cương mảnh đất Việt Nam này. Mọi người mới có một cuộc sống bình an phú quý. Lúc này, ai nấy cũng dường như đang ở quân doanh, máu nóng hừng hực, hưng phấn vô cùng.
nếu có chiến tranh, tất sẽ trở về. Võ Tiêu lại hô, nếu có chiến tranh, tất sẽ trở về. Mọi người đều lên giọng hô. Đến cả Nam Phương cũng đứng thẳng người, nhớ lại cảnh tượng đại chiến 18 nước khi trước. Trận đó đánh tơi bời khói lửa, xoay chuyển càn khôn. Trong tình huống cả thế giới đều thấy không khả quan, Diệp Quân Lâm đã dẫn đầu mọi người lật ván cơ, đánh bại 18 nước. Trận chiến đó, một mình anh dùng nắm đấm thép của mình, giết chết hàng ngàn cao thủ của 18 nước. Lúc đó, anh mới được công nhận là địa vị cao cấp của Việt Nam. Ba người Phùng Tử Thạc ngã trên đất mồ hôi lạnh cả người. Sắc mặt họ cắt không còn giọt máu, sợ hãi vô cùng. Lúc đó, họ không hoài nghi thân phận của Diệp Quân Lâm nữa. Khí thế của anh đã nói lên tất cả. Diệp Quân Lâm nhìn ba người họ, các người muốn so quân công với tôi sao? Tôi. Ba người Phùng Tử Thạc nghẹn họng, hoàn toàn không nói được câu nào. Diệp Quân Lâm cười lạnh lùng, chỗ tôi còn có mấy chục cái huân chương nữa, có cần tôi kể thêm chút không? Bình. Ba người không nói lên lời, chỉ có thể quỳ xuống đất, dập đầu liên tục. Đầu đập chảy máu. Họ nào dám so sánh công trạng với Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm lần lượt đem cất những chiếc huân chương đi. Sau đó, anh nhìn lên bàn, huân chương của ba người Phùng Tử Thạc. Anh lạnh giọng nói, vốn dĩ chuyện này tôi không định truy cứu. Nhưng các người lại ép tôi. Những huân chương này là khi tôi tòng quân lúc đó, dùng cả mạng của mình để đổi. Nhiệm vụ do tôi hoàn thành, quân công thì lại của các người. Bây giờ, các người còn dám nói những thứ này là của các người sao? Không. Ba người Phùng Tử Thạc lập tức lắc đầu. Chuyện năm xưa tôi sẽ không truy cứu quá kỹ. Nhưng đồ thuộc về tôi, nhất định tôi phải đòi lại. Dù chỉ là công hạng ba, đây cũng là thứ thuộc về tôi. Là sự khẳng định của một người quân nhân. Nam Phương, thu lại tất cả huân chương này. Ngoài ra, thu hồi tất cả những thứ ba người họ đã có được nhờ vào số huân chương này những năm gần đây. Diệp Quân Lâm mệnh lệnh. Giỏi. Nam Phương lập tức làm theo. Các người không đáng làm quân nhân. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Cuối cùng, ba người Phùng Tử Thạc bị đuổi ra ngoài. Những người khác run lẩy bẩy. Mục đích chủ yếu của tụ họp chiến hữu này là thương thảo chuyện nghênh tiếp Tân Uyên. Nào biết, thế mà chiến thần Côn Luân lại xuất hiện. Cuối cùng họ cũng hiểu, tại sao Tân Uyên ở chiến khu Tây Cảnh lại tới thành Kim Lăng ở chiến khu Nam Cảnh. Bây giờ, họ có đáp án rồi. Tân Uyên đến vì chiến thần Côn Luân ở đây. Mọi người đừng căng thẳng, tôi còn có một chuyện. Võ Tiêu nói cho mọi người đi, Diệp Quân Lâm nói. Võ Tiêu cười nói. Thực ra ông chủ đó của tôi chính là thủ trưởng. Tôi là vệ sĩ của phu nhân thủ trưởng. Tôi cũng sẽ nói rõ mục đích. Gần đây, tôi chuẩn bị lập một đội vệ vĩ giỏi cho tập đoàn Minh Cường. Nếu như mọi người có thể tham gia thì tốt quá. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Mọi người ai ai cũng ào ào đứng ra. Có thể làm việc cho chiến thần Côn Luân, mong còn không được. Tôi không cần lương. Có người nói. Không được, lương thì phải có. Theo tiêu chuẩn của tập đoàn Minh Cường. Yêu cầu duy nhất là lấy tác phong cứng rắn của mọi người để bảo vệ tập đoàn Minh Cường là được. Sau khi quyết định chuyện này, tâm trạng Diệp Quân Lâm rất tốt. Như thế, sự an toàn của công nhân viên tập đoàn Minh Cường đã được giải quyết. Diệp Quân Lâm và Nam Phương rời đi, không làm phiền buổi tụ hội nữa. Trên đường tới công ty, Diệp Quân Lâm lại gặp được một đám người quen. Là người nhà họ Chí, do Chí Tiềm Long dẫn đầu. Ký túc xá của tập đoàn Minh Cường và tập đoàn Thiên Lạc vốn là của tập đoàn Tam Tỉnh. Vị trí ở trung tâm thành phố Kim Lăng. Chí Tiềm Long dẫn người đến khảo sát khu vực trung tâm thành phố Kim Lăng, chuẩn bị xây dựng một pho tượng cho chiến thần Côn Luân. Diệp Quân Lâm và đội ngũ nhà họ Chí chạm mặt nhau. Từ đã, chưa cho anh rời đi. Giọng điệu lạnh lùng của Chí Duy vang lên. Đám người nhà họ Chí liền ngăn cản anh. Có chuyện gì sao? Tâm trạng đang tốt đẹp liền bị nhóm người này phá hư, Diệp Quân Lâm rất khó chịu. Anh rất nghe lời đấy, quả nhiên không lấy danh nghĩa nhà họ Chí đi lừa bịp. Sao, anh xem thường nhà họ Chí à? Chí Tiềm Long hỏi. Diệp Quân Lâm lại chỉ im lặng. Chính bọn họ nói không cho anh nhận thân phận là cháu ngoại nhà họ Chí, giờ lại nói anh xem thường nhà họ Chí. Rốt cuộc muốn thế nào? Được rồi, không nói nhảm với anh nữa, cút đi.
làm chậm việc xây tượng cho chiến thần Côn Luân của chúng tôi. Chí Duy Măng. Diệp Quân Lâm nghe được tên mình thì kinh ngạc nói, các người định làm gì cơ? Nghe cho kỹ, chúng tôi đang chọn vị trí bắt mắt nhất ở trung tâm thành phố, xây một pho tượng của chiến thần Côn Luân. Chí Tiềm Long trả lời. Vậy các người hết hy vọng đi, chiến thần Côn Luân không thích điều này đâu. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Hả? Lời này của Diệp Quân Lâm vừa nói ra, toàn bộ đám người đều ngây ra. Mọi người không tin nổi nhìn Diệp Quân Lâm. Chiến thần Côn Luân không thích, anh nói à? Chí Duy hỏi. Diệp Quân Lâm gật đầu, đúng, tôi nói. Có phải anh muốn nói mình chính là chiến thần Côn Luân luôn không? Chí Tiêm Long cười nói. Đúng vậy, tôi không thích. Diệp Quân Lâm nói. Ha ha ha. Tất cả người nhà họ Chí đều cười. Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Quân Lâm như đang nhìn kẻ ngốc vậy. Khoác lác quá trời đất. Anh nói có 1 tỷ hoặc là ông chủ công ty, mọi người còn cố gắng chấp nhận. Nhưng vừa mở miệng đã nói mình là chiến thần Côn Luân. Đây cũng chém gió quá đà rồi. Đó là chiến thần một nước. Dưới một người chê vạn người. Anh là một kẻ ngồi tù chịu tôi, sao có thể có liên quan đến chiến thần Côn Luân? Cút nhanh đi, chúng tôi có xây hay không xây thì có liên quan gì tới anh? Xây tượng ra, chiến thần Côn Luân tuyệt đối sẽ không thích. Tôi dám cam đoan. Chí Tiêm Long cười, toàn bộ Việt Nam cho tới nay đều chưa có một pho tượng nào của chiến thần Côn Luân, nhà họ Chí tôi làm đầu tiên. Vì kỷ niệm chiến công to lớn mà chiến thần làm vì Việt Nam. Người nhà họ Chí rất đắc ý. Đến lúc đó, tượng xây xong, toàn Việt Nam, thậm chí toàn thế giới đều sẽ tập trung chú ý tới nhà họ Chí. Như vậy lợi ích mà nhà họ Chí thu được sẽ không thể nào tưởng tượng được. Huống chỉ có thể để cho chiến thần Côn Luân thích, đây mới là quan trọng. Nhà họ Chí bọn họ nhất định phải vùng lên. Các người chỉ phí công vô ích mà thôi. Nói xong, Diệp Quân Lâm liền rời đi. Nếu như thật lòng xây tượng cho anh không có lời nào để nói. Còn phải cảm nhưng nhà họ Chí xây tượng có mục đích gì, ai mà chả biết. Diệp Quân Lâm đương nhiên không thích. Anh thì tính là cái thá gì? Chí Duy lạnh lùng nói. Chí Tiêm Long đứng chắp tay, vẻ mặt kiêu ngạo. Trong mắt anh ta, Diệp Quân Lâm mãi không có chỗ đứng. Anh ta là thành viên quan trọng của Đảng Thái Tử ở Hoa Hải. Nếu để cho đám người trong Đảng Thái Tử biết anh ta có một người em trai như thế, đoán chừng sẽ bị cười chết. Diệp Quân Lâm, mày sinh ra cũng giống như mẹ mày, là kiểu người thấp hèn. Mày không xứng vào nhà họ Chí. Chí Tiềm Long hừ lạnh một tiếng. Sau đó, nhà họ Chí chọn một địa điểm tốt, lập tức tiến hành xây tượng. Sau khi Diệp Quân Lâm về tập đoàn Minh Cường, cũng bận việc đầu tư. Đã đồng ý với Trần Đằng thì phải làm cho tốt. Vì thế, anh điều Diệp Vân Anh, thư ký ở Tô Hàng tới Kim Lăng. Diệp Vân Anh nhanh chóng cầm một đống giấy tờ đấu thầu tìm đến Diệp Quân Lâm. Mỗi một tài liệu đấu thầu, Diệp Quân Lâm đều xem qua. Lần đầu tư này, anh tương đối xem trọng tỉnh ngoài hoặc tiềm lực xí nghiệp ảnh hưởng đến sự phát triển của Kim Lăng. Như vậy sẽ hiệu quả hơn. Anh vốn là thiên tài kinh doanh, đương nhiên có thể nhìn ra công ty nào có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Kim Lăng sau khi nhận được khoản đầu tư. Tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh là điều Diệp Quân Lâm ưa thích. Hả, nhà họ Chí ở Hoa Hải. Diệp Quân Lâm nhìn thấy nhà họ Chí trong danh sách đấu thầu. Nhà họ Chí là hoàng tộc, muốn lấy thân phận của bọn họ lấy được phần đầu tư, cho nên mới làm cho danh sách đấu thầu rối tỉnh rối mù. Diệp Quân Lâm trực tiếp cho một dấu gạch đỏ lớn. Hả, còn có công ty tự mỏ của Trương Văn Thống và Trịnh Vân Nga. Diệp Quân Lâm cười. Hai người này rõ ràng là muốn kiếm bộn tiền. Anh cũng cho một dấu gạch đỏ. Anh nhìn thấy Lý Tử Nhiệm và nhà họ Trịnh trong danh sách đấu thầu. Có điều cột người phụ trách lại viết tên Trịnh Quốc Thăng và Ngô Thị Lan. Diệp Quân Lâm gạch tên bọn họ, sau đó viết tên Lý Tử Nhiệm và đánh dấu vào. Diệp Quân Lâm rất chân thành, tốn mấy ngày, khảo sát xong tất cả các xí nghiệp đấu thầu. Trong lòng đại khái đã có kế sách. Lúc này, ở một nơi khác. Tổng hội thương nghiệp Kim Lăng. Tổ chức này có quyền lợi rất lớn. Họ có thể can thiệp gần như vào thị trường địa phương của Kim Lăng. Tuy nhiên, Tổng hội thương nghiệp Kim Lăng lại cực kỳ độc đoán và cắt đứt các thương nhân nước ngoài vào thị trường, gây ra rất nhiều rắc rối. Trong văn phòng thương hội,
hội trưởng và một số giám đốc đang họp. Hội trưởng Thiệu Văn Ngọc lạnh lùng nói, lập tức đầu tư đại hội, tôi phát hiện có không ít thương nghiệp ở các nơi khác đến cướp mối làm ăn rồi. Còn không phải sao, chính sách lần này đưa ra, cổ vũ trắng trợn doanh nghiệp ngoại lai tới đầu tư phát triển, các doanh nghiệp từ bên ngoài tới đều như phát điên. Phó hội trưởng Trần Công Lượng tức giận nói, 300 tỷ USD kia là của Kim Lăng, theo lý mà nói cũng phải đo thương nghiệp ở Kim Lăng xử lý phân phối. Sao bên trên lại giao cho một người trẻ tuổi chứ? Đây chẳng phải là làm ẩu sao? Đúng vậy, nhiều tiền như thế sao có thể để rơi vào các thương nhân nơi khác? Chúng ta được hưởng ít hơn bao nhiêu? Đám người trong thương hội cực kỳ bất mãn. Tôi cũng đang lo lắng chuyện này. Nghe nói người phụ trách trẻ tuổi này đề xướng việc cho các thương nghiệp bên ngoài tham gia, bảo là xúc tiến sự phát triển của Giang Nam. Tôi nhổ vào. Thiệu Văn Ngọc cả giận nói. Có thương hội Kim Lăng của chúng ta, đừng nói là thương nghiệp bên ngoài tham gia, cho dù một thành phố khác của Giang Nam cũng đừng hòng mơ tưởng. Miếng thịt này chỉ để cho chúng ta ăn thôi. Trần Công Lượng kiên quyết nói. Thương hội Kim Lăng nghĩ rất đơn giản, các thương nghiệp nơi khác không được đụng đến 300 tỷ USD này. Chỉ có thương nghiệp bản địa mới được hội trưởng, chúng ta phải làm gì? Có người hỏi. Đương nhiên là khống chế người phụ trách này, giải quyết vấn đề từ đầu nguồn. Thiệu Văn Ngọc nói. Trần Công Lượng lên tiếng nói, bên này tôi đã điều tra rõ ràng, lần này người phụ trách là Diệp Quân Lâm ở Tô Hàng. Anh ta không tính là người trong thể chế, không biết vì sao gánh nặng này lại được để ở trên vai anh ta. Chúng ta không cần để ý, chỉ cần biết người phụ trách là ai thì dễ làm rồi. Đợi chút nữa, Trần Công Lượng đi với tôi tìm Diệp Quân Lâm đi. Diệp Quân Lâm rời khỏi văn phòng thì có mấy người từ phía đối diện đi tới. Chào anh Diệp, chúng tôi là người của Thương hội Kim Lăng, muốn bàn một việc với anh, có được không? Trần Công Lượng hỏi. Diệp Quân Lâm nhanh chóng phản ứng lại. Nhóm người này nắm bắt tin tức cũng nhanh đấy, vậy mà lại tới tìm mình. Đại khái là do Diệp Vân Anh vận chuyển tài liệu nên để lộ tin tức đi. Được. Anh đi theo Trần Công Lượng và những người khác đi vào một chiếc Lincoln. Diệp Quân Lâm lên xe. Anh Diệp, xin tự giới thiệu, tôi là hội trưởng hội thương mại Kim Lăng, Thiệu Văn Ngọc, muốn cùng anh bàn luận về vấn đề đầu tư. Nói đi. Cho dù hội thương mại Kim Lăng không thuộc ban ngành chính phủ, nhưng cũng là tổ chức hợp pháp của tất cả thương nhân của Kim Lăng tạo thành, chúng tôi đại diện cho lợi ích của các thương nhân của Kim Lăng, giữ gìn thị trường yên ổn. Nhưng chúng tôi nghe nói anh Diệp rất ủng hộ cho các thương nghiệp ở nơi khác tiến vào, điều này đã vô tình tổn hại tới lợi ích của các thương nhân trong Kim Lăng, thương hội chúng tôi không thể không để ý tới. Diệp Quân Lâm cười, vậy ông nói xem nên làm gì? Có thể cho các thương nghiệp ở nơi khác tham gia đấu thầu, nhưng tất cả các dự án đầu tư đều rơi vào tài khoản thương gia địa phương. Chỉ cần anh đồng ý, đây sẽ là của anh. Nói xong, Thiệu Văn Ngọc đưa cho Diệp Quân Lâm một tấm chỉ phiếu. Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua, một dãy số không thật dài. 200 tỷ. Còn có bọn họ cũng là của anh. Thiệu Văn Ngọc chỉ vào bốn người đẹp ngồi hàng ghế sau, đều thuộc cấp bậc minh tinh. Chiếc xe này cũng có thể là của anh. Thiệu Văn Ngọc cười nói. Trần Công Lượng cũng lên tiếng. Anh Diệp, tôi biết quyền quyết định đầu tư nằm trong tay anh. Anh muốn cho ai đầu tư thì người đó được đầu tư. Tóm lại anh cho xí nghiệp bản địa nào đầu tư cũng được. Chỉ cần không phải là nơi khác. Như vậy sẽ không tổn hại đến lợi ích của anh, cũng không tổn hại đến lợi ích của chúng tôi, anh lại có chỗ tốt, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Diệp Quân Lâm cười, đúng vậy, cho dù lựa chọn thế nào cũng không ảnh hưởng tới lợi ích của tôi. Nhìn thấy có hy vọng, Thiệu Ngọc Văn và Trần Công Lượng đều mỉm cười. Về sau, anh chính là bạn của Hội Thương mại Kim Lăng, có gì khó khăn chúng tôi đều có thể thay anh giải quyết. Thiệu Ngọc Văn đều cười ra tiếng. Người trẻ tuổi đều giải quyết quá dễ. Ông ta đang nghĩ, sau khi 300 tỷ USD rơi và thương nghiệp địa phương, ông ta sẽ có thể bòn rút một ít. Cũng như Trịnh Quốc Thắng của nhà họ Trịnh đã đồng ý, chỉ cần nhà họ Trịnh cầm được hạng mục, bọn họ sẽ cầm được 10 tỷ USD. 300 tỷ USD là một khoản thu khả quan cỡ nào chứ? Giá trị bản thân của họ cũng sẽ tăng gấp 10 lần. Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua tấm chi phiếu, anh cười. Nụ cười này khiến Thiệu Văn Ngọc và Trần Công Lượng đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì với Diệp Quân Lâm đây là chế giễu. Anh vậy mà lại đang cười giễu.
Điều này khiến hai người không hiểu. Diệp Quân Lâm đẩy cửa xuống xe, trước khi đi còn cười khẩy nói, tôi làm thế nào không cần ông tới dậy. Dầm. Nói xong, Diệp Quân Lâm liền hung hăng đóng cửa lại. Thiệu Văn Ngọc và Trần Công Lượng ngây ngẩn cả người, hai người hai mặt nhìn nhau. Đây là từ chối chúng ta sao? Thiệu Văn Ngọc nói. Không ăn mềm, tôi thấy anh ta thích ăn cứng trăng. Trần Công Lượng lập tức xuống xe đuổi theo, ngăn Diệp Quân Lâm lại. Tên nhóc này dừng lại, tôi cho anh đi rồi à? Trần Công Lượng lạnh lùng nói. Sao? Diệp Quân Lâm cười. Không đồng ý đúng không? Được, vậy sau này anh đi đường cẩn thận một chút. Thương hội Kim Lăng của chúng tôi chỉ có bạn bè và kẻ thù. Nếu làm bạn thì ngoan ngoãn nhận lấy chỉ phiếu, còn kẻ thì chúng tôi chỉ có thể kề dao lên. Lời nào của Trần Công Lượng là sự uy hiếp rõ ràng. Nếu như Diệp Quân Lâm không đồng ý, như vậy anh sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Có thủ đoạn gì cứ việc dùng, tôi vẫn chưa bị dọa sợ đâu. Diệp Quân Lâm thật muốn cười. Chưa kể đến cả Quách Khôn Từ, Chủ tịch Hội Thương mại Việt Kiều cũng tự mình rơi vào tay, bao nhiêu ông lớn ở Kim Lăng đã bị anh quét sạch không biết bao nhiêu lần. Còn có kẻ này đến uy hiếp anh. Đúng là không muốn sống nữa rồi. Có điều những thương nhân này, chỉ cần xúc phạm đến lợi ích của bọn họ còn có khả năng trả thù hung ác hơn những người ở thế giới ngầm rất nhiều. Huống chỉ bọn họ còn đại diện cho lợi ích của tất cả các thương nhân ở Kim Lăng. 300 tỷ USD của Diệp Quân Lâm trong mắt của các thương nhân, xem ra là của chính bọn họ. Hành động cổ vũ người ngoài của Diệp Quân Lâm chính là động tới miếng ăn của bọn họ. Nghiêm trọng hơn sẽ dẫn tới sự trả thù của các thương nhân. Diệp Quân Lâm đã hiểu vì sao Trần Đăng muốn đẩy đại hội đầu tư cho mình. Đối với những hộ doanh nghiệp địa phương này, dù sao cũng muốn cống hiến cho sự phát triển của Kim Lăng. Trần Đăng phải nới lỏng các chính sách phương diện, thậm chí tùy theo bọn họ. Cuối cùng biến tướng thành giao cho Hội Thương mại Kim Lăng này chủ tính hết cả. Giống như lúc trước tập đoàn Tam Tinh lấy đi tiền của phe Viên Phủ Đồ Hà, Trần Đăng nhất định rất tức giận, nhưng cũng không có cách nào. Tập đoàn Tam Tinh cũng làm ra cống hiến to lớn, không thể trực tiếp khai đao được. Cho nên Trần Đăng giao vấn đề này cho Diệp Quân Lâm, để anh giải quyết. Vừa hay thanh trừ hết giới kinh doanh dơ bẩn bản địa của Kim Lăng. Được. Vậy anh cứ chờ, rượu mời không muốn uống lại cứ thích uống rượu phạt. Trần Công Lượng cả giận nói. Sau đó, liền phái người theo dõi Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm không thèm so đo với loại sâu kiến, mặc cho bọn họ theo đuôi. Bây giờ, Diệp Quân Lâm vẫn ở trong trụ sở quân đội. Thám tử điều tra rõ ràng địa chỉ xong, lập tức trở lại Hội Thương mại Kim Lăng. Biết người ở chỗ nào thì dễ làm rồi. Không cho anh ta nếm chút cứng rắn. Anh ta sẽ không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thiệu Văn Ngọc và Trần Công Lượng cùng ra lệnh, nhanh đi chuẩn bị. Ngày mai tôi muốn thấy anh ta ngoan ngoãn tới ỉm tôi. Nửa đêm, trên đường đi của trụ sở quân đội, đột nhiên xuất hiện 4 chiếc máy xúc. Đằng sau còn có một chiếc xe tải, thùng xe đều là người, mỗi người đều cầm theo vũ khí. Rầm rầm, 4 chiếc máy xúc tiến về phía trụ sở quân đội. Đẩy. 4 chiếc máy xúc đồng loại tiến lên, trực tiếp đẩy đổ vách tường của trụ sở khu tướng quân. Đám chó quân đội bên trong bắt đầu sủa o. Tốc độ của 4 chiếc máy xúc không giảm, trực tiếp san bằng tất cả tường trong trụ sở. Sau đó xông đến tòa nhà. Bọn họ theo lệnh của Trần Công Lượng là san bằng trụ sở quân đội nơi Diệp Quân Lâm ở. Diệp Quân Lâm và những người khác nghe được động tĩnh thì lập tức xuống lầu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Diệp Quân Lâm phải nói là tức vô cùng. Anh không sợ 10 vạn người của quân phiệt tang khôn đột kích CF. Chỉ sợ loại người bình thường lại dùng thủ đoạn âm hiểm này. Không ngờ tới là bọn họ lại muốn san bằng nơi này. Máy xúc ầm ầm lao tới. Cách Diệp Quân Lâm nửa mét thì dừng lại. Mau tránh ra, chúng tôi muốn san bằng nơi này. Làm các người bị thương sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy. Lái xe máy xúc lạnh lùng nói. Làm người bị thương hay làm chết người bọn họ không đám. Có điều mấy người Diệp Quân Lâm cũng không nhượng bộ. Vẫn đứng ở chỗ đó. Ánh mắt đáng sợ giống như thú dữ. Lái xe máy xúc đều bị hù dọa. Chân chờ không dám tiến lên. Rầm rầm. Đúng lúc này, mấy chục người đột nhiên lao ra từ phía sau xe tải, trong tay cầm theo côn sắt nhao nhao vào tới trước mặt Diệp Quân Lâm và những người khác.
Mau tránh ra. Chúng tôi nhận nhiệm vụ đi đời nơi này. Không muốn chết thì mau tránh ra. Đám người cầm côn sắt bắt đầu la lối om sòm. Bọn họ nhận được lệnh là phải san bằng nơi này. Phàm là người nào ngăn cản thì sẽ đánh. Nam Phương lạnh lùng hỏi, các người biết đang phá chỗ nào không? Mỗi một người đều đang tức giận. Ngay cả nhà họ Quách cũng không dám bước vào sân viện của bọn họ nửa bước, thế mà mấy người này đòi phá. Ha ha, không phải chỉ là một cái trụ sở rách nát hay sao? Ông đây quan tâm nó là nơi nào chắc? Người cầm đầu giơ gậy sắt lên, uy hiếp, tôi lặp lại lần nữa, lập tức tránh ra, nếu không gậy của chúng tôi không có mắt đâu. Tôi đếm ngược 3 tiếng, 3, 2, 1. Gã đếm xong 3 tiếng, đám người Diệp Quân Lâm vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Các anh em, đánh cho tao. Người này vừa ra lệnh, mấy chục người cầm côn sắt liền xông tới. Rầm. Chẳng ai ngờ Diệp Quân Lâm chỉ dùng một cước, đá bay một người gần nhất ra ngoài. Rầm. Bay trọn vẹn hơn 100 mét mới rơi xuống đất, cơ thể co quắp, rồi không có động tĩnh nữa. Lúc này, toàn bộ đều ngây người. Không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Quân Lâm. Ngay cả đám người Trung Phương cũng không dám tin. Hiển nhiên là Diệp Quân Lâm giận rồi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng xông ra ngoài không đến 30 giây, toàn bộ 50 người đều ngã trên đất, bất động. Tất cả đều bị đánh ngất đi. Mỗi người ít nhất cũng gãy 10 cái xương. Diệp Quân Lâm ít khi ra tay, thậm chí sẽ không ra tay. Nhưng lần này lại tự mình giải quyết tất cả. Đủ thấy anh tức giận cỡ nào. Ngay cả bọn Trung Phương cũng ngây cả người. Đây là lần đầu tiên sau khi trở về Tô Hàng, tướng quân tức giận như vậy. Thật ra chủ yếu tình cảm gia đình và đất nữ của Diệp Quân Lâm. Anh chinh chiến 6 năm, ở tiền tuyến hưng phấn chiến đấu chính là vì bảo vệ mảnh đất dưới chân này. Trụ sở quân đội mặc dù chỉ là tạm thời nhưng ở trong lòng Diệp Quân Lâm chẳng khác nào nhà. Ai phá hỏng nhà của anh liều mạng với kẻ đó. Rầm. Đột nhiên, Diệp Quân Lâm đá một cước vào máy xúc, khiến cho người ta khó tin chính là máy xúc vậy mà bị lõm vào. Máy xúc cứng như vậy mà lại bị một cước đá lõm. Răng rắc. Sau đó, bánh xích của máy xúc liền vỡ vụn ra. Rầm. Anh lại đá một cước vào máy xúc khác. Rầm rầm. Chiếc máy xúc này cũng bị hỏng. Chuyện này. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Đây là thực lực gì? Một cước đá hỏng máy xúc mấy chục tấn. Là người hay là thần vậy? Bốn tên lái xe máy xúc lộn nhào thoát ra khỏi hiện trường, sợ đến điên. Không ai ngờ lại có một màn này xảy ra. Tướng quân, tôi đi thăm dò là ai làm? Tây Phương nói. Không cần, tôi biết là ai. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, lúc này, trời đã sắp sáng. Thiệu Văn Ngọc, Trần Công Lượng và những người khác đã tụ tập ở Thương hội Kim Lăng. Ai cũng đều rất vui vẻ. Hội trưởng, bây giờ chúng ta ngồi đợi kết quả nhỉ? Tôi không tin phá đổ chỗ ở của tên nhãi kia, anh ta sẽ không sợi. Trần Công Lượng cười nói. Thiệu Văn Ngọc lộ ra nụ cười biến thái, chơi với chúng ta, người trẻ tuổi này còn non lắm, thủ đoạn cũng không hơn chúng ta. Đúng vậy, những năm này người bị chúng ta chơi chết không đến 100 thì cũng có 80, 90. Một người trẻ tuổi mà dám đấu lại với chúng ta. Trần Công Lượng cười mỉa mai nói. Vừa sáng sớm, người nhà họ Trịnh đã tới. Là Trịnh Văn Thành và Mai Hoàng Thanh. Thì ra nhà họ Trịnh cũng vì chuyện hạng mục mà tích cực làm chiêu trò. Nghe nói hội thương mại Kim Lăng chắc chắn có phương pháp, bọn họ đã liên lạc qua nhiều lần. Lần này đến xin nhờ. Chuyện đại hội đầu tư, làm phiền hội trường và mọi người nhọc lòng. Nói xong, Trịnh Văn Thành đưa cho Thiệu Văn Ngọc một tờ chỉ phiếu. Nhìn tấm chỉ phiếu ghi 800 USD, Thiệu Văn Ngọc cười. Nhà họ Trịnh đã tới 2 lần, đã hơn 20 tỷ rồi, xem như hào phóng. Yên tâm đi, chuyện này cứ để chúng tôi, có nhiều thứ cũng có thể điều khiển được. Thiệu Văn Ngọc đồng ý. Loại tiền hối lộ này sợ càng về sau càng nhiều. Dù sao cũng là 300 tỷ USD. Sau khi tiễn người nhà họ Trịnh, Thiệu Văn Ngọc bắt đầu thỏa sức tưởng tượng. Tiền sẽ nhanh chóng chảy vào túi. Ông ta sẽ dùng tiền mua biệt thự ở Tô Hàng và Hoa Hải, dùng để nuôi hai người tình. Ha ha! Cộc cộc cộc! Đúng lúc này, trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Mấy lái xe máy xúc chạy vào. Hả? Sao lại là các anh? Xảy ra chuyện gì rồi?
Trần Công Lượng kinh ngạc hỏi. Toàn bộ đều ngồi trên đất, thở hổn hển. Chúng tôi gặp phải quái vật. Rốt cuộc là sao, nói rõ xem nào. Điều này khiến Thiệu Văn Ngọc và những người khác sốt ruột. Trụ sở kia chưa đẩy đổ à? Trần Công Lượng hỏi. Đẩy, đấy. Những người kia nói. Phùi Trần Công Lượng thở phào một hơi. Đẩy đổ trụ sở là được. Bọn họ còn tưởng chưa đẩy đổ nữa chứ. Có điều chúng tôi gây chuyện. Những người kia lại nói. Không chờ họ nói hết, thư ký chạy tới, hội trưởng, bên ngoài có một người tên là Diệp Quân Lâm muốn gặp. Ha ha ha, đúng là có hiệu quả, người đã tới rồi. Thiệu Văn Ngọc cười to nói. Trần Công Lượng vung tay lên, mấy người đi xuống trước đi. Bốn tên lái xe xúc còn muốn nói gì, lại bị người ta mạnh mẽ mang đi. Diệp Quân Lâm nhanh chóng đi vào phòng họp. Thấy anh tới, Thiệu Văn Ngọc và những người khác đều cười. Sao, nghĩ thông rồi, nếu anh cứ ngoan ngoãn nhận lợi ích thì sao chúng tôi phải dùng thủ đoạn chứ? Trần Công Lượng cười nói. Thiệu Văn Ngọc gác chân lên bàn hội nghị, cười nói, chỉ cần anh đồng ý hợp tác, tất cả lợi ích tối qua đều cho anh, thêm 100 tỷ nữa. Thiệu Văn Ngọc khoát tay, thư ký liền đưa tới hai tấm chỉ phiếu. Tổng cộng là 300 tỷ. Đây là thủ đoạn của Thiệu Văn Ngọc vẫn thường dùng, vừa đấm vừa xoa. Như vậy có thể nắm một người trong lòng bàn tay. Được rồi, sau này mọi người đều là bạn, đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà đau đầu phiền não. Nói xong, Trần Công Lượng liền muốn vỗ bả vai Diệp Quân Lâm. Dầm! Không ngờ Diệp Quân Lâm dùng một cước đá bay Trần Công Lượng ra ngoài. Dâm! Không cần, tôi biết là ai. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, lúc này, trời đã sắp sáng. Thiệu Văn Ngọc, Trần Công Lượng và những người khác đã tụ tập ở Thương hội Kim Lăng. Ai cũng đều rất vui vẻ. Hội trưởng, bây giờ chúng ta ngồi đợi kết quả nhỉ? Tôi không tin phá đổ chỗ ở của tên nhãi kia, anh ta sẽ không sợi. Trần Công Lượng cười nói. Thiệu Văn Ngọc lộ ra nụ cười biến thái, chơi với chúng ta, người trẻ tuổi này còn non lắm, thủ đoạn cũng không hơn chúng ta. Đúng vậy, những năm này người bị chúng ta chơi chết không đến trăm thì cũng có 8, 90. Một người trẻ tuổi mà dám đấu lại với chúng ta. Trần Công Lượng cười mỉa mai nói. Vừa sáng sớm, người nhà họ Trịnh đã tới. Là Trịnh Văn Thành và Mai Hoàng Thanh. Thì ra nhà họ Trịnh cũng vì chuyện hạng mục mà tích cực làm chiêu trò. Nghe nói hội thương mại Kim Lăng chắc chắn có phương pháp, bọn họ đã liên lạc qua nhiều lần. Lần này đến xin nhờ. Chuyện đại hội đầu tư, làm phiền hội trường và mọi người nhọc lòng. Nói xong, Trịnh Văn Thành đưa cho Thiệu Văn Ngọc một tờ chỉ phiếu. Nhìn tấm chỉ phiếu ghi 800 USD, Thiệu Văn Ngọc cười. Nhà họ Trịnh đã tới 2 lần, đã hơn 20 tỷ rồi, xem như hào phóng. Yên tâm đi, chuyện này cứ để chúng tôi, có nhiều thứ cũng có thể điều khiển được. Thiệu Văn Ngọc đồng ý. Loại tiền hối lộ này sợ càng về sau càng nhiều. Dù sao cũng là 300 tỷ USD. Sau khi tiễn người nhà họ Trịnh, Thiệu Văn Ngọc bắt đầu thỏa sức tưởng tượng. Tiền sẽ nhanh chóng chảy vào túi. Ông ta sẽ dùng tiền mua biệt thự ở Tô Hàng và Hoa Hải, dùng để nuôi hai người tình. Ha ha! Cộc cộc cộc! Đúng lúc này, trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Mấy lái xe máy xúc chạy vào. Hả? Sao lại là các anh? Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Công Lượng kinh ngạc hỏi. Ngu xuẩn mất khôn, đánh cho tao. Thiệu Văn Ngọc đột nhiên ra lệnh một tiếng. Rầm rầm. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ vang lên từng đọt âm thanh. Hả, tình hình bên ngoài sao vậy? Thiệu Văn Ngọc hỏi. Ông ta và đám cấp dưới đi tới cửa sổ lớn sát đất nhìn tình hình bên dưới. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn bọn họ đã sợ ngây người. Ai cũng hít sâu một hơi, vẻ mặt bị dọa trắng bệch. Đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Dường như có việc gì lớn lắm vậy. Hả, tình huống thế nào, sao các người lại sợ vậy? Trần Công Lượng bò dây rồi đi tới cửa sổ xem. Vừa nhìn, Trần Công Lượng liền bị dọa trực tiếp ngồi xuống đất. Xã do. Miệng ông ta run lên, một câu cũng không nói lên lời. Bởi vì... Quảng trường trước tòa nhà hội thương mại Kim Lăng chật kín xe bọc thép màu xanh lục quân đội. Phía sau có hàng chục xe quân sự. Trong xe quân đội và xe bọc thép,
từng binh sĩ mang súng ống đầy đủ bước xuống xe. Bọn họ lũ lượt tiến vào trong tòa nhà của Hội Thương mại Kim Lăng. Rầm rầm rầm. Trong hành lang nhanh chóng vang lên tiếng bước chân theo nhịp. Một giây sau, cửa liền bị đá mở. 300 người nhanh chóng đứng chật ních trong phòng họp. Mỗi người đều nắm trong tay súng ống đạn dược, chĩa vào đám người Thiệu Văn Ngọc. 30 tên vệ sĩ của bọn họ đều bị dọa sợ trốn xuống gầm bàn, mấy tên sợ đến tè ra quần, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Mẹ nhà nó, ông đây thật muốn xem kẻ nào không có mắt đi phá trụ sở quân đội. Mẹ nó, ông cho mày phá. Ngay sau đó, một đại tá trong quân phục mang theo một khẩu súng máy đến. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, đại tá lập tức nói, báo cáo thủ trưởng, trung đoàn báo đen quân khu Kim Lăng, Đàm Dịch Tranh báo cáo. Hóa ra trụ sở quân đội mà nhóm Diệp Quân Lâm đang ở tạm là khu vực quản lý của trung đoàn báo đen. Vừa nghe tin khu quân sự bị phá bỏ, Đàm Dịch Tranh lập tức tập hợp trung đoàn báo đen, hung hăng đánh tới. Thủ trưởng Thiệu Văn Ngọc và Trần Công Lượng không thể tin nổi nhìn Diệp Quân Lâm. Ngay lập tức họ đã hiểu tại sao Trần Đăng lại giao nhiệm vụ tổ chức hội nghị đầu tư cho Diệp Quân Lâm. Thì ra vị này là người có chức vụ cao trong quân đội. Trước đó bọn họ còn cho là Diệp Quân Lâm chỉ là một cá nhân liên quan. Không ngờ lại vậy. Đàm Dịch Tranh vách súng ngắm ngay vào đám Thiệu Văn Ngọc, lạnh lùng nói, ai cho các người dũng khí đi phá trụ sở quân đội. Các người nghĩ cái gì vậy? Mặc dù họng súng của chúng tôi không thể nhắm vào người dân, nhưng các người xứng sao? Tự vỗ ngực hỏi lương tâm của mình đi. Hả, còn muốn đả thương người à? Mấy năm nay các người xem mạng người như cỏ rác, đúng là lũ quỷ hút máu, đám súc sinh này. Ông đây thật muốn cho các người biết tay. Đàm Dịch Tranh tức giận nói. Diệp Quân Lâm lạnh lùng, đột nhiên giơ chân lên đánh vào bàn hội nghị hình bầu dục. Răng rắc. Bàn hội nghị vỡ nát ra, nhất là các bộ phận chung quanh sụp đổ, hóa thành bột. Tôi. Thiệu Văn Ngọc và đám người bị dọa sợ, miệng run lên, biến thành cả lăm. Thủ trưởng, chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin anh cho một cơ hội đi. Đám người Thiệu Văn Ngọc lập tức cầu xin tha thứ. Giải quyết việc chung. Cha cho tôi. Ghi lại những việc làm phạm pháp và hành vi xem mạng người như cỏ rác của bọn họ, điều tra lại hết cho tôi. Cộng thêm tội tự mình xâm nhập vào căn cứ quân sự, phá hủy đi trụ sở quân đội. Diệp Quân Lâm cả giận nói. Lúc này, đám Thiệu Văn Ngọc chỉ muốn ngất đi thôi. Những tội dạng này mà gộp chung lại, bọn họ chỉ còn nước bị xử bắn. Cùng ngày tổ chức mang tên Hội Thương mại Kim Lăng này bị niêm phong. Một nhóm người vỗ tay. Nhiều doanh nghiệp bị hội thương mại này chèn ép, thậm chí người bị thương không ít. Phần lớn đều khịt mũi coi thường Hội Thương mại Kim Lăng. Vấn đề hôm nay vừa đưa ra, rất nhiều người bắt đầu gieo hò. Nhao nhao tuyên bố, đây là một chuyện tốt. Đặc biệt là quyền lợi của các thương gia cấp trung và cấp thấp được bảo vệ. Cuối cùng không có ai bị ức hiếp. Bọn họ đương nhiên gieo hò. Không tra thì thôi, tra ra là giật mình. Trong những năm qua, Hội Thương mại Kim Lăng đã ăn hối lộ nhét túi riêng lên đến hàng trăm tỷ USD. Phần tiền này được dùng để xây cầu và đường. Lại xem như một việc tốt. Tâm trạng của Diệp Quân Lâm mới bình tĩnh trở lại. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu khi thấy Hội Thương mại Kim Lăng bị rớt đài. Trong đó nhà họ Trịnh là đau lòng nhất. Bọn họ đã vứt 20 tỷ một cách vô ích. Lần này, tất cả hy vọng đều đặt trên người Lý Tử Nhiệm. Một ngày trước đại hội đầu tư, Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng đặc biệt đứng trước mặt Lý Tử Nhiệm, hỏi thăm tiến triển. Lý Tử Nhiệm chính là nên làm gì thì làm. Cô cũng không biết tiến triển. Có điều đột nhiên nghĩ tới mấy câu Diệp Quân Lâm nói qua với mình. Đây là tất cả về một câu của anh ấy. Nếu Diệp Quân Lâm đã dám đánh cược như vậy thì cô nên tin tưởng anh. Thua thì cùng gánh. Hẳn là 10 phần chắc 9. Lý Tử Nhiệm nói. Hả, nắm chắc như vậy. Ngô Thị Lan và mấy người khác đều vui mừng. Trịnh Văn Thắng còn đứng bật dậy. Thật sao? Thật, con lừa mọi người làm gì?
Lý Tử Nhiệm rất tin tưởng Diệp Quân Lâm, cảm thấy anh có thể làm được. Đây là sự tin tưởng của người vợ với chồng của mình. Cho dù chồng mình có thế nào, nhưng chỉ cần chồng khẳng định chuyện gì, thì sẽ tin tưởng vô điều kiện. Vậy thì quá tốt, con xưa này đều không làm chuyện không nắm chắc. Ngô Thị Lan vui đến phát khóc. Chỉ cần cầm được hạng mục 8 tỷ USD này, nhà họ Trịnh sẽ thu được lợi hàng chục tỷ USD ai vốn liếng lấy lại một phen. Nhưng mà con có một điều kiện. Lý Tử Nhiệm nói. Điều kiện gì? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Lý Tử Nhiệm. Hạng mục này là lấy về cho nhà họ Trịnh, nhưng tất cả đều phải do con toàn quyền phụ trách. Đây chính là điều kiện của con ồ. Lý Tử Nhiệm nói ra điều kiện mà Diệp Quân Lâm nhắc nhở trước đó. Cái gì? Sau khi nghe xong điều kiện, mặt ai trong nhà họ Trịnh cũng đều biến sắc. Mặc dù lấy được hạng mục, nhưng sao có thể để Lý Tử Nhiệm định đoạt tất được? Điều này là không thể. Chuyện này không được, hạng mục của nhà họ Trịnh sao có thể để một người khác họ điều khiển chứ? Đúng vậy, chuyển đi thì người khác nhìn chúng ta thế nào? Không ai đồng ý. Tử Nhiệm, em xem chị và anh rể của em vì tránh hiểm nghi đã hoàn toàn không nhúng tay vào việc kinh doanh của nhà họ Trịnh, sao em lại vậy chứ? Trịnh Quân Nga nói. Đúng vậy, thế này không được, làm trò cười cho người bề trên rồi. Trương Văn Thống cũng nói. Đây là điều kiện của con, không đồng ý cũng được, con sẽ từ bỏ hạng mục đó. Lý Tử Nhiệm nói. Được được được, ông bà ngoại đồng ý với con, hạng mục lấy được rồi sẽ do con toàn quyền phụ trách. Ngô Thị Lan đồng ý. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn, lúc này Lý Tử Nhiệm mới rời đi. Chờ cô đi xong, Trịnh Văn Thành, Trịnh Học Văn và mấy người khác đều bất mãn nói, ba mẹ, thật sự do Lý Tử Nhiệm phụ trách sao? Ha ha, chờ lấy được hạng mục thì đến lúc đó làm gì đến lượt nó làm chủ. Ngô Thị Lan cười nói. Mẹ, không phải mẹ đồng ý với Tử Nhiệm rồi sao? Có người hỏi. Không thừa nhận thôi, đến lúc đó các con làm chứng cho mẹ, Tử Nhiệm cũng sẽ hết cách. Người nhà họ Trịnh lại cùng nhau cười lớn. Quy trình thực hiện giống như lúc trước đưa chi phiếu 20 tỷ. Biết rõ là người làm nhà họ Trịnh nhặt, nhưng lại đổ lỗi cho Diệp Quân Lâm cầm. Dù sao đến lúc đó một mình Lý Tử Nhiệm cũng sẽ không nói lại toàn bộ người nhà họ Trí. Trịnh Hiệp Phong vẫn lo lắng nói, bà nội, làm vậy không tốt lắm, hại đến hình tượng của bà. Ngô Thị Lan cười nói, vì lợi ích của nhà họ Trịnh, hình tượng của cá nhân bà thì tính là gì? Với cả Tử Nhiệm một lòng vì tên Diệp Quân Lâm, nếu để cho nó toàn quyền quản lý thì e thành của Diệp Quân Lâm mất. Đúng, nhất định không thể để cho Lý Tử Nhiệm cầm quyền. Trịnh Quân Nga và Trương Văn Thống chăm miệng một lời đáp. Lý Tử Nhiệm còn ngốc nghếch tin tưởng nhà họ Trịnh. Dù sao trong mắt cô, Ngô Thị Lan là một người công chính liêm minh. Nói chuyện chắc chắn giữ lời. Nào biết đó chỉ là vẻ bề ngoài. Hôm sau bắt đầu đại hội đầu tư. Địa chỉ ở trung tâm triển lãm và hội nghị, thương nghiệp các nơi đều nhao nhao đi vào. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương cũng tích cực tham gia. Nếu không phải hội thương mại Kim Lăng thất thủ, bọn họ sẽ không có cơ hội này. Với tư cách là người tổng phụ trách, Diệp Quân Lâm đã hoàn thiện mọi thứ. Diệp Quân Lâm đến trung tâm hội nghị và triển lãm, nhưng khi chuẩn bị bước vào, lại bị người gọi lại. Hai hôm nay chúng ta xui xẻo thật. Sao cứ luôn đụng phải anh ta chứ? Thì ra là đám người Chí Tiềm Long. Bọn họ cũng tới tham gia đại hội đầu tư. Vào thân phận của mình mà không coi ai ra gì. Xét cho cùng, nhà họ Chí là thương gia lớn nhất trong hội nghị đầu tư này. Ai là người quyền lực hơn Hoàng gia Hoa Hải chứ? Anh cũng ở đây để tham gia hội nghị đầu tư à? Chí Duy hỏi. Diệp Quân Lâm cười, không thì sao? Anh không phải chỉ là một nhân viên bảo vệ sao? Sao, anh cũng muốn nhận dự án đầu tư? Hay là anh biết nhà Chí sắp tới, muốn mượn thân phận cháu họ Chí để làm ăn phát đạt? Chí Duy hỏi. Chí Tiềm Long thậm chí còn cảnh cáo, đừng để tôi nghe được bất kỳ chuyện gì liên quan đến việc anh dùng thân phận nhà họ Chí, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Tôi đến đây không phải để nhận dự án đầu tư. Diệp Quân Lâm nói. Vậy làm gì? Tôi ở đây để quyết định dự án đầu tư. Ha ha ha.
Một câu của Diệp Quân Lâm liền khiến mọi người cười vang. Cái gì, anh muốn nói anh đứng đầu hội nghị đầu tư? Chí Duy cười mỉa mai nói. Này, mỗi ngày anh đổi một thân phận à? Chí Tiềm Long bất lực lắc đầu. Hai ngày trước, anh ta nói mình là chiến thần Côn Luân, hôm nay lại nói mình là tổng phụ trách. Hành vi này, theo quan điểm của Chí Tiềm Long, là ngu ngốc. Muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại trước mặt nhà họ Chí không cần phải vậy. Anh phải đưa ra tài năng chân chính. Ví dụ như anh có giá trị bản thân lên đến hàng chục tỷ, nhà họ Chí sẽ chấp nhận anh. Hoặc bạn khiêng trên vai một sao, là thiếu tướng, nhà họ Chí sẽ tôn thờ anh. Đáng tiếc Diệp Quân Lâm chỉ là một tên côn đồ. Diệp Quân Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người nhà họ Chí, nói, các người về đi, đại hội đầu tư không có quan hệ gì với các người. Ngay khi những lời này nói ra, đám người Chí Tiềm Long đều sửng sốt. Có ý tứ gì? Đại hội đầu tư không liên quan đến bọn họ. Nực cười. Nhà họ Chí tới Kim Lăng tham gia đại hội đầu tư coi như là nể mặt. Họ sẽ không nhận được dự án. Không thể nào. Nếu họ không lấy được thì không ai có thể lấy được. Thậm chí có thể nói nhà Chí kiểm soát mọi thứ. Không thể, ai sẽ không cho nhà họ Chí thể điện. Chí Tiềm Long đương nhiên không tin. Ha ha, vậy các người tự giải quyết cho tốt. Đến lúc bị đuổi ra thì đừng nói là tôi không nhắc nhở. Diệp Quân Lâm để lại một câu rồi đi vào trung tâm triển lãm và hội nghị. Ha ha, chúng ta vào, tôi thật muốn xem hôm nay ai muốn đuổi nhà họ Chí. Chí Tiềm Long dẫn một đoàn người nghênh ngang đi vào trung tâm triển lãm và hội nghị. Sau khi đi vào hội trường, nhà họ Chí đi thẳng tới hàng ghế đầu tiên. Các người ngồi chỗ khác đi. Chí Duy đuổi những thương nhân đã được sắp xếp ngồi trước đó đi. Tất cả đều giận mà không dám nói gì, ai dám đấu với nhà họ Chí chứ? Trừ phi không muốn sống nữa. Chí Tiềm Long vừa ngồi xuống đã có giọng nói, anh không thể ngồi ở đây. Mời anh rời khỏi trung tâm triển lãm. Hóa ra là một số nhân viên bảo vệ duy trì trật tự đã đến phía trước. Hả? Chí Tiềm Long và những người khác đều sững sờ. Các người nói gì? Mời rời khỏi, trong danh sách của đại hội đầu tư không có tên các người. An Ninh nghiêm túc nói. Chí Tiềm Long không giận mà còn cười, anh tìm nhầm người à? Anh có biết tôi là ai không? Nhà họ Chí ở Hoa Hải, chúng tôi nói đúng là các anh. Mời lập tức rời khỏi đây. Đừng ép chúng tôi đuổi người. Thái độ của bảo vệ rất cứng. Điều này khiến Chí Tiềm Long và mấy người đều ngây ngẩn. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm nói đúng rồi? Bọn họ thật sự bị đuổi. Sao có thế? Biết chúng tôi là nhà họ Chí ở Hoa Hải rồi còn dám bảo chúng tôi ra ngoài. Chí Tiềm Long trầm giọng nói. Mau rời đi, chúng tôi không muốn nhiều lời. Bảo vệ lạnh lùng nói. Hôm nay tôi không rời đấy, xem ai dám động đến tôi. Chí Tiềm Long lạnh giọng trả lời. Đam Mỹ Hài. Anh ta không tin, một Kim Lăng nho nhỏ sẽ có người động tới mình. Chí Duy và mấy người khác cũng vênh váo tự đắc, không để những người này vào mắt. Bảo vệ cầm bộ đàm, nói, yêu cầu hỗ trợ, yêu cầu hỗ trợ. Hơn 10 người bảo vệ nhanh chóng ùa ra. Không nói gì, trực tiếp kéo đám người Chí Tiềm Long, ném ra ngoài trung tâm. Này này này, các người muốn làm gì? Thả tao ra, tao là cậu chủ nhà họ Chí đấy. Các người muốn chết à? Đám người Chí Tiềm Long giãy giụa, nhưng lại tốn công vô ích. Một đám bảo vệ thối tha, dám đụng đến ao, cứ chờ đấy. Chí Duy bị ném xuống đất lạnh giọng nói. Được rồi, chúng tôi chờ nhà họ Chí đến báo thù. Tôi tự báo danh, Trương Kỳ Long, Trung úy Trung đoàn Báo Đen Kim Lăng. Đội trưởng Vu Đông Phi của Trung đoàn Báo Đen thuộc quân khu Kim Lăng. Trung úy Ngô Kỳ Phương của Trung đoàn Báo Đen thuộc quân khu Kim Lăng. Sau khi những nhân viên bảo vệ này báo danh, Chí Tiềm Long hoàn toàn sững sờ. Thì ra các nhân viên bảo vệ ở hội nghị đầu tư hôm nay đều là quân nhân. Quấy rầy rồi. Chúng tôi nói sai. Chí Tiềm Long lập tức xin lỗi. Nhà họ Chí có lợi hại hơn cũng không dám đối đầu với bọn họ. Bọn họ đến Kim Lăng là muốn gây ấn tượng tốt với chiến thân Côn Luân chứ không phải đến gây chuyện. Điều này không đúng. Thứ nhất, an ninh của hội nghị đầu tư làm sao có thể thuộc về quân khu Kim Lăng. Thứ hai, trước đó Diệp Quân Lâm nói chúng ta sẽ bị đuổi, chúng ta liền thật sự bị đuổi ra ngoài. Chí Duy ngạc nhiên, vẻ mặt khó hiểu.
Vấn đề này thực sự có liên quan gì đến Diệp Quân Lâm à? Chẳng lẽ anh ta thật sự là người tổng phụ trách? Mọi người đều ngạc nhiên. Chí Tiềm Long cau mày, sờ cằm, nghĩ, rất kỳ quái, chúng ta tới tham gia đại hội mà bị đuổi ra ngoài, có vẻ như có liên quan đến Diệp Quân Lâm. Lúc này, một chiếc ô tô đã đến trung tâm triển lãm. Xuống xe là Lý Tử Nhiệm và mấy người khác. Lý Tử Nhiệm không tiến vào hội trường luôn, cô chỉ cử thư ký của mình vào. Anh Long, anh biết người phụ nữ kia chứ? Cô ta là vợ của Diệp Quân Lâm. Chí Duy đã điều tra rất rõ ràng, nên nhận ra Lý Tử Nhiệm. Vậy chúng ta qua xem một chút. Chí Tiềm Long mang người tới trước mặt Lý Tử Nhiệm. Vợ của Diệp Quân Lâm. Chí Tiềm Long hỏi. Đúng vậy, các anh là... Đôi lông mày đẹp của Lý Tử Nhiệm hơi nhíu lại, đôi mắt tỏ vẻ hoang mang, tên Diệp Quân Lâm này cũng xứng có một người vợ xinh đẹp như vậy à? Đúng vậy, tên này may thật. Người nhà họ Chí cười mỉa mai nói. Chí Tiềm Long cười nói, cô Đoàn, hy vọng cô cảnh giác cao, đừng nên bị Diệp Quân Lâm lừa. Nhà họ Chí chúng tôi sẽ không thừa nhận thân phận cháu ngoại của anh ta, cũng không có quan hệ gì với anh ta. Có thể anh ta sẽ dùng thân phận cháu ngoại nhà họ Chí ở Hoa Hải để lừa gạt cô đấy. Sẽ không, chồng của tôi không thừa nhận thân phận cháu ngoại nhà họ Chí đâu, các người yên tâm đi. Ngôn Tình Hoàn. Lý Tử Nhiệm lập tức giữ gìn tôn nghiêm cho Diệp Quân Lâm. Cô có thể nói Diệp Quân Lâm không đúng. Nhưng người khác thì không được. Vậy cô tự giải quyết cho tốt. Chí Tiềm Long dẫn đoàn người rời đi. Đôi mi thanh tú của Lý Tử Nhiệm nhíu lại. Thông qua Chí Tiềm Long, cô nghĩ tới một việc. Diệp Quân Lâm đồng ý chuyện hạng mục 8 tỷ USD. Lần này ông chủ của tập đoàn Minh Cường sẽ không quản. Cô không có cách nào tưởng tượng Diệp Quân Lâm thông qua biện pháp gì đạt được. Bây giờ cô hiểu rồi. Đại khái là anh lén lút dùng thân phận cháu ngoại của nhà họ Chí đi tranh thủ lấy dự án. Lấy danh nghĩa Hoàng gia Hoa Hải, cầm được dự án 8 tỷ USD không hề khó. Nhất định là như vậy. Lý Tử Nhiệm rất cảm động. Cô biết anh rất ghét nhà họ Chí. Nhưng vì cô, anh lại không tiếc lợi dụng thân phận cháu ngoại trai của nhà họ Chí để lấy được dự án này. Không lâu sau đó, đại hội đầu tư kết thúc. Thư ký của Lý Tử Nhiệm kích động cầm bản kế hoạch. Tổng giám đốc Nguyên, chúng ta trúng thầu rồi. Nhận được đầu tư rồi. Lý Tử Nhiệm xem bản dự án, rất là giật mình. Quả là dự án đầu tư 8 tỷ đô la Mỹ. Lúc này, Diệp Quân Lâm cũng đi ra, cười hỏi, lấy được rồi đúng không? Vâng, vất vả anh, Lý Tử Nhiệm nói. Diệp Quân Lâm rất tò mò, không ngờ Lý Tử Nhiệm lại không hỏi mình làm bằng cách nào. Anh không biết Lý Tử Nhiệm cho rằng anh tranh thủ bằng thân phận cháu ngoại trai nhà họ Chí. Được rồi, để em báo tin cho ông bà nội. Sau đó, Lý Tử Nhiệm trở về nhà họ Trịnh, người nhà họ Trịnh đều đang chờ đợi. Thấy Lý Tử Nhiệm trở về. Mọi người đều nở nụ cười. Ngô Thị Lan hỏi, sao rồi Tử Nhiệm? Bà ngoại, cháu thành công rồi, cháu đã lấy được dự án 8 tỷ đô la Mỹ. Đây là tư liệu của dự án. Lý Tử Nhiệm đưa tư liệu cho mọi người. Mọi người lật xem, đều mừng như điên. Đúng là dự án 8 tỷ đô la Mỹ. Tử Nhiệm, cháu giỏi quá. Không cần tốn công sức đã làm được. Ngô Thị Lan cười nói. Vậy thì bà ngoại phải thực hiện lời hứa với cháu đấy nhé. Thứ nhất. Bất cứ người nào của nhà họ Trịnh, kể cả ba mẹ cháu cũng không được nhúng tay vào chuyện của cháu với Diệp Quân Lâm. Thứ hai, dự án 8 tỷ đô la Mỹ này sẽ do cháu phụ trách. Lý Tử Nhiệm nhìn Ngô Thị Lan nói. Bầu không khí trong phòng bỗng cứng lại, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lý Tử Nhiệm ngẩn người, chuyện gì vậy? Ngay sau đó, Ngô Thị Lan kinh ngạc hỏi, bà có nói thế à? Nghe vậy, Lý Tử Nhiệm ngây ngẩn cả người. Cô như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Toàn thân như chết lặng. Cô khó tin hỏi, bà ngoại, bà, nói thế là sao, chẳng phải bà đã hứa với cháu rồi sao? Sao bà lại đổi ý? Không phải là bà đổi ý, mà bà hoàn toàn không nhớ là đã từng hứa hẹn chuyện đó với cháu. Bà đã hứa bao giờ đâu? Ngô Thị Lan tỉnh bơ nói. Trịnh Quân Nga và Trương Văn Thống lập tức nói, đúng thế Tử Nhiệm, bà nội đã hứa hẹn bao giờ đâu? Đúng thế, lúc bàn chuyện với cháu. Cả nhà đều có mặt mà. Chưa bao giờ nhắc tới chuyện này. Tử Nhiệm, có phải cháu đã hồ đồ không? Hay là nhớ nhầm, hoàn toàn không có chuyện này. Ngay cả Chính Quốc Thăng cũng nhảy vào, đúng thế, Tử Nhiệm, bọn ta sẽ không lừa gạt cháu.
cháu chưa bao giờ nhắc tới chuyện này mà. Ha ha ha, đối mặt với giọng điệu nhất trí của người nhà họ Trịnh, Lý Tử Nhiệm nở nụ cười thê thảm. Cô sẽ không tranh cãi với họ. Đương nhiên cô cũng không cãi nổi. Người nhà họ Trịnh đã cùng nhau làm chứng là không có chuyện gì, cô phải làm sao đây? Do khắc này, hình tượng cao lớn của Trịnh Quốc Thắng và Ngô Thị Lan trong lòng cô đã sập đổ. Thì ra ở một phương diện nào đó, họ cũng giống hệt như ông nội, thậm chí còn vô liêm sỉ hơn. Không ngờ lại dùng thủ đoạn này với mình, không có một chút thân tình nào. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Diệp Quân Lâm lại không nhận nhà họ Chí, càng là gia tộc lớn thì lại càng không có tình người. Lý Tử Nhiệm cười lạnh, bà ngoại, không ngờ bà cũng có thể làm ra chuyện như vậy. Khiến cháu sợ ngây người. Lý Tử Nhiệm, cô nói gì vậy hả? Cô đang bất kính với trưởng bối đấy. Trương Văn Thống lập tức cả giận nói. Cô dám ăn nói như thế với bà nội, tin tôi đánh cô không hả? Trịnh Quân Nga đe dọa. Lý Tử Nhiệm cười thê thảm, chẳng lẽ đã làm chuyện vô liêm si như thế mà lại không cho người ta nói. Cô muốn ăn đòn hả? Trịnh Quân Nga lập tức nhào tới trước mặt Lý Tử Nhiệm, giơ một tay tát xuống, ai đè lại bị Lý Tử Nhiệm đẩy ra. Trịnh Quân Nga rít gào, cô dám chống cự à? Cút ra, giọng Ngô Thị Lan vang lên. Lúc này Trịnh Quân Nga mới từ bỏ, đứng sang một bên nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiệm. Ngô Thị Lan nói, nể tình cháu có công, bà ngoại không so đo với cháu. Nhưng không có lần thứ hai. Đúng, cháu vẫn luôn rất nghe lời, sao hôm nay lại như thế? Ông thấy cháu bị dính tật xấu của Diệp Quân Lâm rồi. Trịnh Quốc Thắng cả giận nói. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, vốn dĩ Lý Tử Nhiệm rất nghe lời, sẽ không bao giờ chống cự, sao hôm nay lại khác thường như thế? Lý Tử Nhiệm nhìn lướt qua mọi người, tôi không cần dự án 8 tỷ đô la Mỹ này nữa, cho mấy người đấy. Nhưng nếu ai dám nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Diệp Quân Lâm thì đừng trách tôi trở mặt không nhận người. Cháu làm phản hả? Dám ăn nói với chúng ta như thế? Trịnh Quốc Thắng và Ngô Thị Lan cả giận, có chúng ta ở đây, cháu đừng hòng ở bên Diệp Quân Lâm, chúng ta chết cũng sẽ ngăn cản cháu. Chuyện của cháu còn chưa tới lượt ông bà nhúng tay. Nói xong, Lý Tử Nhiệm đóng sầm cửa rời đi. Nhìn mà xem, bây giờ bướng bỉnh ghê chưa? Nếu dự án này rơi vào tay cô ta thì làm gì còn chuyện của chúng ta? Trịnh Quân Nga bất mãn nói. Chứ còn gì nữa, mới đó mà đã không tôn trọng trưởng bối. Sau này còn làm tới mức nào? Người khác nói. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng tức giận thở hổn hển. Ngô Thị Lan quát lên, tức chết tôi. Con bé với Diệp Quân Lâm không thể ở bên nhau. Sau khi chạy ra, Lý Tử Nhiệm không khóc lóc, ngược lại rất bình tĩnh. Mấy ngày nay, sau khi Diệp Quân Lâm trở về, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, trở nên kiên cường hơn. Cuối cùng, Lý Tử Nhiệm tìm đến Diệp Quân Lâm, sau này em sẽ sống với anh. Anh sống ở đâu em sẽ ở đấy. Diệp Quân Lâm sửng sốt, sau đó sắc mặt thay đổi, nhận thấy đã xảy ra chuyện gì. Anh vội hỏi, họ bắt nạt em hả? Lý Tử Nhiệm chỉ có thể nói cho Diệp Quân Lâm biết. Nghe xong, Diệp Quân Lâm lạnh mặt nói, đi, tới nhà họ Trịnh đòi giải thích. Không thể bỏ qua cho họ được. Hay là thôi đi, sau này ít tiếp xúc với họ là được. Lý Tử Nhiệm không muốn đi. Em không thể yếu đuối. Lần này em nhường họ thì họ sẽ càng lấn tới thôi. Diệp Quân Lâm nói. Vâng, em đi theo anh. Lý Tử Nhiệm kiên cường hơn. Nếu là trước kia, Lý Tử Nhiệm sẽ chỉ kêu Diệp Quân Lâm bỏ qua, sẽ không dám đi đòi giải thích. Lúc này, nhà họ Trịnh đang đắm chìm trong bầu không khí sung sướng. Dự án 8 tỷ đô la Mỹ này sẽ khiến họ thu lợi nhuận ít nhất trên 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, tổng tài sản của nhà họ Trịnh sẽ tăng vọt. Hơn nữa còn sẽ mang lại rất nhiều giá trị tiềm tàng. Không thể không nói Lý Tử Nhiệm rất có thực lực, chuyện chúng ta không làm được mà người ta có thể giải quyết thoải mái. Chẳng qua là bị Diệp Quân Lâm mê hoặc, thật không nghe lời, không thì sẽ kiếm được bao nhiêu lợi ích cho nhà họ Trịnh. Trương Văn Thống và Trịnh Quân Nga bất mãn nói. Ngô Thị Lan nghiêm túc nói, bà thấy chắc chắn là Diệp Quân Lâm đã tẩy não con bé. Hửm, sao cô lại trở về? Ngay sau đó, mọi người thấy Lý Tử Nhiệm đã trở lại, bên cạnh còn có Diệp Quân Lâm. Tôi đến để đòi lẽ phải. Lý Tử Nhiệm lạnh lùng nhìn người nhà họ Trịnh. Trước đó cô chỉ có một thân một mình, nhưng bây giờ có Diệp Quân Lâm ở bên, cô không sợ. Đòi lẽ phải, ha ha ha, cô kêu viện binh tới cơ à? Sao, chẳng lẽ còn kêu Diệp Quân Lâm đánh đuổi nhà họ Trịnh chúng a?
Trương Văn Thống và Trịnh Quân Nga cả giận nói. Ngô Thị Lan nhìn Lý Từ Nhiệm hỏi, cháu đến đòi lẽ phải. Đòi lẽ phải của ai? Nhà họ Trịnh nợ cháu hồi nào? Bà ngoại, bà nợ cháu một lời giải thích. Lý Từ Nhiệm lạnh lùng nói. Bà nợ cháu hồi nào? Ngô Thị Lan lạnh mặt hỏi lại. Chuyện cháu hứa với bà cháu đã làm được, còn bà thì sao? Bà chẳng những không thực hiện lời hứa mà còn liên hợp mọi người giả vờ như không biết. Bà ngoại, ông ngoại, cháu kính trọng hai người là trưởng bối, còn hai người thì sao? Lật ngược phải trái, còn ra dáng trưởng bối nữa không? Lý Từ Nhiệm lạnh giọng hỏi. Cô muốn ăn đòn thì có. Trịnh Quân Nga và Trương Văn Thống cùng xông tới, muốn tát Lý Từ Nhiệm. Nhưng Trương Văn Thống vừa đi đến trước mặt Lý Từ Nhiệm thì đã bị đá văng ra ngoài. Tất cả mọi người đều im phăng phắc, Diệp Quân Lâm thuận thế bắt lấy cổ tay Trịnh Quân Nga, giơ tay tát lên mặt cô ta. Dám động vào vợ tôi, đúng là chán sống. Có Diệp Quân Lâm ở đây, sao có thể để họ bắt nạt Lý Từ Nhiệm? Người nhà họ Trịnh đều im lặng, một phút sau, tiếng ầm ĩ mới vang lên. Diệp Quân Lâm, mày thật to gan, dám đánh người hả? Mày có biết mày đã phạm phải sai lầm lớn cỡ nào không? Người nhà họ Trịnh giận dữ hét lên. Trịnh Quân Nga ôm bên má sưng đỏ, Trương Văn Thống giấy giụa bò dậy, hai người ác độc nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm hỏi Ngô Thị Lan, hai lão già các người thật vô liêm sỉ. Chúng ta vô liêm sỉ thế nào? Còn nữa, cậu có tư cách gì mà nói thế? Ngô Thị Lan cả giận. Có phải các người đã trở mặt không chịu thực hiện hứa hẹn với Từ Nhiệm không? Diệp Quân Lâm lớn tiếng hỏi. Gì mà trở mặt, tôi chưa bao giờ hứa hẹn. Trăm người nhà họ Trịnh đều có thể làm chứng cho tôi. Ngô Thị Lan nói dối không đỏ mặt. Đúng, chúng tôi làm chứng, hoàn toàn không có chuyện này. Tất cả đều là do Lý Từ Nhiệm bịa chuyện. Không có chuyện này. Người nhà họ Trịnh kiên quyết đổ thừa cho Lý Từ Nhiệm bịa chuyện. Lại cảm nhận được sự máu lạnh của người nhà họ Trịnh, Lý Từ Nhiệm nở nụ cười. Ngô Thị Lan, bà dám nhìn tôi không? Lý Từ Nhiệm nổi giận nói. Ngô Thị Lan cười lạnh. Diệp Quân Lâm chợt thấp giọng gầm lên, bà có dám thề là chưa từng hứa hẹn gì với Từ Nhiệm không? Nhìn thẳng vào mắt tôi, sờ lương tâm của bà nói xem L. Thấy ánh mắt đáng sợ của Diệp Quân Lâm, Ngô Thị Lan lại lắp bắp, tôi. Tôi không hứa hẹn gì. Bà Trần Trời Từ Nhiệm chính là cháu ngoại của bà, thế mà bà lại đối xử với cô ấy như vậy sao? Bà làm trưởng bối kiểu đó hả? Bà không sợ tổ tiên trách tội bà hả? Uổng công bà còn từng là người của quân đội, bà lừa gạt cháu mình kiểu đó mà được à? Diệp Quân Lâm không cho bà ta bất cứ cơ hội nào, đặt câu hỏi liên tục. Dưới thế công dồn dập của Diệp Quân Lâm, Ngô Thị Lan không thể chịu được nữa, thở hổn hển liên tục, thân thể run lẩy bẩy, thậm chí không dám đối mặt với Diệp Quân Lâm. Bà không dám nhìn tôi, chứng tỏ bà chột dạ. Thế mà Từ Nhiệm còn tôn trọng bà lại làm ăn kiểu đó. Diệp Quân Lâm tiếp tục đặt câu hỏi. Ngô Thị Lan vốn chột dạ, bị Diệp Quân Lâm công kích bằng lời nói, lập tức không thể chống đỡ được lộ nguyên hình. Thấy Ngô Thị Lan không chịu được, Trịnh Quốc Thắng đứng dậy cả giận, cậu có tư cách gì hỏi chúng tôi? Không dám cho tôi đặt câu hỏi, chẳng phải là chột dạ sao? Diệp Quân Lâm nở nụ cười. Chúng tôi chột dạ cái gì? Vốn dĩ không có chuyện đó. Mặc dù nói vậy, song trán Trịnh Quốc Thắng vẫn đổ mồ hôi. Khí thế của Diệp Quân Lâm quá mạnh mẽ, chỉ nói mấy câu đã khiến người nhà họ Trịnh chột dạ. Nhất là đôi mắt của Diệp Quân Lâm sắc bén như dao, đâm thẳng vào tim mấy người này, anh nhìn hai cũng khiến kẻ đó hốt hoảng. Mày là cái thá gì? Đây là địa bàn của nhà họ Trịnh, mau cút ra ngoài cho tao. Trịnh Văn Thành phần nộ quát. Đúng, đây là nhà họ Trịnh. Chưa tới lượt người ngoài như mày dương oai mau cút đi. Không thì đừng trách bọn tao đánh mày. Người nhà họ Trịnh cũng nổi giận. Họ biến chột dạ thành phẫn nộ, muốn chút giận lên đâu Diệp Quân Lâm. Ha ha, hôm nay nếu không chiếm được lời giải thích thì không ai có thể đuổi tôi đi. Diệp Quân Lâm đã hạ quyết tâm phải đòi lại công bằng cho Lý Từ Nhiệm. Không thì chuyện này sẽ không cân thương lượng nữa. Từ Nhiệm, cô có ý gì mà dẫn người ngoài tới nhà gây chuyện hả? Muốn Diệp Quân Lâm lật tung nhà họ Trịnh lên cô mới hài lòng đúng không? Đám Mai Tiêu Nhược bắt đầu nhằm vào Lý Từ Nhiệm, chuyên bắt nạt kẻ yếu. Tôi, Lý Từ Nhiệm nhất thời nghẹn lời. Nhưng Diệp Quân Lâm lại đứng trước mặt cô, nói với người nhà họ Trịnh, có gì thì nhằm vào tôi đây? Dám bắt nạt vợ tôi? Trịnh Quốc Thắng,
Ngô Thị Lan, nếu các người không cho tôi một lời giải thích thì hôm nay tôi sẽ không bao giờ rời đi. Thái độ của Diệp Quân Lâm rất kiên quyết. Được lắm, mày không đi đúng không? Tao sẽ khiến mày hối hận. Trương Văn Thống nổi giận, lập tức gọi điện thoại kêu người khác. Chẳng mấy chốc, mấy chục người câm gật xông vào nhà, bao vây chung quanh Diệp Quân Lâm. Không đi đúng không? Hôm nay tao sẽ đánh gãy chân mày rồi ném mày ra ngoài. Trương Văn Thống cười lạnh, anh ta đã tưởng tượng ra cảnh Diệp Quân Lâm bị hành hung tàn nhẫn. Trịnh Quốc Thắng và Ngô Thị Lan hung ác nói, đánh tàn phế thằng này cho tao. Cùng lắm thì nửa đời sau nhà họ Trịnh sẽ nuôi nó, coi nó như con chói. Không ổn, sắc mặt Lý Từ Nhiệm thay đổi, ý thức được nhà họ Trịnh muốn chơi thật, muốn phế bỏ Diệp Quân Lâm. Đánh cho tao, Trương Văn Thống ra lệnh, mấy chục tên tay sai đồng thời nhào lên. Lý Từ Nhiệm tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bịch bịch bịch, động tĩnh vang lên bên tai cô, mười mấy giây sau trở về im lặng. Lý Từ Nhiệm mở mắt, phát hiện mấy chục người đau đớn lăn lộn trêu mặt đất, Diệp Quân Lâm vẫn đứng đó như không có chuyện gì. Anh lợi hại đến thế sao? Không chỉ Lý Từ Nhiệm há hốc mồm mà người nhà họ Trịnh cũng rất khó tin nhìn Diệp Quân Lâm. Có lẽ họ không ngờ được rằng Diệp Quân Lâm lại mạnh đến thế, thoáng chốc đã đánh tan mấy chục tên tay sai. Trương Văn Thống run lẩy bẩy. Diệp Quân Lâm bước lên trước, xách cổ anh ta ném ra ngoài, ngã trên mặt đất thật mạnh, có lẽ đã bị nứt xương. Diệp Quân Lâm giơ chân đá vỡ cái bàn trước mặt, lãnh khốc nói, nếu hôm nay không đòi được công bằng thì tôi sẽ giải quyết bằng vũ lực. Người nhà họ Trịnh đều im lặng, Diệp Quân Lâm thật sự rất lợi hại. Trịnh Quốc Thắng không chịu thua, sao? Chẳng lẽ cậu còn đòi đánh chúng tôi? Ngô Thị Lan cũng hùa theo, đúng. Cậu dám đụng vào một đầu ngón tay của tôi xem L. Trịnh Văn Thành nói với Lý Từ Nhiệm, Lý Từ Nhiệm, cô dám phản bội tổ tiên. Cả gan xúi giục người ngoài đánh chúng tôi, cô muốn ép chúng tôi vứt bỏ tình thân đúng không? Lý Từ Nhiệm ngẩng đầu trả lời, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng thôi, là các người cả vú lấp miệng em, đánh người trước. Chúng tôi chỉ tự vệ thôi. Được lắm, xem ra cô đã bị Diệp Quân Lâm mê hoặc rồi. Ngô Thị Lan tức giận nói, công bằng. Không có, bà nhắc lại lần nữa, bà chưa bao giờ hứa hẹn với cháu. Tất cả đều là do cháu nói hưu nói vượn. Bây giờ bà ra lệnh cho cháu, mau chóng dẫn kẻ không liên quan này ra khỏi nhà họ Trịnh, đây không phải là chỗ để hai đứa dương oai. Lý Từ Nhiệm và Diệp Quân Lâm đưa mắt nhìn nhau, muốn tôi rời đi cũng được. Thứ nhất, nhà họ Trịnh phải hứa không được can thiệp vào chuyện của tôi và Quân Lâm. Thứ hai, phải cho tôi phụ trách dự án 8 tỷ đô la Mỹ kiều. Đừng hòng, không có khả năng. Tôi nói cho cô biết, không có chuyện đó đâu. Trịnh Quốc Thắng bá đạo nói, thứ nhất, dự án 8 tỷ đô la Mỹ là của nhà họ Trịnh, không liên quan gì tới cháu. Thứ hai, chúng ta sẽ ngăn cản hôn sự của cháu với Diệp Quân Lâm đến cùng. Diệp Quân Lâm nở nụ cười, tôi đã có cách đòi lại công bằng. Anh kéo Trương Văn Thống bước đến trước mặt người nhà họ Trịnh. Cậu định làm gì? Đám Ngô Thị Lan đều hoảng sợ. Tôi đã nói rồi, giải quyết bằng vũ lực. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Rắc, anh đá lên đùi Trương Văn Thống, nhất thời tiếng xương gãy vang lên. Ái Trương Văn Thống cất tiếng hét như heo bị chọc tiết. Người nhà họ Trịnh đều hoảng hốt. Cậu đừng sằng bậy, Trịnh Quốc Thắng khuyên nhủ. Diệp Quân Lâm ra tay quá độc ác, họ thật sự sợ hãi. Diệp Quân Lâm cười lạnh, một cái chân khác. Sắc Trương Văn Thống lại cất tiếng kêu thảm thiết, người nhà họ Trịnh tim đập thình thịch, càng thêm sợ Diệp Quân Lâm. Lý Từ Nhiệm, cô đang làm gì vậy hả? Còn không mau ngăn cản cậu ta? Trịnh Văn Thành hô to. Lý Từ Nhiệm lạnh lùng nói thật cho mấy người biết, dự án 8 tỷ đô la Mỹ là do anh ấy lấy được. Điều kiện của anh ấy là để tôi cầm quyền, mấy người chỉ tự làm tự chịu thôi. Hả, người nhà họ Trịnh đều cả kinh. Kế tiếp là cánh tay. Diệp Quân Lâm cười lạnh lẽo. Ông bà nội, cứu cháu với. Cháu không muốn chết. Trương Văn Thống sợ xón ra quần. Anh rể, đừng. Đúng lúc này, Trịnh Văn Viễn đã đi trực về. Thấy Trịnh Văn Viễn, người nhà họ Trịnh biết người đáng tin cậy đã trở về. Đám Trịnh Văn Thành lập tức kêu lên, Văn Viễn, mau đánh tên xúc sinh này. Hắn ta đã đánh không ít người. Nào ngờ Trịnh Văn Viễn lại quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm van xin, anh rể. Mong anh hãy nể mặt em, đừng làm khó nhà họ Trịnh. Trịnh Văn Viễn biết rõ chọc giận Diệp Quân Lâm sẽ có kết quả gì.
tiếc rằng người nhà họ Trịnh lại không hiểu được, anh lại không thể làm chuyện trái kỷ luật, thân phận của Diệp Quân Lâm là bí mật tối cao, nhất định phải giữ kín. Muốn tôi đi cũng được, nhưng phải trả lại công bằng cho nhà họ Trịnh. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Ông bà nội, rốt cuộc ông bà đã làm gì vậy? Trịnh Văn Viễn hỏi. Ngay sau đó, anh ta đã tìm hiểu rõ tình huống, vội kêu lên, ông bà nội, phải trả lại công bằng cho Từ Nhiệm, không thì chuyện này sẽ không xong đâu. Cứ giao cho cháu xử lý. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thăng liếc nhau. Họ sợ Diệp Quân Lâm làm to chuyện nên chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Phải viết bằng giấy trắng mực đen, còn phải dùng con dấu. Diệp Quân Lâm nói. Cậu đừng quá đáng, Ngô Thị Lan kêu lên. Bà nội, nghe lời cháu, viết đi. Trịnh Văn Viễn lập tức nói. Cuối cùng, Ngô Thị Lan bị buộc bất đắc dĩ phải viết hai tờ trình, xem như hoàn thành lời hứa hẹn với Lý Tử Nhiễm lúc trước. Còn phải xin lỗi, Diệp Quân Lâm nói. Làm càn, thật quá mức, Ngô Thị Lan đương nhiên không chịu đồng ý, cảm thấy tôn nghiêm bị giẫm đạp. Ông bà nội, cứu cháu. Trương Văn Thống rên rỉ, cảm thấy cánh tay mình sắp bị gấy. Được rồi Từ Nhiệm, bà có lỗi với cháu, bà nói lời xin lỗi cháu. Cuối cùng, Ngô Thị Lan vẫn phải nói xin lỗi Lý Từ Nhiệm. Bà ngoại, cháu không muốn có lần thứ hai, cháu tôn trọng bà đấy. Lý Từ Nhiệm nói. Cháu, Ngô Thị Lan tức sôi máu. Đối với bà ta, hôm nay là ngày sỉ nhục nhất, bà ta sẽ ghi nhớ mãi. Nào ngờ chuyện còn chưa kết thúc. Trịnh Văn Viễn nói tiếp, bà ngoại, cháu cảm thấy phải trả lại công bằng cho anh rể chuyện chỉ phiếu. Hả, Trịnh Văn Viễn, cháu, Ngô Thị Lan sốt ruột. Trịnh Văn Viễn đưa người hầu lão Trương tới, ông nói rõ về chuyện chỉ phiếu đi, nếu không tôi sẽ đưa ông vào ngục giam. Tôi đã có bằng chứng rồi. Lão Trương chỉ có thể giải thích rõ ràng, chi phiếu là do tôi lấy, không liên quan gì tới cậu Quân Lâm. Hay, đúng là nghiệp chướng, Ngô Thị Lan cảm thấy mất hết thể diện, nhưng lại không có cách giải quyết nào. Từ nay về sau, bà ta không thể nào đối mặt với Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm được nữa. Lấy lại trong sạch cho Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiệm đương nhiên vui mừng. Cô không ngờ người nhà họ Trịnh đã từng làm chuyện tương tự như thế rồi. Ông ngoại, bà ngoại. Hai người thật quá đáng, Lý Tử Nhiệm nói. Ông bà chỉ muốn tốt cho cháu thôi, sớm muộn gì cháu cũng sẽ hiểu, Trịnh Quốc Thắng nói. Cuối cùng, Lý Tử Nhiệm và Diệp Quân Lâm hài lòng rời khỏi nhà họ Trịnh. Diệp Quân Lâm nói, sau này không ai có thể bắt nạt em. Kẻ nào dám bắt nạt em cứ nói với anh. Nhà họ Trịnh lặng ngắt như tờ, hôm nay thật sự là mất hết mặt mũi, thế mà lại bị Diệp Quân Lâm chèn ép. Đây là điều mà nhà họ Trịnh không thể chấp nhận được nhất. Nhìn Trương Văn Thống bị đạp gãy hai chân, nhà họ Trịnh đều nổi trận lôi đình. Ngô Thị Lan âm trầm nói, không được, tôi không thể nuốt được cục tức này. Đúng, nếu nuốt cục tức này thì nhà họ Trịnh không thể ngóc đầu dậy được. Nhà họ Trịnh đều vẻ mặt dữ tợn. Trương Văn Thống điên cuồng hét lên, cuộc đời này tôi sẽ không đội trời chung với Diệp Quân Lâm. Trịnh Quân Nga càng nói, tôi sẽ báo chuyện này cho nhà họ Trương. Nhà họ Trương chắc chắn sẽ dùng hết lực lượng giết chết Diệp Quân Lâm. Người nhà họ Trịnh đều muốn báo thù. Nhất định phải rửa nỗi nhục mà Diệp Quân Lâm mang lại cho họ. Trịnh Văn Viễn không lên tiếng. Nhưng một khi có người trả thù Diệp Quân Lâm, anh ta sẽ đứng ra ngăn cản. Sau khi rời khỏi nhà họ Trịnh, Lý Tử Nhiệm thở phào nhẹ nhõm, thật thoải mái. Từ trước tới nay, cô vẫn luôn nhường nhịn nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh, chưa bao giờ cứng rắn như lúc này. Nhất là ép Ngô Thị Lan phải xin lỗi, còn thực hiện những gì mình vốn nên được. Lúc nãy anh thật đáng sợ, không ngờ anh lại đánh gãy chân của anh rể. Lý Tử Nhiệm tò mò nhìn Diệp Quân Lâm. Loại người đó chính là muốn ăn đòn. Anh ta dám tát em thử xem, Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiệm ôm lấy Diệp Quân Lâm, cảm thấy cái ôm này thật ấm áp. Vì cô, Diệp Quân Lâm không tiếc tranh đấu với quyền quý, tranh đấu với cả nhà họ Trịnh. Cho dù anh ấy hai bàn trắng thì sao? Cho dù anh ấy chỉ biết ăn bám thì sao? Mình vẫn sẽ tiếp tục nắm tay anh ấy đi tiếp. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm ở trong căn hộ của tập đoàn Tam Tỉnh. Lý Tử Nhiệm rất hài lòng, như vậy thì sau này sẽ tiện tăng ca hơn, đồng thời còn có thể tránh xa nhà họ Trịnh. Chúng ta kết hôn sớm một chút nhé. Lý Tử Nhiệm hơi sốt ruột, cứ mãi không kết hôn thì sẽ là tai họa ngầm. Diệp Quân Lâm cười nói. Em đừng lo, người khác không thể can thiệp được đâu.
huống chị anh còn chưa hoàn thành niềm vui bất ngờ dành cho em đâu. Vâng, thế thì em chờ anh cho em một lễ cưới. Lý Tử Nhiệm thật sự rất mong chờ. Kế tiếp, nhiệm vụ của Lý Tử Nhiệm rất nặng nề, chẳng những là tập đoàn Lạc Thiên mà còn có dự án 8 tỷ đô la Mỹ. Diệp Quân Lâm thì lại rất rảnh rỗi, thỉnh thoảng đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà tân hôn. Mấy ngày sau, tin tức thủ trưởng số 1 của chiến khu Tây Cảnh sắp tới Hoa Lư đã lan truyền ồn ào huyên náo. Tân Uyên tuyên truyền khắp nơi, chỉ hận không thể khiến người dân đều biết. Rất nhiều người trong giới thượng lưu đã sớm tổ chức nghỉ thức chào đón. Nhà họ Chí thậm chí còn tận dụng mối quan hệ Chí Thiên phong tỏa một nửa sân bay, chỉ vì chào mừng Tân Uyên. Vì thế, nhà họ Chí đã đến Sơn Trang Ngũ Hồ từ sáng sớm. Nghe chưa, nghi thức hoan nghênh ngày mai phải làm cho tốt, Chí Đông Phương cố ý căn dặn. Hôm sau, khu vực nhà ga hàng không tỷ của sân bay quốc tế Hoa Lư đều bị phong tỏa. Các gia tộc hào môn ở Hoa Lư cũng đều tập trung ở đây để chào đón. Chỉ có quân khu là không đến nghênh đón. Chung quy lần này Tần Uyên trở về, nói với người ngoài là để dưỡng thương, mục đích là mê hoặc kẻ địch, Tần Uyên vẫn còn khỏe mạnh lắm. Cuối cùng trong sự mong đợi của mọi người, Tần Uyên xuất hiện. Chí Đông Phương dẫn theo các đại gia nhà giàu tiến lên nghênh đón, thủ trưởng Tần Uyên, cuối cùng ngài cũng đến. Ngài vẫn ở tiên tuyến chiến đấu vì nước vì dân. Vất vả cho ngài quát. Tôi là Chí Đông Phương, xin đại biểu nhà họ Chí gửi lời chào kính trọng đến ngài. Chí Đông Phương suýt nữa quỳ xuống cho Tân Uyên. Ông Chí khách khí quá, đây là nhiệm vụ của tôi. Tân Uyên mặc đồ thường, dù gì cũng lấy cớ là về dưỡng thương. Thủ trưởng Tân, đây là cờ thưởng mà nhà họ Chí làm cho ngài. Chí Đông Phương kêu người đưa lên cờ thưởng, bên trêu viết 4 chữ, bảo vật quốc gia. Mặc dù là nhà họ Chí xun xoe, như tư lịch của Tần Uyên cũng có thể hưởng thụ danh xưng này. Tần Uyên nhận cờ thưởng, cười nói, phàm là nhà họ Chí biết chuyện một chút thì sẽ không đến nịnh bỏ tôi. Nhà các ông có một ngọn núi lớn tỏa trấn cơ mài. Trước khi đến đây, anh đã điều tra quan hệ giữa Diệp Quân Lâm và nhà họ Chí, chỉ có thể nói rằng nhà họ Chí quá ngu xuẩn. Không thừa nhận thân phận, không cúng bái chiến thần của quốc gia mà lại tới nịnh bợ mình. Hả? Thủ trưởng Tân nói gì? Nhà tôi có núi lớn ư? Ý ngài là con trai út Chí Hồng Doãn của tôi hả? Tôi nghe nói nó đã trèo lên đỉnh ở Lữ đoàn Viêm Hoàng, là phụ tá đắc lực của chiến thân Côn Luân. Chí Đông Phương kinh động nói. Tần Uyên thật sự muốn hộc máu. Người đứng trêu đỉnh ở Lữ đoàn Viêm Hoàng đều là chiến hữu của anh, nào có ai tên là Chí Hồng Doãn. Còn phụ tá đắc lực của chiến thần Côn Luân nữa chứ, xạo vừa phải thôi. Đúng thế, Tần Uyên trả lời có lệ. Nhưng người nhà họ Chí lại cho rằng anh đang khẳng định Chí Hồng Doãn là phụ tá đắc lực của chiến thân Côn Luân. Nhà họ Chí chúng ta có rông rồi. Chí Đông Phương mừng đến phát khóc. Tần Uyên thật sự muốn đập lên đầu ông ta. Nhà họ Chí các người đã sớm có rồng, chiến thân của quốc gia không phải là rông sao? Mời thủ trưởng Tần, tôi đã thu xếp một sơn trang yên tĩnh tao nhã cho ngài, rất có lợi cho ngài dưỡng thương. Chí Đông Phương nói. Tần Uyên không từ chối. Anh vốn đến đây để diễn kịch cho Hổ Quốc xem. Được, phiền ông Chí dẫn đường. Tần Uyên đồng ý khiến nhà họ Chí phấn khởi vô cùng. Điều này chứng tỏ Tần Uyên tán thành nhà họ Chí, từ đó coi như là mạng lưới quan hệ của nhà họ Chí. Chí Đông Phương ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi. Con trai ông ta là chiến tướng của Lữ đoàn Viêm Hoàng, chiến thần Côn Luân và Tần Uyên lại là chỗ dựa của nhà họ Chí. Sau này ai dám trêu vào nhà họ Chí, đi đến đâu chẳng phải là hoành hành ngang ngược sao? Cuối cùng, Tần Uyên vào ở tại Sơn Trang, Ngũ Hồ. Nhà họ Chí bày tiệc vô cùng xa hoa, Tần Uyên đều tiếp nhận hết. Nhà họ Chí rất là vui mừng, Tần Uyên nhận càng nhiều thì quan hệ giữa ông và nhà họ Chí càng thân thiết. Dân chúng biết chuyện này lại không đồng ý, lần lượt bày tỏ bất mãn với Tần Uyên, cho rằng anh trốn khỏi chiến trường. Các chiến sĩ đang chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến, anh lại cùng sống xa xỉ với đám nhà giàu thượng lưu. Trong lúc nhất thời, mức độ ủng hộ của dân chúng đối với Tân Uyên bị giảm mạnh, thậm chí còn có không ít người chạy tới Sơn Trang Ngũ Hồ mắng chửi. Thủ trưởng Tần đừng bận tâm, họ ghen ti nhà họ Chí mời được ngài thôi. Chí Đông Phương cười nói. Đúng rồi thủ trưởng Tần, chúng tôi đang định tạc tượng cho chiến thần Côn Luân, muốn mời ngài cho chút ý kiến. Ngài thấy thế nào? Chí Tiềm Long hỏi. Cũng được. Sau đó, Tần Uyên đi theo đám Chí Tiềm Long đến trung tâm thành phố, pho tượng cao 10 mét đã được dựng trên quảng trường này.
Thủ trưởng Tần thấy thế nào? Nếu ngài hài lòng thì chúng tôi cũng sẽ làm cho ngài một cái. Chí Tiêm Long mong chờ nói. Thấy pho tượng vô cùng uy nghiêm, Tần Uyên cau mày. Đám Chí Đông Phương và Chí Tiềm Long đều cảm thấy bất an, chẳng lẽ là không hài lòng? Thủ trưởng Tần sao vậy? Chí Đông Phương thử hỏi. Nếu không hài lòng thì họ sẽ phiền phức lắm. Các ông làm pho tượng cho ai vậy? Tần Uyên hỏi. Chiến thần Côn Luân. Thế các ông biết chiến thần Côn Luân trông thế nào không? Tần Uyên hỏi thẳng vào vấn đề. Mặc dù không có ảnh chụp, nhưng tôi đã tổng hợp rất nhiều tư liệu, chiến thần Côn Luân trông như pho tượng này. Chí Tiêm Long nói. Bậy bạt, chiến thần Côn Luân hoàn toàn không phải thế này. Trông ngài ấy giống thế này. Tần Uyên bỗng chỉ vào một người, Diệp Quân Lâm. Đây, đây không phải là Diệp Quân Lâm sao? Đám Chí Đông Phương nhìn qua. Đúng lúc Diệp Quân Lâm đang ở gần đây, Tần Uyên lập tức nhìn thấy, phản xạ chỉ vào hướng đó. Câu nói của anh lại khiến người nhà họ Chí rúng động. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm thật sự là chiến thần Côn Luân? Lúc trước cậu ta đã từng nói mình là chiến thần Côn Luân, hơn nữa triều đại hội đầu tư, cậu ta còn nói mình là người tổng phụ trách, còn đuổi nhà họ Chí ra ngoài. Chẳng lẽ đúng là cậu ta? Lúc này, Tần Uyên nói tiếp, tra cứu trên mạng mà dám nói là chiến thần Côn Luân. Tôi tùy tiện kéo một người trêu đường cái cũng dám nói đó là chiến thần Côn Luân, dù sao cũng chưa có người thực sự gặp. Phủ. Không phải là Diệp Quân Lâm là được. Người nhà họ Chí lại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là tùy tiện chỉ vào Diệp Quân Lâm thôi. Còn chuyện tạc tượng thì chiến thần Côn Luân không thích đâu. Mau đẹp nó đi, đừng chọc tức ngài ấy. Tần Uyên lạnh lùng nói. Hả, Chí Tiềm Long và Chí Duy đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước Diệp Quân Lâm từng nói chiến thần Côn Luân không thích trò này, lại bị anh ta nói trúng rồi. Nhưng hai người vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Sau khi đẹp pho tượng, Tần Uyên mượn có rời đi. Ảnh tử, cậu đi theo thủ trưởng Tần Uyên, báo cáo hành tung của ông ấy, nhân tiện bảo vệ cho ông ấy. Chí Đông Phương ra lệnh, ảnh tử lập tức đi theo. Ảnh tử bám theo Tần Uyên vào một con hẻm hoang vu, thấy Tần Uyên quỳ trước mặt một người đàn ông. Trung tướng Tần Uyên của chiến khu Tây Cảnh bái kiến tướng quân Côn Luân. Tần Uyên hô o. Đứng dậy đi, không cần làm thế với tôi. Người đứng trước mặt Tần Uyên đương nhiên chính là Diệp Quân Lâm. Song khi cao thủ đứng đầu nhà họ Chí, ảnh tử thấy cảnh này thì rất sợ hãi. Tướng quân Côn Luân mà Tần Uyên nói lại là cháu ngoại trai Diệp Quân Lâm của Chí Đông Phương. Thì ra trước pho tượng, Tần Uyên không phải chỉ lung tung, mà đúng là sự thật, chiến thần Côn Luân trông giống Diệp Quân Lâm. Bởi vì anh ta chính là chiến thần Côn Luân. Ngay khi ảnh tử đang rung động thì bỗng có giọng nói vang lên, lần thứ hai theo dõi tôi, kiểu gì cũng phải muốn tôi kéo anh ra ngoài sao. Không xong, bị phát hiện, lần thứ hai. Ảnh tử run lên, thì ra Diệp Quân Lâm đã sớm phát hiện mình. Ảnh tử tự nhận là công phu ẩn nấp vô địch, chưa từng bị người khác phát hiện. Nay bị chiến thần Côn Luân phát hiện, anh ta đã tâm phục khẩu phục. Ảnh tử mặc đồ đen bước ra. Sau đó quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm, chiến thần Côn Luân tha mạng. Tôi theo dõi ngài cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Nếu tôi muốn giết anh thì đã giết từ lâu rồi, Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Cậu cứ tiếp tục nấp trong bóng tối đi, kế tiếp có lẽ sẽ có kẻ theo dõi chúng tôi, xử lý chúng. Tần Uyên ra lệnh, có không ít điệp viên hổ quốc đang theo dõi ông, vừa lúc cho ảnh tử xử lý hết. Tôi đã biết. Sau khi ảnh tử biết mất, Tần Uyên nghiêm túc nói, lão đại. Đêm nay tôi phải giết chúng cho bằng được, khiến hổ quốc trở tay không kịp. Hả, nhanh thế à? Diệp Quân Lâm kinh ngạc hỏi. Anh còn tưởng Tân Uyên sẽ ở lại đây mấy ngày. Nếu tôi không quay về thì dân chúng sẽ mang tôi chết mất. Huống chỉ đêm nay là thời cơ tốt nhất. Bách thú doanh của Nam Phương vừa tập hợp, tôi sẽ lập tức dân người rời đi. Đi đi, phải sống sót đấy nhé. Diệp Quân Lâm vỗ vai Tân Uyên. Nghe nói anh sắp kết hôn với chị dâu. Có lẽ tôi sẽ không thể tham dự hôn lễ, nhưng chắc chắn không thiếu quà đâu. Dẫn tôi đi gặp chị dâu đi. Tần Uyên đã khẩn cấp. Diệp Quân Lâm dẫn Tần Uyên đến công ty. Lý Tử Nhiệm ngây người nhìn người lạ bên cạnh Diệp Quân Lâm. Mà Võ Tiêu thấy Tần Uyên, cả người như sắp nổ tung. Tần Uyên, đây chính là thủ trưởng số 1 của chiến khu Tây Cảnh, cấp trên thực sự của cô. Bởi vì quá kích động, Võ Tiêu lảo đảo ngã xuống đất. Chào, chào. Chào thủ trưởng, nhìn Tần Uyên nửa ngày, Võ Tiêu kinh hãi, phản xạ kêu lên. Chào thủ trưởng,
Lý Tử Nhiệm không hiểu tại sao Võ Tiêu lại gọi người này là thủ trưởng, chẳng lẽ có thân phận gì sao? Chào người đẹp, đừng kích động quá thế. Sau đó, Tân Uyên nhìn Lý Tử Nhiệm, chào chị dâu. Tôi là Tân Uyên, anh em tốt của anh Lâm. Chúng tôi đều từng ra từ chỗ kia. Anh ta với Diệp Quân Lâm ra từ chỗ kia. Lý Tử Nhiệm phản xạ cho rằng anh ta từng cùng một ngục giam với Diệp Quân Lâm. Chào anh, mau ngồi đi. Võ Tiêu mau đi châm trà. Lý Tử Nhiệm rất nhiệt tình. Không cần đâu chị dâu, tôi còn có việc gấp. Nghe bảo chị với lão đại sắp tái hôn, tôi không tham dự lễ cưới được, nhưng quà thì vẫn phải có. Nói rồi, Tần Uyên lấy ra một chiếc hộp màu xanh lá, bên trong là huân chương màu vàng, bên trên khắc bốn chữ, vua vùng Tây Cảnh. Thứ này được chế tạo từ vàng ròng, là huân chương tượng trưng thân phận được tặng cho tổng chỉ huy của chín chiến khu lớn. Tần Uyên dùng huân chương này làm quà tặng cho Lý Tử Nhiệm, có thể thấy là tràn đầy thành ý. Tử Nhiệm, em nhận đi, đây là tấm lòng của cậu Tần này. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiệm nói cảm ơn, sau đó nhận huân chương. Cô không biết ý nghĩa chân chính của huân chương, nhưng nó được làm bằng vàng ròng nên chắc chắn có giá trị rất lớn. Võ Tiêu khiếp sợ vô cùng. Mặc dù tấm huân chương này là vật phẩm cá nhân, nhưng trên danh nghĩa nhất định, tấm huân chương này có thể hiệu lệnh trăm vạn đại quân của chiến khu Tây Cảnh, tương đương với Lý Tử Nhiệm đang cầm ấn tướng của chiến khu Tây Cảnh. Sau khi tạm biệt Lý Tử Nhiệm, Diệp Quân Lâm và Tần Uyên đi dạo chiêu đường, tìm một quán nướng ngồi vào. Không lâu sau, đám Nam Phương cũng đến đây. Đều là chiến hữu cùng chung hoạn nạn, rất hiếm khi có thời gian rảnh rỗi tụ tập cùng nhau. Thấy Tần Uyên, Nam Phương lập tức tràn đầy oán khí, cứ như là oán phụ vậy. Dù gì Bách Thú Doanh mà anh ta huấn luyện cũng sắp bị mượn đi. Xem Nam Phương buôn chưa kìa. Cậu yên tâm, tôi đánh thắng trận này nhất định sẽ trả lại cho cậu. Còn cho cậu thêm 100 đàn bà hổ quốc, được chưa? Tần Uyên nói. Thôi đi, anh có thể dẫn người đi, nhưng phải trả lại nguyên vẹn, không được thiếu một cọng tóc nào. Nam Phương coi Bách Thú Doanh như bảo bối của mình. Được rồi, lúc đó ông đây sẽ tự mình ra trận, ông đây chết cũng sẽ không làm người của cậu bị thương. Tần Uyên uống một ngụm rượu nồng. Thế còn tạm được, nhưng anh cũng phải sống cho tôi đấy. Không thì ai trả người lại cho tôi. Nam Phương mời một ly. Nhìn hai người cãi nhau, Diệp Quân Lâm nở nụ cười. Mấy người này bình thường toàn cãi nhau như trẻ con, nhưng vừa lên chiến trường, ai cũng muốn bảo vệ lẫn nhau, có thể liều mạng vì chiến hữu. Đúng lúc này, một nhóm người xách gậy đao xuất hiện bên đường. Trong bóng tối có Trịnh Quân Nga và Trương Văn Thống ngồi xe lăn. Thì ra chúng tới trả thù Diệp Quân Lâm. Trương Văn Thống thể phải bế bỏ tứ chỉ của Diệp Quân Lâm, sau đó không cho bất cứ bác sĩ nào chữa trị. Muốn Diệp Quân Lâm bị cắt bỏ tứ chỉ, nằm trên giường suốt đời không thể nhúc nhích. Đương nhiên đây cũng là ý của nhà họ Trịnh. Mấy ngày trước Diệp Quân Lâm xúc phạm uy nghiêm của nhà họ Trịnh, chọc giận mọi người. Chỉ có phế bỏ Diệp Quân Lâm thì mới giải hận trong lòng. Tao nhất định phải bắt nó trả lại gấp trăm ngàn lần. Trương Văn Thống hung tợn nói. Lần này, anh ta thuê mấy chục tên giang hồ, chính là để quyết tâm phế bỏ Diệp Quân Lâm. Đám Diệp Quân Lâm. Tần Uyên đang ôn lại tình chiến hữu thì thấy một đám người đi về phía mình, còn hùng hổ xách dao gậy. Thấy thế, đám Tần Uyên, Nam Phương đặt chén rượu xuống, cau mày nhìn lại. Cảm giác bị người quấy rối quả thực khó chịu như nuốt phải ruồi bỏ. Các cậu tiếp tục đi, chúng tới tìm tôi, để tôi xử lý. Diệp Quân Lâm nói. Chuyện của anh chính là chuyện của bọn tôi, có chúng tôi ở đây, sao có thể để anh ra tay? Tần Uyên cười lạnh, hồi mới nhập ngũ. Anh ta chính là kẻ cứng đầu, trên chiến trường lại là sát thần, tính cách rất táo bạo. Có kẻ dám nhằm vào Diệp Quân Lâm, anh ta có thể tiêu diệt cửu tộc của đối phương. Lúc này, Diệp Quân Lâm nở nụ cười, thoạt nhìn chúng ta không cần ra tay. Bởi vì ảnh tử và cao thủ của nhà họ Chí đã xuất hiện. Sau khi ảnh tử tiến lên bày ra thân phận, đám giang hồ này sợ tới mức suýt nữa quỳ xuống đất, vội vàng bỏ chạy. Trương Văn Thống và Trịnh Quân Nga trốn ở xa quan sát rất khó hiểu. Sao vậy? Trên con phố này có một nhân vật lớn, chung quanh toàn là hộ vệ của hoàng tộc nhà họ Chí. Thủ lĩnh đám giang hồ nói. Cái gì, người được nhà họ Chí ở Hoa Hải che chở? Chẳng lẽ là Tân Uyên của chiến khu Tây Cảnh đang ở trên con phố này? Trương Văn Thống lập tức phản ứng lại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nếu Tân Uyên biết chuyện này thì nhà họ Trịnh và nhà họ Trương đều sẽ bị hủy diệt. Chúng ta đi mau,
bất kể là Tần Uyên hay là nhà họ Trí, chúng ta đều không thể đắc tội được. Trương Văn Thống lập tức thúc giục. Trịnh Quân Nga nhìn thoáng qua Diệp Quân Lâm, coi như mày may mắn. Lần sau để tao xem thử mày còn may mắn được như thế không. Còn nhiều cơ hội xử lý thằng đó, nếu đắc tội nhân vật lớn thì chúng ta đều xong đời. Trương Văn Thống thật sự sợ hãi. Trong mắt chúng, Diệp Quân Lâm may mắn ở cùng con phố với nhân vật lớn nên mới thoát được một kiếp. Buổi tối, sau khi đám Diệp Quân Lâm giải tán, Tần Uyên vẫn trở về Sơn Trang Ngũ Hồ. Chí Đông Phương lặng lẽ kêu Ảnh Tử tới, Ảnh Tử, buổi chiều Tần Uyên đi đâu? Người nhà họ Chí mong chờ nhìn anh ta. Ngài ấy đi gặp chiến. Chiến thần Côn Luân, Ảnh Tử vẫn luôn bình tĩnh nay lại hít thở dồn dập, trông rất khác thường. Quan trọng là Diệp Quân Lâm chính là chiến thần Côn Luân. Đây là điều khiến anh ta rúng động nhất. Cái gì, chiến thần Côn Luân, nhà họ Chí kinh ngạc vì chiến thần Côn Luân, hoàn toàn không chú ý thấy sự khác thường của Ảnh Tử. Chí Tiềm Long vội hỏi, chiến thần Côn Luân trông như thế nào? Anh ta tra xét tư liệu rất lâu mới dám tạc tượng. Chiến thần Côn Luân chính là Diệp Quân Lâm, Ảnh Tử lắp bắp. Ý cậu là chiến thần Côn Luân trông rất giống Diệp Quân Lâm hả? Chí Đông Phương lại hiểu nhầm ý. Cháu còn tưởng thủ trưởng Tần Uyên chỉ tùy tiện chỉ vào một người qua đường, thì ra là thật sự giống Diệp Quân Lâm. Đám Chí Tiềm Long nói. Ảnh Tử bất đắc dĩ gật đầu, đúng, rất giống với anh Diệp Quân Lâm. Tiếc quá, đáng lẽ cậu phải báo cho tôi sớm một chút, vậy thì tôi có thể đi tìm chiến thần Côn Luân, thật đáng tiếc. Chí Đông Phương liên tục thở dài. Đúng vậy. Đáng lẽ cậu phải báo cho chúng tôi từ sớm. Người khác cũng trách tội. Ảnh Tử chỉ có thể tìm lý do, lúc đó có kẻ gây sự trên con phố đó, hình như nhằm vào đám chiến thần Côn Luân, tôi đi xử lý đám người đó nên chưa kịp báo cáo. Cái gì, có kẻ dám mạo phạm chiến thần Côn Luân ư? Chí Đông Phương lập tức nổi giận, nhà họ Chí cũng xôn xao. Tôi đã điều tra xong, là nhà họ Trịnh ở vùng này. Ảnh Tử nói. Chí Đông Phương ra lệnh, chiếu côn. Cháu đến nhà họ Trịnh cho chúng một bài học. Dám làm phản à, chọc tức ta sẽ tiêu diệt nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh, hai người Trương Văn Thống còn đang kể lại chuyện mới xảy ra, Chí Khiếu Côn đã hùng hổ dẫn người xông tới. Sau khi tuyên bố thân phận, đám Ngô Thị Lan vô cùng giật mình, đây chính là hoàng tộc chính thống của Hoa Hải. Mạnh hơn nhà họ Quách và nhà họ Sở rất nhiều, nhà họ Trịnh vội vã nghênh đón. Chính là các người gây sự ở đường chính Ninh hồi chiều đúng không? Chí Khiếu Côn hỏi. Người nhà họ Trịnh đều nổ tung, nhận thấy đã gặp phải phiền phức to. Nói mau, Chí Khiếu Côn ép hỏi. Là chúng tôi xử lý chút việc tư. Trương Văn Thống và Trịnh Quân Nga vội thừa nhận. Chí Khiếu Côn tiến lên, giơ tay tát lìa lịa lên mặt Trương Văn Thống và Trịnh Quân Nga, mỗi người đều ăn 10 cái bạt tai, mặt sưng vù như mặt lợn, Trịnh Quân Nga bị đánh khóc, Trương Văn Thống cũng ủ rũ. Gần đây làm gì mà cứ bị đánh suốt vậy? Các người có biết đường chính Ninh có ai không? Chiến thần Côn Luân với thủ trưởng Tần Uyên của chiến khu Tây Cảnh đều ở đó, thế mà các người dám phái một đám tới đó gây sự hả? Nhà họ Trịnh suýt nữa bị tiêu diệt đấy biết không? Chí Khiếu Côn giơ chân đá ngã xe lăn của Trương Văn Thống. Sắc mặt Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thăng thay đổi. Chiến thần Côn Luân, đối với nhà họ Trịnh, đây là đề tài xa xôi cỡ nào? Đó là người có địa vị cao quý nhất, Trấn Quốc Đại Tướng Quân. Họ suýt nữa mạo phạm tới thần uy của chiến thần Trấn Quốc. Các người tự kiểm điểm lại đi. Chỉ cần có lần thứ hai, tôi sẽ trực tiếp dẹp nhà họ Trịnh. Chí Khiếu Côn tức giận dân người rời đi. Nhà họ Trịnh lặng ngắt như tờ. Suýt nữa thì cả nhà họ Trịnh sẽ xong đời. Côn Luân hôm nay Diệp Quân Lâm thật may mắn, cố tình gặp gỡ chiến thần Côn Luân và Tân Uyên. Không ngờ đối phó với Diệp Quân Lâm một lần mà suýt nữa làm hại cả nhà họ Trịnh. Đám Ngô Thị Lan đều tràn đầy khó tin. Nếu thực sự xúc phạm chiến thần Côn Luân thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng đã sớm chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này, tiếng chửi bới Tần Uyên trên Internet càng ngày càng nhiều, đều mắng anh ta là kẻ đào ngũ, dùng đặc quyền làm hại dân chúng, khiến Tần Uyên gánh vác bêu danh, rõ ràng là có kẻ đắt mũi dư luận. Không cần nghĩ cũng biết là Hổ Quốc, chiến tướng Tần Uyên đánh cho Hổ Quốc không ngóc đầu dậy được, cho nên ghi hận trong lòng. Không giết được Tần Uyên trên chiến trường thì có thể dùng bạo lực mạng và sức mạnh dư luận để hủy diệt Tần Uyên. Song đến nửa đêm, Tần Uyên lén lút rời khỏi Sơn Trang Ngũ Hồ.
Bách Thú Doanh đã sẵn sàng cùng anh ta đến chiến khu Tây Cảnh. Trời còn chưa sáng, chiến khu Tây Cảnh đột nhiên tập kích Hổ Quốc. Nhất là một tiểu đoàn ngàn người lấy thực lực vô địch đánh tan bốn phòng tuyến của Hổ Quốc, khiến đại quân Tây Cảnh toàn diện xông lên. Hổ Quốc hoàn toàn tan tác, liên tục lùi lại. Cục diện giằng co của hai bên hoàn toàn bị phá vỡ. Sau một hồi thắng trận, nước Việt bắt đầu hoan hô, tất cả mọi người mới biết mưu kế của Tần Uyên, bắt đầu trả lại trong sạch cho Tần Uyên. Biết kết quả này, Diệp Quân Lâm rất kiêu ngạo. Đây chính là lính của anh, cả Tần Uyên và Bách Thú Doanh đều như thế. Tần Uyên, chờ cậu Khải Hoàn trở về, tôi sẽ đích thân tổ chức tiệc ăn mừng. Diệp Quân Lâm an ủi Tần Uyên trước tiên, trận chiến này sẽ được ghi vào sử sách, nhất là Tần Uyên sẽ được mọi người ca tụng, Bách Thú Doanh cũng lần đầu tiên trình diện, chiến thân Côn Luân cũng được khen ngợi. Còn nhà họ Chí thì xấu hổ, Tần Uyên biến mất trong đêm mà họ lại không hề hay biết. Bây giờ cả Hoa Lư đều đang cười nhạo họ. Lúc này người nhà họ Chí mới nhận thấy mình trở thành một khâu trong kế hoạch của Tần Uyên. Theo lý mà nói, đánh thẳng trận cũng có công lao của họ, nhưng nhà họ Chí lại vui mừng không nổi. Bởi vì họ không đạt được mục đích của mình, không quan tâm tới lợi ích của đất nước. Chúng ta đều thành trò cười, cứ thế mất mặt rời đi sao? Nhà họ Chí không cam lòng, Chí Đông Phương lắc đầu, không thể rời đi. Chúng ta còn chưa được gặp chiến thân Côn Luân. Chúng ta có thể gặp sao? Mọi người bày tỏ nghi ngờ. Thủ trưởng Tần Uyên đã khẳng định thằng Bảy là một đại tướng trong lữ đoàn Viêm Hoàng, phụ tá đắc lực của chiến thân Côn Luân. Chúng ta lấy danh nghĩa là người nhà của thằng Bảy đi gặp ngài ấy thì sao lại không được gặp? Chí Đông Phương nói. Cũng đúng, không thì chiến thần Côn Luân sẽ không giúp chúng ta giải quyết quân phiệt Tang Khôn. Chí Tiềm Long nói. Vậy thì tôi sẽ đích thân dẫn mọi người tới quân khu Hoa Lư một chuyến để gặp chiến thần Côn Luân. Sau đó, Chí Đông Phương dẫn dòng chính nhà họ Chí đến quân khu Hoa Lư. Mới tới cổng đã bị chặn lại. Mấy người đi đâu? Đồng chí, xin tự giới thiệu, tôi là Chí Đông Phương, gia chủ nhà họ Chí ở Hoa Hải, lần này tới đây là để gặp tướng quân Côn Luân. Chí Đông Phương cười nói. Cái gì, tướng quân Côn Luân, lính gác cổng ngây ngẩn cả người. Ngay cả họ cũng chưa được gặp tướng quân Côn Luân, thế mà lại có người tùy tiện tới đây đòi gặp tướng quân Côn Luân sao? Hơn nữa, tướng quân Côn Luân là bí mật tối cao, ai cũng có thể gặp được chắc. Các đồng chí tới Tấu Hải hả? Lính gác hỏi. Không phải, phiền đồng chí thông báo một tiếng, cứ nói là người nhà của chiến tướng Chí Hồng Doãn của lữ đoàn Viêm Hoàng xin được gặp chiến thần Côn Luân. Chí Đông Phương vội giải thích. Mặc dù lính gác không biết Chí Hồng Doãn, song nghe thấy lữ đoàn Viêm Hoàng, sắc mặt vẫn thay đổi. Được, tôi sẽ đi thông báo ngay. Mọi người chờ trước đãi. Nhìn lính gác đi thông báo, Chí Đông Phương kiêu ngạo nói, thấy chưa? Thằng Bảy nhà mình quả nhiên là nổi tiếng, chỉ cần báo tên là có người biết. Ha ha, chú Bảy chính là lợi hại, đúng là hy vọng của nhà họ Chí chúng ta. Người khác cũng nói. Bởi vì Chí Đông Phương nói rõ muốn gặp chiến thần Côn Luân, cho nên tin tướng nhanh chóng truyền đến tai Tổng Chỉ huy Hướng Văn Dũng và Phó Tổng Chỉ huy của quân khu Hoa Lư. Cái gì, tới gặp chiến thần Côn Luân? Chí Hồng Doãn là ai? Không biết. Mọi người đều kinh ngạc. Không lâu sau, Tô Hoàng Long của quân đoàn Đại Long đến đây. Tôi đã điều tra rồi, Chí Hồng Doãn chính là binh nhì, lữ đoàn Viêm Hoàng không có đại tướng nào tên này. Tô Hoàng Long nói. Binh nhì. Sao lại trở thành phụ tá đắc lực của tướng quân Côn Luân? Hướng Văn Dũng híp mắt, ra lệnh, điều tra lý lịch của nhà họ Chí cho tôi. Không lâu sau, kết quả điều tra đã có, khiến người ở đây kinh hãi. Chí Đông Phương là ông ngoại của chiến thần Côn Luân. Biết tin này, đám Hướng Văn Dũng đều thay đổi sắc mặt. Họ không biết Diệp Quân Lâm liên quan tới nhà họ Chí. Mau mời ông Chí vào đây. Thôi, để tôi đích thân đi. Tổng Chỉ huy Hướng Văn Dũng dẫn một đám người vội vàng ra ngoài cổng quân khu. Chào ông Chí, tôi là Hướng Văn Dũng, Tổng Chỉ huy của quân khu Hoa Lư, ngài mau vào đi. Sau khi Hướng Văn Dũng bày tỏ thân phận, lại nhiệt tình mời nhà họ Chí vào quân khu, người nhà họ Chí đều lộ vẻ mừng như điên. Nhà họ Chí thật sự sắp quật khởi rồi. Chỉ nhắc tới tên Chí Hồng Doãn mà Tổng Chỉ huy Hướng Văn Dũng và mấy phó Tổng Chỉ huy của quân khu Hoa Lư lại đích thân tới tiếp đón, thật là hãnh diện. Gián tiếp chứng tỏ tầm quan trọng của Chí Hồng Doãn ở lữ đoàn Viêm Hoàng, địa vị cao đến mức khiến cả quân khu Hoa Lư run rẩy. Không hổ là phụ tá đắc lực của tướng quân Côn Luân.
nội tâm Chí Đông Phương vô cùng sục sôi, nhưng lại cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhà họ Chí của mình sẽ quật khởi từ thế hệ này. Tương lai, danh gia vọng tộc của Việt Nam sẽ có tên nhà họ Chí. Đám con cháu nhà họ Chí càng đỏ bừng mặt, kích động vô cùng. Đây chính là tổng chỉ huy và ba phó tổng chỉ huy đích thân nghênh đón. Họ không biết rằng đều là nhờ mặt mũi của Diệp Quân Lâm, chứ không thì họ thậm chí không thể bước chân vào cổng quân khu. Nghe thấy Tô Hoàng Long là trưởng lữ đoàn Viêm Hoàng, Chí Đông Phương không khỏi hỏi, Đại tá Long, không biết con trai Chí Hồng Doãn của tôi biểu hiện như thế nào ở lữ đoàn Viêm Hoàng? Thì, Tô Hoàng Long chần chờ. Chí Hồng Doãn chẳng qua chỉ là binh nhì mà thôi, thế thì có biểu hiện gì? Nhưng bàn về thân phận thì cậu ta là cậu của chiến thần Côn Luân. Biểu hiện rất tốt, có thể nói là một thành viên quan trọng của lữ đoàn Viêm Hoàng. Tô Hoàng Long xấu hổ nói, cảnh tượng giống hệt lúc nhà họ Trịnh hỏi anh ta tình huống của Trịnh Văn Viễn. Ha ha, tốt, quá tốt, tôi rất hài lòng. Chí Đông Phương cao giọng cười to. Vẻ mặt người khác rất quái dị. Cháu ngoại trai của ông là chiến thần Việt Nam, ông có thể không hài lòng sao? Đúng là kỳ quặc. Đoàn người Chí Đông Phương được đưa vào phòng khách, tất cả đều có đãi ngộ tối cao. Hướng Văn Dũng vẫn đi cùng họ, điều này khiến Chí Đông Phương vô cùng sung sướng. Đãi ngộ càng cao, chứng tỏ vị trí của Chí Hồng Doãn càng quan trọng. Thằng nhóc này giấu giỏi thật, thân phận thế này thì phải nói cho chúng ta biết từ lâu mới đúng. Chí Đông Phương khẽ lẩm bẩm. Ông Chí, quân khu Hoa Lư chuẩn bị tặng cho nhà họ Chí một lá cờ thường. Người đâu, mang lên. Hướng Văn Dũng nói. Chẳng mấy chốc đã có người cầm một lá cờ thường đi tới, bên trên thêu tám chữ, giường cột nước nhà, công thần hộ quốc. Thấy cờ thường, nhà họ Chí đều kích động đứng dậy. Chí Đông Phương kích động hỏi, đây là cho nhà họ Chí chúng tôi à? Lúc trước họ đã tặng Tần Uyên một lá cờ thường, không ngờ quân khu Hoa Lư lại cho họ một lá cờ khác. Đúng thế. Mọi người nghe lệnh tôi, kính lễ. Hướng Văn Dũng ra lệnh. Tất cả mọi người đồng loạt kính lễ. Hướng Văn Dũng kích động nói, nhà họ Chí có một người con bảo vệ quốc gia. Ha ha, cảm ơn. Nhà họ Chí có công thần hộ quốc, tôi rất kiêu ngạo vì nó. Chí Đông Phương cười to. Người khác cũng vô cùng kích động. Trong gia tộc có một công thần hộ quốc, vậy thì sau này địa vị của nhà họ Chí sẽ khác hẳn, thậm chí có thể trở thành gia tộc đứng đầu Hoa Hải. Chẳng qua người mà Chí Đông Phương biết cùng người mà Hướng Văn Dũng nói hoàn toàn không phải là một người. Hướng Văn Dũng tặng cờ thưởng cho nhà họ Chí vì Diệp Quân Lâm, nhà họ Chí lại cho rằng cờ thưởng là vì Chí Hồng Doãn. Nhưng lại đưa tới cùng một kết quả, hai bên đều rất hài lòng. Hướng Văn Dũng thậm chí còn hứa hẹn, sau này, nhà họ Chí có bất cứ chuyện gì thì cứ nói với tôi. Tốt quá, thật sự là tốt quá. Chí Đông Phương đã ảo tưởng cảnh tượng nhà họ Chí đứng trên đỉnh cao. Mặc dù vui sướng, nhưng Chí Đông Phương vẫn chưa quên mục đích tới đây. Ông ta cười hỏi, Tổng chỉ huy Dũng, tướng quân Côn Luân có ở đây không? Để tôi đi hỏi thăm. Hướng Văn Dũng đi ra ngoài, gọi điện cho Diệp Quân Lâm. Lúc này mới biết hoàn toàn là hiểu nhầm, Diệp Quân Lâm không nhận gia đình này. Hướng Văn Dũng rất xấu hổ, đáng nhẽ phải nghĩ ra chuyện này từ đầu mới đúng. Nếu hai bên biết nhau thì Chí Đông Phương cần gì phải chạy tới đây tìm Diệp Quân Lâm. Vừa rồi cờ thưởng bị tặng nhầm, nhưng lại không thế đòi về. Mau kêu chúng cút đi. Đây là câu nói cuối cùng của Diệp Quân Lâm. Nhưng Hướng Văn Dũng lại không thể nói với đám người Chí Đông Phương như thế. Đúng rồi ông Chí, tướng quân Côn Luân tạm thời không có ở đây. Chúng tôi cũng không có quyền biết hành tung của ngài ấy. Cho lần sau ngài ấy đến đây, tôi sẽ báo cho ông biết. Hướng Văn Dũng uyển chuyển nói. Được rồi, không được gặp Diệp Quân Lâm. Nhà họ Chí cũng không tiếc nuối, bởi vì hôm nay họ thu hoạch rất dồi dào, càng biết rõ thân phận địa vị của Chí Hồng Doãn. Ha ha ha, sau này nhà họ Chí chúng ta nhất định có thể hoành hành Hoa Hải. Chí Đông Phương kích nhờ động nói, người nhà họ Chí cũng rất vui mừng, nhất là đám Chí Tiềm Long, Chí Duy. Họ đều là thành viên của Đảng Thái Tử, địa vị thuộc loại trung đẳng. Nhưng sau khi biết quan hệ này, Chí Tiềm Long không thỏa mãn với vị trí hiện tại của mình. Anh ta muốn địa vị cao nhất trong đảng Thái tử, tức là danh hiệu Thái tử, trở thành đại ca của đảng Thái tử ha ha ha, nhà họ Chí chúng ta đúng là nhỏ họa mà được phúc. Vốn tưởng rằng sẽ bị quân phiệt Tang Khôn chơi chết, không ngờ lại có địa vị như ngày nay. Bây giờ quân phiệt Tang Khôn còn dám làm càn nữa không? Chúng ta giết chết hắn.
đám Chí Khiếu Côn nói ẩu nói tả. May mà nhà chúng ta không cho loại hạ đẳng như Diệp Quân Lâm tiến vào, không thì đẳng cấp của chúng ta sẽ bị nó kéo thấp. Chí Duy thở dài. Chí Đông Phương chừng anh ta, sau này đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt ta. Cậu ta không xứng được chúng ta thảo luận, nhất là thân phận hiện tại của chúng ta, cậu ta không xứng trở thành cháu ngoại trai của ta lúc này, Ảnh Tử lại xuất hiện, chủ nhân, sau này bớt nói những câu như thế đi. Ảnh Tử sợ nếu để Chiến Thần Côn Luân nghe thấy thì sẽ phiền toái lớn lắm. Hùm, Ảnh Tử, cậu nói thế là sao? Chí Đông Phương khó hiểu hỏi. Thuộc hạ cho rằng, chuyện anh Lâm Lâm là cháu ngoại trai của ngài là sự thật không thể thay đổi, sau này ngài bớt nói mấy câu cho thỏa đáng, thế thì sẽ có lợi cho ngài lẫn nhà họ Chí. Ảnh Tử nói. Ảnh Tử, cậu nói có thâm ý gì đó đúng không? Hơn nữa ta cảm thấy cậu như thay đổi một người, trước kia cậu không phải như thế, thậm chí sẽ không nhiều lời. Cậu bị sao vậy? Chí Đông Phương cảm thấy khác thường. Ông ta đâu biết rằng Ảnh Tử đã biết được sự thật Diệp Quân Lâm chính là Chiến Thần Côn Luân. Là tôi lắm lời, Ảnh Tử lập tức nói. Thực ra anh ta đã ám chỉ xem thử Chí Đông Phương có hiểu được hay không thôi. Nào ngờ Chí Đông Phương lại không thèm để mắt tới Diệp Quân Lâm. Lần này, nhà họ Chí kiêu ngạo trở về Hoa Hải, nóc xe mở ra, có hai người chuyên môn dơ cao cỏ thưởng để biểu hiện thân phận của nhà họ Chí. Bởi vì lo lắng nên nhà họ Trịnh tạm thời không dám nhằm vào Diệp Quân Lâm. Đến nay, Lý Tử Nhiệm đã bận tối mày tối mặt. Đầu tiên là chứng nhân dự án 8 tỷ đô la Mỹ. Gần đây tập đoàn Lạc Thiên còn công chiếu một bộ điện ảnh, Trịnh Thiết Hàm đóng vai chính, lại phá vỡ kỷ lục lượt view, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã có hơn 1 tỷ lượt view, có thể coi là huyền thoại trong nghề. Lý Tử Nhiệm đang bận rộn trong văn phòng thì Phùng Ngọc Hân đi tới. Ủa, đây là gì vậy? Thấy chiếc hộp màu xanh lá trên bàn, Phùng Ngọc Hân không nhịn được cầm lên, mình xem được không? Được chứ. Sau khi mở hộp thấy huân chương màu vàng, Phùng Ngọc Hân tò mò. Vua vùng Tây Cảnh có nghĩa là gì? Chẳng lẽ là vua của chiến khu Tây Cảnh? Gần đây tin tức chiến khu Tây Cảnh đánh bại Hổ Quốc lan truyền khắp nơi, người dẫn đầu chính là vua Tây Cảnh. Phùng Ngọc Hân thuận miệng nói. Nghe vậy, tim Võ Tiêu đập thình thịch. Phùng Ngọc Hân đoán trúng phóc, chẳng lẽ sắp bại lộ thân phận? Lý Tử Nhiệm ngẩng đầu cười nói, đây là quà cưới mà anh em của Quân Lâm tặng cho mình. Mình cũng không biết vua vùng Tây Cảnh nghĩa là gì nữa. Lý Tử Nhiệm cũng biết tin tức của chiến khu Tây Cảnh, nhưng cô không hề liên tưởng tới chuyện Tần Uyên chính là chiến vương Tây Cảnh. Bởi vì đêm hôm đó Diệp Quân Lâm còn đang uống rượu với Tần Uyên, chiến đấu lại bắt đầu lúc nửa đêm, thế thì sao có thể như thế? Tần Uyên lại không biết thuấn di. À, bạn của Diệp Quân Lâm, thế thì chắc chắn không phải. Phùng Ngọc Hân phản xạ nói. Bạn của Diệp Quân Lâm thì chắc chắn không liên quan tới chiến khu Tây Cảnh, cùng lắm là cùng một ngục giam. Lý Tử Nhiệm cười nói, Võ Tiêu cũng như cậu, suýt nữa coi bạn của Quân Lâm là thủ trưởng gì đó nữa chứ. Chứ gì nữa, mình suýt nữa cho rằng cục vàng này chính là tượng trưng cho vua Tây Cảnh. Phùng Ngọc Hân nói, sau đó tiện tay ném huân chương lên bàn. Võ Tiêu hít vào một hơi, đây đâu phải là cục vàng, đây là ấn tướng quân của trăm vạn đại quân chiến khu Tây Cảnh. Chỉ cần Lý Tử Nhiệm cầm huân chương này vung tay hô lên thì trăm vạn đại quân Tây Cảnh sẽ lập tức đến bảo vệ cô. Võ Tiêu không nhịn được nhắc nhở, Tổng Giám Đốc Nguyên, nên cất giữ chiếc hộp này thích đáng thì tốt hơn, lỡ như làm mất thì không ổn đâu. Lý Tử Nhiệm và Phùng Ngọc Hân đưa mắt nhìn Võ Tiêu. Lý Tử Nhiệm hỏi, Võ Tiêu, cô nói thế là sao? Chẳng lẽ chiếc hộp này có ý nghĩa đặc thù gì đó? Liên tưởng tới biểu hiện khác thường của Võ Tiêu lúc gặp Tần Uyên. Ngay cả Lý Tử Nhiệm cũng cảm thấy Võ Tiêu có vấn đề. Tổng Giám Đốc Nguyên, chủ yếu là tôi thấy thứ này giống huân chương, khiến tôi có tình cảm đặc thù, cho nên cứ muốn giữ kỹ nó. Võ Tiêu vội nói dối. Cũng có lý, vậy thì tôi sẽ bảo quản kỹ chiếc hộp này, cất nó vào két sắt đi. Lý Tử Nhiệm cười nói. Lúc này Võ Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Tử Nhiệm lại cười hỏi Phùng Ngọc Hân, cậu tới tìm mình có việc gì? Gần đây chẳng phải điện ảnh của công ty cậu lại phá kỷ lục sao? Công ty giải trí Hoa Phong đứng đầu Việt Nam chuyên tới để học kinh nghiệm. Buổi chiều đội ngũ của người ta sẽ đến, cậu chiêu đãi một chút, không chừng về sau sẽ có hợp tác. Phùng Ngọc Hân đáp. Ừ, không thành vấn đề, cứ giao cho mình. Đúng lúc mình đang rảnh, Lý Tử Nhiệm ra dấu ok. Công ty giải trí Hoa Phong là một trong ba công ty giải trí đứng đầu cả nước,
ngôi sao hay hot face đều là đứng đầu. Đừng nhìn hiện tại tập đoàn Lạc Thiên phát triển nhanh chóng, nhưng thật sự chỉ có mình Trịnh Thiết Hàm làm bộ mặt, còn con đường rất dài phải đi, cho nên học tập các công ty giải trí lớn như thế này thì sẽ rất có ích. Lý Tử Nhiệm cố ý từ chối lịch trình khác để chờ đợi. Đến chiều, 3 chiếc xe hơi, 4 chiếc xe chở Minh Tỉnh đỗ lại trước cao ốc của tập đoàn Minh Cường. Đội ngũ của công ty giải trí Hoa Phong đã đến. Điều khiến Lý Tử Nhiệm vừa bất ngờ vừa vui mừng là chủ tịch Trương Thiếu Huỳnh của công ty Hoa Phong đích thân đưa đội ngũ đến đây, có thể nói là rất coi trọng việc này. Lý Tử Nhiệm đích thân dẫn mọi người ra nghênh đón. Diệp Quân Lâm đang ngủ thì bị tiếng động bên này đánh thức. Anh bất mãn hỏi, chuyện gì vậy? Võ Sâm cười nói, anh Quân, công ty Hoa Phong dẫn đội ngũ tới Lạc Thiên tham quan, không ít ngôi sao với hot face đều đến, mọi người đều đi ngắm gái đẹp, anh có muốn đi xem thử không? Vừa nghe nói là ngôi sao hot face, Diệp Quân Lâm lập tức hết hứng thú. Nhưng nếu có ích cho sự nghiệp của vợ mình thì kệ họ. Lần này, công ty giải trí Hoa Phong có thể nói là điều động rất nhiều nhân vật chủ chốt. Không chỉ có 7-8 người thuộc tầng lớp lãnh đạo lấy Trương Thiếu Huỳnh cầm đầu mà ngay cả ngôi sao và hot face nổi tiếng nhất cũng tới, khoảng chừng 18 người. Đám ngôi sao rất có phong thái, nhưng đám hot face lại bật livestream quay cảnh tượng này. Kể cả tình huống nội bộ của tập đoàn Minh Cường đều bị livestream. Võ Sâm không chịu được, dù gì chuyện này cũng đề cập tới không ít bí mật công ty, sao có thể livestream. Võ Sâm trực tiếp dẫn hai người xông lên. Chào cô, bên trong tập đoàn Minh Cường không được livestream. Phiền các cô phối hợp một chút, cảm ơn. Võ Sâm nói. Chẳng qua đám hot face này hoàn toàn không để ý, tiếp tục livestream. Võ Sâm bất đắc dĩ nhắc nhở lần nữa, cô ơi. Nơi này không được livestream, phiền các cô dừng lại. Đám bảo vệ các người kiêu căng cái gì? Chỗ nào quy định không cho livestream hả? Một hot face tên là Tử Xuyên còn nhắm camera về phía đám Võ Sâm, hung tợn nói, các khán giả, mọi người xem đám bảo vệ thối tha này ngăn cản chúng tôi livestream kìa. Mọi người nói nên làm sao bây giờ? Khán giả phòng livestream lập tức mắng chửi nhóm Võ Sâm, thậm chí tuyên bố sẽ đào móc thông tin của đám Võ Sâm. Tiết lộ hết thông tin của gia đình họ. Đám bảo vệ thối tha mau cút đồ làm phiền tôi livestream thì các người gánh vác được sao? Tử Xuyên mắng xong, đám hot face này muốn rời đi. Võ Sâm đương nhiên không cho phép, lập tức đuổi theo ngăn cản họ. Tính cách của anh giống Diệp Quân Lâm, đương nhiên không thể chịu đựng tình huống này. Hai vấn đề, thứ nhất, không được livestream, dừng lại ngay lập tức. Thứ hai, mắng chửi chúng tôi thì phải xin lỗi. Võ Sâm kiên quyết nói. Chúng tôi không xin lỗi đấy, hơn nữa còn muốn livestream tiếp, anh có thể làm gì được? Tử Xuyên cười lạnh. Vậy thì đừng trách chúng tôi đuổi cô Ran. Võ Sâm cả giận nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đám quản lý Trương Thiếu Huỳnh đi tới, Lý Tử Nhiệm cũng đi cùng. Ông chủ, mấy tên bảo vệ này không cho livestream, còn đòi đuổi chúng tôi đi. Tử Xuyên lập tức khóc kể. Trương Thiếu Huỳnh lập tức nhìn Lý Tử Nhiệm, Tổng Giám Đốc Nguyên, thế là thế nào? Cô không chào đón chúng tôi hả? Không thể nào đâu Tổng Giám Đốc Huỳnh, để tôi xử lý. Lý Tử Nhiệm kêu mấy người Võ Sâm sang một bên, bảo họ nhẫn nại một chút. Được rồi Tổng Giám Đốc Nguyên, nể mặt anh Lâm, chúng tôi nhịn. Không thì tôi thà mất việc cũng phải chống lại đám người này. Võ Sâm cố kiềm chế lửa giận. Kế tiếp, Lý Tử Nhiệm dẫn đám Trương Thiếu Huỳnh đi tham quan khu vực giải trí của tập đoàn Lạc Thiên. Sau khi tham quan một lượt, Trương Thiếu Huỳnh chào phúng, Tổng Giám Đốc Nguyên, nhìn một lượt thì chỗ các cô không giống như là nơi có thể quay phim điện ảnh, chỉ dựa vào một mình Trịnh Thiết Hàm chống đỡ. Trịnh Thiết Hàm lập tức nói, không, tôi chỉ là một phần nhỏ thôi, điện ảnh của chúng tôi đắt khách chủ yếu là vì chất lượng tốt. Chất lượng thì tốt thật, nhưng điều kiện như các cô không giống như có thể quay được điện ảnh hay. Chẳng lẽ các cô sao chép? Trương Thiếu Huỳnh cười lạnh nói. Tổng Giám Đốc Huỳnh nói thế thì thật quá đáng. Lý Tử Nhiệm bất mãn. Thực tế hôm nay đám người của công ty Phong Hoa vừa đến đã bắt đầu lên mặt, hoàn toàn không phải tới tham quan, mà là tới làm ông nội. Lý Tử Nhiệm rất tức giận, bây giờ còn nói họ sao chép, Lý Tử Nhiệm càng không thể nhịn được. Tổng Giám Đốc Nguyên, tôi chỉ đùa thôi. Trương Thiếu Huỳnh cười nói, sau đó anh ta không kiêng dè nói với Trịnh Thiết Hàm, Trịnh Thiết Hàm, cô đã suy xét tới chuyện đổi công ty chưa? Bây giờ cô phát triển không tồi. Nhưng chỉ cực hạn trong điện ảnh Internet, cô phải phấn đấu lên điện ảnh phòng vé chứ. Thế nào, tới công ty của tôi đi,
chắc chắn sẽ có tiềm lực hơn là ở đây. Dụ dỗ ngay trước mặt Lý Tử Nhiệm, nhưng Lý Tử Nhiệm lại rộng lượng nói, được thôi, Thiết Hàm suy nghĩ đi. Ha ha, Thiết Hàm, cô xem Tổng Giám Đốc Nguyên biết điều chưa kìa, cô qua công ty tôi đi. Trương Thiếu Huỳnh cười nói. Không được, cảm ơn ý tốt của Tổng Giám Đốc Huỳnh. Trịnh Thiết Hàm đã từng thề, trừ phi Lý Tử Nhiệm và Diệp Quân Lâm không cần mình, nếu không cô sẽ không rời khỏi tập đoàn Lạc Thiên. Vậy thì cô đừng hối hận, Trương Thiếu Huỳnh đe dọa ngay trước mặt mọi người. Nhóm Lý Tử Nhiệm rất tức giận, có câu nói thượng bất chính hạ tắc loạn, chủ tịch công ty đã như thế này thì chắc hẳn đám Minh Tỉnh hót phê đuối cỏ sẽ càng kiêu căng ngang ngược hơn, không để mắt tới bất cứ ai. Họ không phải tới để tham quan, mà là tới gây chuyện, diễu võ dương oai. Sau khi tham quan xong, mọi người vào phòng khách, Trương Thiếu Huỳnh không để ý tới người khác, hút một điếu xì gà, tư thái vô cùng kiêu ngạo. Tổng Giám Đốc Nguyên, tôi muốn bàn chuyện với cô. Chuyện gì, Tổng Giám Đốc Huỳnh nói đi, Lý Tử Nhiệm thật sự không có kiên nhẫn. Tôi dự định thu mua bộ phận giải trí của công ty cô. Cô thấy thế nào, Trương Thiếu Huỳnh hút một ngụm xì gà, nhà khói khiến Lý Tử Nhiệm ho sặc sụa. Thu mua, không có khả năng, tôi kinh doanh rất tốt, không có khả năng bán bộ hai phận này. Lý Tử Nhiệm từ chối ngay tắp lự. Trương Thiếu Huỳnh cười nói. Nhưng nếu tôi thu mua thì khác, cô phải bán. Bởi vì thứ gì mà Trương Thiếu Huỳnh tôi coi trọng thì tôi phải có được. Đúng thế, trong giới giải trí Việt Nam, Trương Thiếu Huỳnh chính là kẻ bá đạo như vậy. Những thứ anh ta muốn thì sẽ giành lấy không từ thủ đoạn. Cướp người, thu mua, cưỡng chế mua bản quyền. Đây đều là chuyện bình thường. Người trong giới giải trí đều sợ hãi Trương Thiếu Huỳnh. Lý Tử Nhiệm nở nụ cười, vậy thì thứ tôi đã nhận định sẽ không bao giờ bán. Tổng Giám Đốc Nguyên chui vào ngõ hẹp từ chối tôi, thế thì cô đừng hòng sống trong giới giải trí. Bất kể là tài nguyên hay mạng lưới quan hệ tôi đều sẽ phong sát cô. Trương Thiếu Huỳnh nói thẳng. Tôi không sợ, có sóng to gió lớn nào mà tôi chưa từng thấy. Lý Tử Nhiệm vẫn kiên quyết nói. Được lắm, vậy thì cô cứ chờ xem. Trương Thiếu Huỳnh đứng dậy. Trước khi rời đi, anh ta còn đe dọa, kẻ bị tôi theo dõi sẽ bị ngành nghề phong sát, các cô sẽ nửa bước khó đi. Lãnh đạo cao tầng đều rất lo lắng. Công ty Hoa Phong không giống với những công ty khác đâu. Bao nhiêu năm qua, rất nhiều công ty có tiềm lực đều bị họ hủy diệt bằng cách này. Lần này chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Sao Lý Tử Nhiệm lại không biết sự lợi hại của công ty giải trí Hoa Phong? Nhưng cho dù phải từ bỏ mảng giải trí, cô cũng sẽ không để anh ta thua mua. Lúc này, Diệp Quân Lâm đi đến, hỏi, anh nghe nói có một nhóm ngôi sao hot face rất kiêu ngạo. Đâu rồi? Nghe Võ Sâm nói, anh đã nổi trận lôi đình, thế này thì khác nào khiêu khích mình. Sao anh có thể chịu đựng cho được? Thôi, họ đã rời đi rồi, không cần thiết dây dưa nữa. Lý Tử Nhiệm lắc đầu, cô sợ chuyện này bị xé to thì sẽ không có lợi cho bất cứ ai. Họ hãy cầu nguyện đừng gặp anh, nếu không anh sẽ cho họ biết thế nào là lễ độ. Diệp Quân Lâm cả giận nói, anh không thể chịu nổi Lý Tử Nhiệm bị uất ức. Tổng Giám Đốc Nguyên, thì ra đội ngũ của công ty Hoa Phong đến Hoa Lư không phải là để tham quan công ty chúng ta. Họ muốn đến quân khu Hoa Lư quay tiết mục game show. Ban đầu họ muốn quay tiết mục này ở quân khu Hoa Hải, nhưng bị từ chối, không hiểu sao quân khu Hoa Lư lại đồng ý. Thư ký giải thích, thì ra là thế. Lý Tử Nhiệm chẳng mấy quan tâm, nhưng Diệp Quân Lâm lại rất tức giận, hỏi, cô vừa nói gì? Chúng muốn quay game show ở quân khu Hoa Lư ư? Vâng, thư ký đáp. Buồn cười, ai cho chúng lá gan dám quay cảnh ở quân khu Hoa Lư? Diệp Quân Lâm đen mặt, Lý Tử Nhiệm và thư ký đều rất khó hiểu, sao lại tức giận đến mức này? Giọng điệu của anh cứ như thể anh chính là thủ trưởng của quân khu Hoa Lư. Không được, không thể mở đầu cho vụ này. Sao họ có thể làm dối ở quân doanh? Tôi không đồng ý, Diệp Quân Lâm cả giận nói. Anh kích động thế làm gì? Lý Tử Nhiệm khó hiểu. Chẳng qua là không muốn cổ vũ cho lối sống lệch lạc này. Diệp Quân Lâm tức giận rời đi. Thư ký tò mò hỏi, Tổng Giám Đốc Nguyên, anh Diệp sao vậy? Cứ như thể anh ấy là quan quân ý. Chắc anh ấy chướng mắt tác phong kiểu này. Lý Tử Nhiệm trả lời. Sau khi rời đi, Diệp Quân Lâm trực tiếp đến quân khu Hoa Lư. Để anh xem thử là kẻ nào cho phép công ty Hoa Phong quay game show ở quân khu Hoa Lư, thật là to gan. Lúc này,
đội ngũ của công ty Hoa Phong đã đến quân khu Hoa Lư. Đoàn quay phim, đoàn hậu cần và đám ngôi sao, hot face đều đã vào ký túc xá quân khu. Tổ thiết bị đã lắp đặt thiết bị xong xuôi, chỉ chờ tiết mục game show bắt đầu. Đám hot face như Tử Xuyên còn đang livestream, họ quay lại ký túc xá do quân doanh thu xếp. Cái gì vậy, loại người tầng này mà ngủ được à? Toàn là bùn đất, sao bước chân lên được? Bẩn quá, ẩm ướt quá. Chỉ cần nghĩ đến một tháng tới họ sẽ phải quay tiết mục ở đây, đám ngôi sao hot face này đều không chịu nổi, trực tiếp nổi giận. Hơn nữa chỉ có thể thấy một đám binh lính thối hoắc, toàn thân là mùi mồ hôi thối lên, không thể chịu nổi. Tử Xuyên nhăn mũi. Trương Thiếu Huỳnh vừa hút xì gà vừa cười nói, các cô chịu đựng đi, kiên trì một tháng, quay xong tiết mục này, tôi bảo đảm lưu lượng của các cô sẽ tăng vọt. Nghe thấy Trịnh Thiết Hàm cam đoan, đám Tử Xuyên mới giãn mày. Mặc dù hoàn cảnh rất gian khổ, nhưng quay một tiết mục game show ở quân doanh sẽ có hiệu quả rất tốt, họ chắc chắn sẽ lời to. Tử Xuyên hỏi, ông chủ, chúng tôi có thể livestream trong quân doanh không? Fan của tôi đều muốn xem quân doanh trông như thế nào. Trương Thiếu Huỳnh hút xì gà, cứ thoải mái. Tôi nói nghe này, nếu tôi có thể quay tiết mục ở quân doanh thì chẳng lẽ lại không thể làm như thế sao? Ông chủ giỏi quá, chúng tôi rất sùng bái anh. Đám Tử Xuyên hoan hô. Chứ còn gì nữa, mạng lưới quan hệ của tôi trải rộng khắp Việt Nam, có gì mà tôi không làm được. Hút xì gà xong, Trương Thiếu Huỳnh tùy ý ném tàn thuốc xuống thảm cỏ, một mảnh cỏ nhỏ bị hủy mất. Kế tiếp, đám ngôi sao hot face bắt đầu livestream. Mỗi nghệ sĩ một ekip bắt đầu đi dạo chung quanh lâm doanh, quay camera khắp nơi. Các bạn fan hãy xem, nơi này chính là quân doanh. Đây là xe quân dụng, đây là quân khuyển. Tử Xuyên livestream đến tận đội hình xe tăng, các fan xem nè, đây là xe tăng. Chờ tôi vào xe tăng cho mọi người xem nhé. Tử Xuyên không chỉ quay xe tăng mà còn đòi vào xe tăng livestream. Chào đồng chí, không thể quay phim ở chỗ này, mời các đồng chí quay về lập tức có người ngăn cản. Thối quá, anh có tắm không vậy? Mùi mồ hôi nồng nặc, Tử Xuyên lập tức cau mày. Mời đồng chí quay về, nơi này không được quay phim. Người kia nói tiếp. Hừ, anh biết tôi là ai không mà dám không cho tôi quay. Hơn nữa chúng tôi vào quân doanh hợp pháp, anh thấy có ai cản đường không? Anh cản lại làm gì? Lãnh đạo của các anh mà trách tội thì anh có gánh vác nổi không? Tử Xuyên cười lạnh, mau cút ra, tôi livestream một lát rồi đi, chậm trễ chuyện của tôi thì tôi sẽ tố cáo anh đấy. Nói rồi, Tử Xuyên đòi xông qua. Mời đồng chí quay về, nơi này liên quan tới bí mật quân sự, không được quay phim. Binh lính kiên trì nói. Hửi bí mật quân sự cái gì? Chẳng qua là xe tăng thôi, làm như chưa ai từng thấy ấy. Trong TV đầy ra, sao không bảo người ta tiết lộ bí mật quân sự? Bởi vì có Trương Thiếu Huỳnh làm chỗ dựa nên Tử Xuyên hoàn toàn không để mắt tới người khác, làm việc cực kỳ ngang ngược. Cái đó khác, cái đó cho phép quay phim, nhưng nơi này không được. Binh lính vẫn kiên trì. Mau cút ra cho tôi. Nếu anh còn can ngăn thì tôi bảo đảm sẽ tố cáo với lãnh đạo. Anh đừng hòng có tiền đồ nữa. Ồ, Tử Xuyên cả giận nói. Không được, trừ phi có mệnh lệnh của cấp trên, bằng không các cô không được quay phim. Tử Xuyên triệt để nổi giận. Tôi không tin, hôm nay tôi nhất định phải quay phim. Không ai có thể can ngăn. Nhất là một tên lính thối. Tử Xuyên muốn xông vào. Cô bảo ai là tên lính thối. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Không biết khi nào, Diệp Quân Lâm đã đi tới nơi này. Câu nói của anh khiến Tử Xuyên giật mình, cô ta xoay người lại, khó tin nhìn Diệp Quân Lâm. Anh là ai, đang làm gì thế? Bởi vì Diệp Quân Lâm mặc thường phục nên Tử Xuyên không hề sợ hãi. Cô ta cho rằng Diệp Quân Lâm không phải là quân nhân, vậy thì chỉ có thể là nhân viên bình thường, chắc là đội ngũ của họ, vậy thì cô ta phải gian dậy một trận. Anh thuộc nhóm nào, tổ thiết bị hay nhóm hậu cần? Dám quản chuyện của tôi, chán sống hả? Tử Xuyên cả giận nói. Lúc này, Diệp Quân Lâm vô cùng tức giận. Mới tới quân doanh, anh đã thấy chung quanh có đội ngũ đang livestream, khiến quân doanh rối tung hết cả lên. Đây là điều mà anh không thể chịu đựng được, thậm chí anh còn thấy Tử Xuyên đòi livestream xe tăng. Như thế sao được, chẳng phải là tiết lộ bí mật quân sự sao? Kết cấu của loại xe tăng này mà bị lộ ra ngoài thì vũ khí tương đương vứt đi. Anh còn nghe thấy một câu tên lính thối. Những lời này đã hoàn toàn chọc giận anh.
nếu không có binh lính như họ thì cô còn có thể ở đây livestream sao? Còn có thể ăn sung mặc sướng sao? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Xuyên, nói, cô phải xin lỗi cậu ấy vì lời nói vừa rồi của mình. Ngay lập tức, đám lính gác thấy mặt Diệp Quân Lâm đen xì, có thể biết lúc này anh tức giận cỡ nào. Tử Xuyên hoảng sợ vì sắc mặt đáng sợ của Diệp Quân Lâm, không biết nên làm sao. Anh là ai, có quyền gì quản chúng tôi? Đoàn đội bên cạnh Tử Xuyên nổi giận, nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Tôi là quân nhân, chướng mắt với hành vi của các người. Diệp Quân Lâm lạnh giọng ní, khi nào thì chuyện chúng tôi tới lượt một tên lính thối như anh nhúng tay vào. Tử Xuyên trực tiếp nổi giận. Trong mắt họ, Diệp Quân Lâm mặc thường phục, còn trẻ tuổi như thế này thì cùng lắm chỉ là lính quèn, không có khả năng là lãnh đạo. Lãnh đạo thì ít ra phải 3-40 tuổi. Cho nên Tử Xuyên không chịu nương tay. Diệp Quân Lâm không giận mà cười, được lắm, các người đã đắc tội cả tôi rồi đấy. Các người cũng phải xin lỗi tôi. Xin lỗi anh á, đừng có nằm mơ, ngược lại là anh làm trì hoãn tôi livestream, anh phải xin lỗi tôi mới đúng. Tập tức quỳ xuống dập đầu cho tôi sẽ tạm thời tha cho NHTL. Đoàn đội của Tử Xuyên chẳng những không xin lỗi mà còn đòi Diệp Quân Lâm xin lỗi mình. Diệp Quân Lâm không thể ngờ lại có loại người ngang ngược như thế này, hơn nữa còn ở trong quân doanh. Chẳng lẽ cho rằng mình to nhất quả đất này hay sao? Trong mắt người này còn có pháp luật không? Ánh mắt Diệp Quân Lâm lạnh lẽo, giơ chân đá lên đùi Tử Xuyên. Tử Xuyên lập tức quỳ xuống trước mặt anh. Muốn tôi xin lỗi cũng được, nhưng cô phải quỳ xuống nghe. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, Tử Xuyên trợn tròn mắt, đoàn đội của cô ta há hốc mồm. Đám binh lính thấy cảnh này, đều âm thầm giơ ngón cái với Diệp Quân Lâm, đúng là kẻ hung ác. Họ nghe theo chỉ thị tiểu đội trưởng, không muốn làm khó đám ngôi sao hot face này, cho nên mới khiêm nhượng nhiều lần. Nhưng người này lại nói ra tay là ra tay luôn. Một lát sau, Tử Xuyên và ekip của cô ta mới phản ứng lại. Anh làm gì vậy hả? Anh dám đánh người à? Anh biết Tử Xuyên là ai không? Cô ấy chính là hot face nổi tiếng nhất trong nước. Có hơn 10 triệu fan hâm mộ anh chỉ là lính quèn mà dám đụng vào cô ấy. Anh chờ chết đi, người quản lý của Tử Xuyên phẫn nộ nói. Các người nói nhảm nhiều quá, quỳ xuống đi rồi nói tiếp. Diệp Quân Lâm liên tục đá mấy phát, đám người này đều quỳ rạp xuống đất, không có năng lực chống cự. Đầu gối và chân của họ như bị rót trì, không thể đứng dậy được, chỉ có thể quỳ trước mặt Diệp Quân Lâm. Anh điên rồi hả, anh đang tự tìm cái chết, tôi thề nhất định sẽ không tha cho anh. Tôi sẽ vận dụng hết tài nguyên để giết chết anh, Tử Xuyên gào thét. Cảnh tượng bên này của gợi ra sự chú ý của người khác. Chẳng mấy chốc, đám ngôi sao hot face và ekip của họ đều tụ tập lại đây. Anh làm gì vậy, anh dám đánh người hả? Biết thân phận chúng tôi không? Anh đánh người thì phải gánh vác hậu quả nghiêm trọng. Đám minh tình hot face nhao nhao đe dọa. Thấy đồng bọn của mình đã đến, Tử Xuyên càng khóc quấy to hơn, cảnh tượng vô cùng ồn ào. Mau tới xem nè, binh lính đánh người. Mọi người mau tới xem tên lính thối đánh người. Tử Xuyên hét to. Chát! Chẳng qua cô ta vừa kêu tên lính thối thì đã bị Diệp Quân Lâm tát lên mặt. Cô nói một lần, tôi sẽ đánh một lần. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Tân lính thối. Chát! Vừa nói xong, lại là một bạt tai. Tân, tên lính thối. Chát! Tử Xuyên còn chưa nói xong thì lại ăn một bạt tai. Cô nói thêm câu nữa thử xem. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn cô ta. Tử Xuyên ôm mặt khóc nức nở, không dám hé răng thêm một câu. Diệp Quân Lâm doanh không phải là nơi cho các người dương oai, đám Tử Xuyên lại tìm được người tâm phúc, lập tức thêm mắm thêm muối kể lại cho Trương Thiếu Huỳnh. Nhất là Tử Xuyên liên tục khóc lóc, lại thêm trên mặt còn giấu bàn tay của Diệp Quân Lâm. Thấy thế, Trương Thiếu Huỳnh nổi giận, gầm lên, mày là ai? Dám đánh người của tao hả? Có tên lính đuôi mù dám đắc tội người của mình sao? Anh là kẻ nào? Diệp Quân Lâm hỏi. Mày nghe cho kỹ đây, tao chính là Trương Thiếu Huỳnh, chủ tịch công ty giải trí Hoa Phong. Lần này bọn tao tới Hoa Lư là để quay tiết mục Real Show ở quân khu Hoa Lư. Đám Tử Xuyên lại tìm được người tâm phúc, lập tức thêm mắm thêm muối kể lại cho Trương Thiếu Huỳnh. Nhất là Tử Xuyên liên tục khóc lóc, lại thêm trên mặt còn giấu bàn tay của Diệp Quân Lâm. Thấy thế, Trương Thiếu Huỳnh nổi giận, gầm lên, mày là ai? Dám đánh người của tao hả? Có tên lính đuôi mù dám đắc tội người của mình sao?
anh là kẻ nào? Diệp Quân Lâm hỏi. Mày nghe cho kỹ đây, tao chính là Trương Thiếu Huỳnh, chủ tịch công ty giải trí Hoa Phong. Lần này bọn tao tới Hoa Lư là để quay tiết mục Real Show ở quân khu Hoa Lư. Trương Thiếu Huỳnh lạnh giọng nói. Ai cho anh quyền quay tiết mục ở quân khu? Không biết quân doanh là nơi thần thánh không thể xâm phạm sao? Nhìn xem đám rác rưởi các người làm xáo trộn cả quân doanh. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Trương Thiếu Huỳnh cười khẩy, còn ai cho quyền nữa? Với mạng lưới quan hệ của ao thì được quân doanh cho phép quay phim chỉ là chuyện nhỏ. Với lại tao quay phim trong quân doanh là để tuyên truyền cho quân đội, đây là tiết mục có ích. Mày là ai mà dám lắm mồm? Thứ nhất, quân doanh là nơi thần thánh không thể xâm phạm, không phải người của quân đội thì không được phép tiến vào. Thứ hai, quân nhân Việt Nam còn cần các người tuyên truyền sao? Anh ra ngoài hỏi thử xem quốc gia nào không sợ quân nhân Việt Nam. Thứ ba, các anh dám livestream trong quân doanh, quay phim lung tung, xúc phạm nội quy quân doanh. Nhất là người của anh còn đòi quay kết cấu trong xe tăng, đây là tội lớn tiết lộ bí mật quân sự. Thứ tư, người của anh tùy ý sỉ nhục quân nhân. Chỉ bằng bốn điều này, đủ để anh phải sống cả đời trong ngục giam. Diệp Quân Lâm nói rõ tội lỗi của họ. Hay lắm! Quân doanh không phải là nơi các người có thể dương oai. Đám binh lính nghe sôi máu, vỗ tay khen ngợi liên tục. Đám minh tinh hot face này cực kỳ quá đáng, họ đã sớm nghẹn cục tức trong lòng, chẳng qua không ai ra mặt mà thôi. Khí thế mạnh mẽ của Diệp Quân Lâm hoàn toàn chấn nhiếp đám người này, khiến họ hoảng sợ không dám nói một lời. Nhưng Trương Thiếu Huỳnh lại nổi giận, mày là thằng nào mà dám to mồm ở đây? Anh không cần biết thân phận của tôi. Tôi hỏi anh, ai đã phê duyệt cho anh vào quân doanh quay phim? Diệp Quân Lâm rất tò mò. Mày nghe cho kỹ đây, là Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Tuyên truyền đã phê duyệt cho tao. Anh ấy chính là bạn thân của tao. Trương Thiếu Huỳnh đắc ý nói. Vậy thì mau kêu anh ta ra đây gặp tôi. Trong vòng 10 phút mà không thấy thì anh ta không cần phải tới nữa. Diệp Quân Lâm lạnh giọng nói. Kẻ nào mà to mồm thế hả? Còn đòi tôi chạy tới gặp cơ đấy. Thật to gan. Kèm theo giọng nói này là Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Tuyên truyền Đoàn Đông Lượng tới nơi. Trương Thiếu Huỳnh lập tức thêm mắm thêm muối nói cho Đoàn Đông Lượng. Làm càn, cậu dám đánh người hả? Nói cho tôi nghe xem cậu thuộc đơn vị nào. Đoàn Đông Lượng nổi dân. Anh không có tư cách hỏi tôi câu này. Diệp Quân Lâm lạnh giọng nói. Bộ trưởng Đoàn đã thấy chưa? Thái độ của thằng này ác liệt ghê chưa? Lúc nãy anh chưa tới, thái độ của hắn ta còn ghê hơn. Trực tiếp ra tay đánh người Trương Thiếu Huỳnh ở bên cạnh xúi dục. Đoàn Đông Lượng đen mặt, được lắm, tôi không quan hai tâm cậu thuộc đơn vị nào, cậu đã đánh người thì phải nói xin lỗi, họ phải quy xuông nói xin lỗi thì chúng tôi mới chấp nhận. Đám Tử Xuyên kêu lên, Diệp Quân Lâm nở nụ cười, tôi vẫn nói câu đó, các người ai cũng tú không thể thừa nhận nổi câu xin lỗi của tôi, oắt con, cậu thật ngông cuồng. Cậu bảo chúng tôi không thừa nhận nổi lời xin lỗi của cậu ư? Để là tôi xem thử tôi có thừa nhận nổi không. Đoàn Đông Lượng cả giận nói. Anh chắc không. Diệp Quân Lâm híp mắt, lạnh lùng nói. Không hiểu sao bị Diệp Quân Lâm nhìn kiểu này, anh ta lại không nhịn được run lên. Thằng oát này có khí thế quá mạnh. Tôi chắc chắn, nói xin lỗi ngay. Đoàn Đông Lượng cả giận. Tôi hỏi anh trước, chính anh đã phê duyệt công ty Hoa Phong vào quân doanh quay tiết mục đúng không? Diệp Quân Lâm đột nhiên hỏi. Đúng. Chính là tôi phê duyệt. Đoàn Đông Lượng đáp, mục đích của anh là gì? Diệp Quân Lâm hỏi, để tuyên truyền quân đội, cho công chúng thấy tình huống chân thật của quân doanh. Tôi cho rằng rất có ý nghĩa, Đoàn Đông Lượng bình tĩnh nói. Diệp Quân Lâm cười lạnh, tôi biết các anh muốn quay tiết mục game show, còn phải bắt binh lính cùng diễn trò, giỏi lắm. Các anh đã làm quấy nhiễu trật tự một của quân doanh một cách nghiêm trọng hừ, cái này gọi là đi sâu vào quân doanh, tìm hiểu cuộc sống của chiến sĩ. Cực kỳ chân thật, là rất chân thật, ngay cả các loại vũ khí như xe tăng thiết giáp mà cũng cho quay phim luôn hả? Tiết lộ bí mật quân sự cũng được, Diệp Quân Lâm đột nhiên hỏi. Hả, Đoàn Đông Lượng sửng sốt, sau đó nói, đương nhiên là không được. Nhưng tôi tin nghệ sĩ của công ty Hoa Phong có thể tự giác biết điều đó. Vừa dứt lời, Đoàn Đông Lượng chợt cảm thấy bầu không khí trở nên quái dị. Nhất là đám Trương Thiếu Huỳnh cúi đầu, không nói một lời. Đám hot phây Tử Xuyên đầy xấu hổ. Chẳng lẽ mấy người thật sự? Quay lại, Đoàn Đông Lượng kinh ngạc hỏi. Bộ trưởng Đoàn, họ chỉ tò mò thôi. Ngay cả tôi cũng tò mò,
huống chỉ là mấy người trẻ tuổi này. Trương Thiếu Huỳnh không hổ là người từng trải, lập tức gỡ gạc. Đoàn Đông Lượng hài lòng gật đầu, ừ. Cậu nghe chưa, mọi người chỉ tò mò thôi, có làm gì đâu. Ha ha, thế à? Vậy thì anh nhìn xem video dòng máy quay của họ đi. Diệp Quân Lâm lạnh giọng nói. Trong lúc nhất thời, đám Tử Xuyên đều hoảng sợ. Lúc nãy họ đã quay rất nhiều video, chụp rất nhiều ảnh, gần như nửa quân khu đều vào ống kính. Họ biết chắc chắn đều là bí mật quân sự, nếu truy cứu tới cùng thì tình hình sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng với khán giả thì thứ càng cầm ghi lại càng kích thích, càng có đề tài, cho nên mới muốn quay chụp lại những cảnh vật này. Cậu kiên quyết chống lại tôi đúng không? Lập tức nói xin lỗi, nếu không tôi sẽ ném cậu ra ngoài. Đoàn Đông Lượng nói, nghe thấy Đoàn Đông Lượng đe dọa, Diệp Quân Lâm nở nụ cười, muốn tôi xin lỗi cũng được, nhưng tất cả các người đều phải quỳ xuống. Đoàn Đông Lượng nhíu mày, rốt cuộc cậu là ai mà dám kiêu ngạo như thế? Anh hỏi tôi là ai hả? Có lẽ anh phải hỏi Hướng Văn Dũng. Diệp Quân Lâm cười nói. Cái gì, Hướng Văn Dũng, tên của Tổng Chỉ huy Dũng mà tên lính quèn như cậu cũng dám nói thẳng hả? Đoàn Đông Lượng hoàn toàn nổi giận. Ha ha ha, sao nào? Tôi không thể gọi thẳng tên Hướng Văn Dũng ư? Đặt tên chẳng phải để cho người ta gọi hay sao? Diệp Quân Lâm hỏi ngược lại. Cậu to gan lắm. Đoàn Đông Lượng tức giận đến mức cả người run lên. Ở quân khu Hoa Lư này mà lại có kẻ dám gọi thẳng tên của Hướng Văn Dũng. Chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Bộ trưởng Đoàn, có cậu ta thì tôi nghĩ chúng tôi không thể quay tiết mục được nữa đâu. Nếu thật sự không được thì chúng tôi sẽ rời đi. Bộ trưởng Đoàn, tôi cảm thấy đã làm khó cho anh rồi, anh ở quân doanh mà cũng không có quyền lên tiếng. Trương Thiếu Huỳnh nói, anh ta đang cố ý làm gay gắt mâu thuẫn. Nghe vậy, Đoàn Đông Lượng lập tức phản bối, không được đi. Có tôi ở đây, để tôi xem ai dám cản trở tiết mục này. Trương Thiếu Huỳnh lộ vẻ khó xử, bộ trưởng Đoàn, thế này thì làm khó cho anh quá, anh xem cục diện bây giờ đi. Trương Thiếu Huỳnh càng nói vậy, Đoàn Đông Lượng càng phân nộ. Lập tức hét lên, sao? Lời nói của tôi không có quyền lực gì hết hả? Đám binh lính chung quanh đều hiểu được, dù gì anh ta cũng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Tuyên truyền. Nhưng Diệp Quân Lâm thản nhiên cười nói, không có quyền lực với tôi. Anh còn chưa đủ tư cách. Diệp Quân Lâm vừa dứt lời, Đoàn Đông Lượng lập tức nổi trận lôi đình, quát lên, cậu là người của quân khu hả? Sao chỉ mặc thường phục, chẳng lẽ là người trong đoàn đội của cậu Huỳnh? Bộ trưởng Đoàn. Không phải là đoàn đội chúng tôi không quen cậu a. Trương Thiếu Huỳnh đáp. Vậy thì không phải là người của quân khu. Người đâu, đuổi tên này ra ngoài cho tôi. Đoàn Đông Lượng cả giận nói. Thế là mấy người cùng ngành với anh ta lập tức tiến lên, muốn khống chế Diệp Quân Lâm. Băng! Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên. Toàn trường đều ngây ngẩn cả người, mọi người run rẩy nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm nơi phát ra tiếng súng. Đậu xanh rau má, kẻ nào dám động vào anh ấy? Đúng là làm phản. Một tiếng quát lớn vang lên, Lâm Chí Viễn, lữ đoàn trưởng của lữ đoàn đặc chiến dẫn một đám người chạy tới. Lâm Chí Viễn vừa chạy vừa nói, mau ở đi báo cáo với Tổng Chỉ huy Dũng và Đại tá Tô Hoàng Long. Lâm Chí Viễn chạy đến bên cạnh Diệp Quân Lâm. Lữ đoàn trưởng Lâm, cơn gió nào thổi anh đến đây vậy? Thấy Lâm Chí Viễn, Đoàn Đông Lượng cười nói. Mặc dù anh ta là bộ trưởng, nhưng chỉ là quan văn thôi, hoàn toàn không có quyền phát ngôn. Luyện tập tiết mục văn nghệ thì có lẽ anh ta còn có quyền, nhưng trong quân doanh, năm đâm mới có quyền phát ngôn. Anh đang làm gì vậy hả? Lâm Chí Viễn cả giận, lữ đoàn trưởng Lâm, tên này không phải là người của quân khu mà chạy vào từ bên ngoài, muốn quấy rốt tiết mục game show của công ty Hoa Phong, bị tôi ngăn cản. Đoàn Đông Lượng nói, nghe vậy, Lâm Chí Viễn càng nổi giận. Từ khi nào mà quân doanh lại trở thành sàn diễn của đám đào kép này? Lữ đoàn trưởng Lâm, chúng ta không thảo luận vấn đề này, tôi đang nói về tên này cơ mà. Đoàn Đông Lượng vội đánh trống lảng. Một mình anh ta cho phép công ty Hoa Phong vào quân doanh quay tiết mục, rất nhiều người đều không biết, kể cả đám Hướng Văn Dũng. Anh ta muốn chờ đến khi đám Hướng Văn Dũng phản ứng lại thì tiết mục game show cũng đã quay xong rồi. Mà lúc trước, Trương Thiếu Huỳnh nghe một cuộc điện thoại. Anh ta lại càng không sợ, bởi vì anh ta mới nói chuyện với gia chủ nhà họ Chí ở Hoa Hải. Nhà họ Chí là một trong những cổ đông của công ty Hoa Phong, lần này công ty Hoa Phong đến quân khu Hoa Lư quay tiết mục. Chí Đông Phương cũng biết,
còn nói với Trương Thiếu Huỳnh là tổng chỉ huy dũng của quân khu Hoa Lư rất nể mặt nhà họ Chí, con trai Chí Hồng Doãn của ông ta là hỗ tướng của Lữ Đoàn Viêm Hoàng, phụ tá đắc lực của chiến thần Côn Luân, kêu anh ta cứ yên tâm, ở quân khu Hoa Lư muốn làm gì cũng được. Sau khi cúp máy, Trương Thiếu Huỳnh mừng ra mặt, thậm chí không để mắt tới bất cứ ai. Nghe nói Lâm Chí Viễn là lữ đoàn trưởng của lữ đoàn đặc chiến, anh ta còn hơi lo lắng, nhưng bây giờ đã hoàn toàn yên tâm. Có quan hệ của nhà họ Chí thì anh ta còn cần sợ gì nữa? Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi, ai cho phép đám người này vào quân doanh? Lâm Chí Viễn lớn tiếng hỏi. Đoàn Đông Lượng rất xấu hổ, đầu tiên là bị Diệp Quân Lâm chất vấn, bây giờ lại Lâm Chí Viễn chất vấn, khiến anh ta không còn mặt mũi nào. Nhất là khi thấy ánh mắt thất vọng của Trương Thiêu Huynh, Đoàn Đông Lượng càng nổi giận, Lâm Chí Viễn, anh không có quyền hỏi tôi câu này. Tôi đang xử lý tên này, anh mau tránh ra. Đoàn Đông Lượng cũng không quan tâm Lâm Chí Viễn, trực tiếp kêu người đuổi Diệp Quân Lâm ra ngoài. Anh biết thân phận của anh ấy không? Lâm Chí Viễn cười lạnh hỏi, tôi không quan tâm cậu ta có thân phận gì. Người đâu, bắt tên này lại cho tôi. Đoàn Đông Lượng nổi điên muốn chứng minh bản thân. Ầm ầm ầm, rầm. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất rung chuyển đột ngột. Hàng ngàn quân đang đến. Mọi người hốt hoảng nhìn xung quanh, chỉ thấy tiếng bước chân truyền tới. Những người binh sĩ ở đây vừa nhìn thấy đã thay đổi sắc mặt. Bởi vì đơn vị này là quân đoàn Thiên Long của Lữ đoàn Viêm Hoàng. Để tôi xem ai dám động đến tướng quân của tôi. Tô Hoàng Long gầm lên và đi đến. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, toàn bộ quân đoàn Thiên Long đồng loạt đến, vây quanh nơi này. Cảnh tượng đó cực kỳ đáng sợ. Tử Xuyên đứng đó nhìn mà cảm thấy hoàn toàn kinh hãi. Trước giờ đã từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này đâu chứ. Sau khi Trương Thiếu Huỳnh và Đoàn Đông Lượng nhìn nhau, sắc mặt của họ thay đổi rõ rệt. Những người này hình như đến vì Diệp Quân Lâm. Bỗng thấy Tô Hoàng Long lần lượt đưa những binh sĩ của Lữ đoàn Viêm Hoàng đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Bao vây chặt chẽ Diệp Quân Lâm từ trong ra ngoài. Nhìn chằm chằm vào mấy người Trương Thiếu Huỳnh. Là ai nói muốn động vào tướng quân nhà chúng ta? Đôi mắt lạnh lùng của Tô Hoàng Long lướt qua khuôn mặt của Trương Thiếu Huỳnh và Đoàn Đông Lượng. Chuyện này, đây là hiểu lầm đúng không? Làm gì có tướng quân nào ở đây? Đoàn Đông Lượng không nhịn được mà nói. Không phải hiểu lầm, là anh muốn ra tay đúng không? Tô Hoàng Long nói. Đoàn Đông Lượng bỗng cảm thấy khủng hoảng. Run rẩy, ánh mắt nhìn Diệp Quân Lâm thay đổi. Anh ta thật sự có thân phận gì sao? Đúng như những gì anh ta nói, lời xin lỗi của anh ta thật sự không ai có thể nhận. Bạn thậm chí có thể gọi trực tiếp tên của Hướng Văn Dũng. Rốt cuộc anh ta có thân phận gì? Đầu tiên là Lâm Chí Viễn, chỉ huy của Lữ đoàn đặc chủng. Sau đó, ngay cả Lữ đoàn Viêm Hoàng cũng đích thân đến để bảo vệ anh ta. Rốt cuộc là sao chứ? Đoàn Đông Lượng biết vị trí của Lữ đoàn Viêm Hoàng trong quân khu, và ngay cả Hướng Văn Dũng cũng không có quyền điều động. Nhưng họ lại tự phát đến để bảo vệ một thanh niên. Điều này thật sự rất khiến người khác ngạc nhiên. Nghĩ đến đây, Đoàn Đông Lượng đã toát mồ hôi hột, toàn thân run rẩy. Rất có khả năng là anh ta đã vướng vào chuyện lớn rồi. Lúc này, Trương Thiếu Huỳnh nhìn lá cờ tung bay kia, hỏi, mọi người là người của Lữ đoàn Viêm Hoàng sao? Ừ, đúng vậy. Tô Hoàng Long gật đầu, có chuyện gì vậy? Vậy có lẽ anh biết Chí Hồng Doãn? Vẻ mặt Trương Thiếu Huỳnh tràn đầy tự mãn. Hả? Nghe đến cái tên này, Tô Hoàng Long rất ngạc nhiên. Hai ngày trước gia chủ của nhà họ Chí đã hỏi anh ta. Tôi biết. Tô Hoàng Long thành thật trả lời. Nhưng Trương Thiếu Huỳnh hiểu rằng Chí Hồng Doãn thực sự là một tướng quân trong Lữ đoàn Viêm Hoàng. Chuyện này ai cũng biết. Mối quan hệ này của nhà họ Chí thực sự rất bền chạy. Bây giờ Trương Thiếu Huỳnh đã tin rằng Hướng Văn Dũng đã thật sự nể mặt nhà họ Chí. Biết thì tốt, Chí Hồng Doãn là cánh tay phải của Đại tướng quân Tản Viên, và là niềm tự hào của nhà họ Chí. Trương Thiếu Huỳnh mỉm cười. Diệp Quân Lâm cắt ngang, chờ đã, cánh tay phải của tướng quân Tản Viên. Vậy thì tại sao tôi lại không biết anh ta? Hả, anh là ai? Anh có tư cách gì mà biết Chí Hồng Doãn? Thật nực cười. Trương Thiếu Huỳnh nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ khinh thường. Chí Hồng Doãn là cánh tay phải của tướng quân Tản Viên. Anh ta là tướng quân Tản Viên trong miệng anh Tô Hoàng Long nói. Cái gì Trương Thiếu Huỳnh và Đoàn Đông Lượng hiển nhiên là sửng sốt,
sắc mặt tái xanh. Chuyện này làm sao có thể? Anh ta làm sao có thể là tướng quân Tản Viên? Tôi không tin. Trương Thiếu Huỳnh đương nhiên không muốn tin sự thật này. L anh ấy là tướng quân Tản Viên. Tướng quân Tản Viên Lâm Chí Viễn chào kiểu quân đội. Bùm! Cảnh này như một viên đạn xuyên thấu tâm can của Trương Thiếu Huỳnh và Trương Thiếu Huỳnh. Cả hai hoàn toàn chết lặng. Nếu một người nói rằng nó không được tính, còn hai người thì sao? Chào tướng quân Tản Viên Đị, đúng lúc này, một đoàn người xông tới. Đứng đầu là Tổng Chỉ huy quân khu Kim Lăng, Hướng Văn Dũng, ông ta chào Diệp Quân Lâm. Một số phó chỉ huy và các sĩ quan khác phía sau ông ta cũng chào Diệp Quân Lâm. Cái này. Trương Thiếu Huỳnh và đoàn Đông Lượng hít một hơi, máu chảy ngược, thân thể run lên, tóc dựng lên, da đầu tê dại. Hai người là không đủ, còn ba người thì sao? Bốn người, năm người, hơn chục người đều nói anh ta là tướng quân Tản Viên. Vậy thì anh ta thực sự là đại tướng quân Tản Viên. Tướng quân Tản Viên sao? Làm sao có thể là tướng quân Tản Viên? Quá trẻ rồi đấy, lại còn khiêm tốn như thế. Họ lại thực sự chọc phải tướng quân Tản Viên sao? Đây là loại may mắn gì chứ? Chọc phải ai không chọc lại chọc phải tướng quân Tản Viên? Không chỉ có hai người này. Đám người Tử Xuyên quỳ rạp trên mặt đất, đổ mồ hôi lạnh. Mắt họ gần như lồi ra ngoài. Tướng quân Tản Viên. Binh sĩ phế vật trong miệng họ hóa ra là tướng quân Tản Viên. Trời ơi! Người quản lý của Tử Xuyên huyết áp tăng cao, suýt nữa ngất xỉu vì sợ hãi. Diệp Quân Lâm nhìn Hướng Văn Dũng và hỏi, Hướng Văn Dũng, có chuyện gì vậy? Sao doanh trại lại lộn xộn như vậy, lại có một đám người đứng tạo dáng diễn kịch ở đây? Trái tim của đoàn Đông Lượng bay ra khỏi cổ họng, anh ta thực sự dám gọi thẳng tên của Hướng Văn Dũng. Tướng quân Tản Viên, là thuộc hạ sơ suất, tôi cũng không biết chuyện này. Hướng Văn Dũng lập tức nhìn đoàn Đông Lượng, đoàn Đông Lượng, là anh làm chuyện tốt này sao? Không, không phải, tôi. Đoàn Đông Lượng lắp bắp, không biết phải nói gì. Được rồi, anh kết thúc rồi. Hơn nữa, tất cả nhân viên của công ty giải trí Hoa Phong cút đi cho tôi. Doanh trại quân đội không phải là nơi các người đến làm loạn. Hướng Văn Dũng giống lên. Trương Thiếu Huỳnh kinh hãi. Bây giờ các mối quan hệ của anh ta không đủ để dùng nữa. Nhà họ Chí cũng không ổn. Tướng quân Tản Viên thật sự đang ở đây, nhà họ Chí thì là cái đỉnh gì? Ánh mắt Diệp Quân Lâm đột nhiên rơi vào trên người mấy người Tử Xuyên, các người có cần tôi xin lỗi nữa không? Lời nói của Diệp Quân Lâm giống như sấm sét giữa trời quang. Mấy người Tử Xuyên như thể bị sét đánh. Ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh ta vẫn nhớ việc này sao? Trước đó Tử Xuyên nhất quyết yêu cầu Diệp Quân Lâm xin lỗi. Diệp Quân Lâm nói rằng không ai có thể nhận nổi lời xin lỗi của anh. Dù anh có xin lỗi thì mọi người cũng phải quỳ xuống nghe theo. Khi đó, mọi người nghe thấy thế đầu chế nhạo. Cho đến bây giờ, mọi người mới hiểu được. Không ai có thể nhận nổi lời xin lỗi của An Hy, anh ta là đại tướng quân Trấn Quốc đấy. Ai dám bắt anh ta xin lỗi chứ? Vấn đề là anh ta căn bản không sai. Anh ta đứng về phía công lý. Tử Xuyên là người nổi tiếng, đúng không? Cô có quyền lớn như vậy sao? Còn dám gọi tôi là binh sĩ quèn? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Bùm! Đầu óc Trương Thiếu Huỳnh như muốn nổ tung. Chuyện này! Ai đó dám nói những điều như vậy sao? Gọi tướng quân Tản Viên là binh sĩ quèn. Đúng là chán sống rồi đúng không? Tôi làm người luôn công bằng trong mọi việc. Tôi sẽ không đổ oan cho người tốt, và tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ xấu nào. Hành động xấu xa của các người đã được ghi lại trong camera và các thiết bị khác. Tô Hoàng Long qua đây. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Ngay sau đó Tô Hoàng Long đã thu giữ thiết bị của họ. Sau khi mở ra, người ta thấy rằng tất cả các bức ảnh đều chụp tại doanh trại, bao gồm những bí mật như xe tăng và áo giáp. Nếu những thứ này bị dò dỉ ra ngoài, những người này bị bắn 10 lần vẫn chưa đủ. Nhìn thấy những bằng chứng này, Diệp Quân Lâm chế nhạo. Còn phải nói gì nữa? Có muốn tôi xin lỗi không? Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi. Một số lượng lớn những người nổi tiếng trên mạng như Tử Xuyên đã bắt đầu quỳ lạy và khóc. Ngay cả Trương Thiếu Huỳnh cũng bật khóc. Cô xin lỗi đi, phải mở live stream mà xin lỗi. Diệp Quân Lâm chỉ vào Tử Xuyên.
Tử Xuyên mở buổi livestream và xin lỗi từng người mà cô ta đã mắng là binh sĩ quèn. Khi Tử Xuyên muốn xin lỗi Diệp Quân Lâm, Tô Hoàng Long đã ngăn cô ta lại, cút đi, cô không xứng để xin lỗi tướng quân. Hình phạt của cô như sau, công ty giải trí Hoa Phong sẽ đóng cửa trong 3 tháng. Phải tổ chức giáo dục đạo đức và lề thói cho toàn bộ nhân viên, chỉ khi đủ tiêu chuẩn mới có thể tiếp tục. Còn tất cả những người này phải nhận giáo dục đi. Ngoài ra, xin lỗi Lý Từ Nhiệm của tập đoàn Thiên Lạc. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Không ai dám không làm theo. Tuy nhiên, công ty giải trí Hoa Phong ước tính rằng họ sẽ phá hủy 1/3 nền tảng nếu bị đóng cửa trong vòng 3 tháng. Nhưng Trương Thiếu Huỳnh dám không đồng ý. Cuối cùng, những đội làm màu của những người nổi tiếng này bị đuổi hết đi. Sau khi các cổ đông của công ty giải trí Hoa Phong biết được điều này, họ đã gọi điện để chất vấn. Kể cả nhà họ Chí. Chí Đông Phương đích thân gọi điện thoại đến hỏi, Trương Thiếu Huỳnh, anh có chuyện gì vậy? Một show lớn được đầu tư lớn như vậy mà lại hủy bỏ không quay nữa. Anh có bù lỗ nổi không? Hóa ra nhà họ Chí cũng trả cổ tức trong show này. Ông Chí, là ông không biết, chúng tôi đã bị đuổi ra khỏi doanh trại. Trương Thiếu Huỳnh bất lực nói. Vậy anh không nhắc tên tôi đúng không? Tôi nhắc tới rồi, tôi không chỉ nhắc đến tên ông, mà ngay cả tên anh Chí Hồng Doãn cũng nhắc tới. Nói xong tôi vẫn bị đuổi ra ngoài. Ai ra? Trương Thiếu Huỳnh thực sự lo lắng. Lần này hoàn toàn xong rồi, đã xúc phạm đến tướng quân Tản Viên. Tương lai phải làm sao chứ? Cái gì, nhắc tới Chí Hồng Doãn và tôi cũng vẫn không xử lý được sao? Có nhầm lẫn gì không? Hướng Văn Dũng không nể mặt tôi và nhà họ Chí nữa sao? Ông ta còn muốn sống nữa hay không? Chí Đông Phương dường như rất tức giận nói. Ông Chí, là ông không hiểu rõ chuyện. Hôm nay có tướng quân Tản Viên ở đó. Đó là đại tướng quân trấn quốc của Việt Nam chúng ta. Không thể chọc giận được. Trương Thiếu Huỳnh tức giận nói. Cái gì, tướng quân Tản Viên, vậy đúng thật sự là hết cách. Nhưng mà nhà họ Chí của tôi cũng có mối quan hệ với tướng quân Tản Viên. Chẳng phải anh đã nhắc đến Chí Hồng Doãn trước mặt tướng quân Tản Viên sao? Đó là cánh tay phải của anh ta. Chỉ cần nói một chút, đáng lẽ anh ta phải nể mặt một chút mà không làm khó anh mới đúng chứ? Chí Đông Phương khó hiểu hỏi. Đừng nhắc tới nữa, tướng quân Tản Viên nói hoàn toàn không biết người này. Tôi suýt nữa bị bắn, ông Chí, ông quá không đáng tin rồi. Nghe những gì Trương Thiếu Huỳnh nói, Chí Đông Phương rất ngạc nhiên. Điều này không thể nào. Làm sao có thể không biết Chí Hồng Doãn? Thật là đáng giận. Chắc chắn là rất đáng giận. Có lẽ lời nói đã khiến cho tướng quân Tản Viên bị xúc phạm, ai thuyết phục anh ta cũng vô ích. Có lẽ là anh đã khiêu khích tướng quân Tản Viên đúng không? Anh đúng là đồ rác rưởi, suýt chút nữa đã hại nhà họ Chí chúng tôi. Chí Đông Phương nhanh chóng cúp máy. Ông ta không muốn nói chuyện với Trương Thiếu Huỳnh nữa, vì ông ta sợ làm liên lụy đến nhà họ Chí. Khi Diệp Quân Lâm trở lại công ty, Lý Tử Nhiệm rất ngạc nhiên, anh đã đi đâu vậy? Anh đã dọn dẹp công ty giải trí Hoa Phong rồi. Diệp Quân Lâm tiến lại gần. Anh cứ chém gió đi, em không tin. Lý Tử Nhiệm không để tâm đến vấn đề này. Nhưng ngay sau đó, thư ký và Trịnh Thiết Hàm chạy vào. Chủ tịch đoàn, có chuyện lớn rồi, Trương Thiếu Huỳnh mang theo một đoàn người đến công ty. Nhìn bộ dạng cũng không thân thiện cho lắm, cô thư ký lo lắng. Các lãnh đạo công ty khác cũng rất lo lắng. Xét cho cùng, công ty giải trí Hoa Phong là một gã khổng lồ trong ngành. Nếu bị công ty này nhằm tới thì không tốt chút nào. Rõ ràng là Trương Thiếu Huỳnh mang người tới trả thù. Đưa tôi đi xem L. Lý Tử Nhiệm mặt lạnh lùng. Cô không sợ Trương Thiếu Huỳnh. Rất nhanh đã đến sảnh lớn của công ty. Ngay cả Võ Sâm cũng gọi đến, cố gắng bảo vệ Lý Tử Nhiệm. Đối diện Trương Thiếu Huỳnh mang theo mấy chục người hung hăng tiến vào đại sảnh. Tôi nói cho các người biết, các người đừng làm loạn ở đây, cũng đừng trách tôi bất lịch sự nếu các người dám ở đây làm loạn. Võ Sâm dẫn đầu các nhân viên bảo vệ đi trước, nhìn chằm chằm vào đám người Trương Thiếu Huỳnh. Lý Tử Nhiệm lạnh lùng nhìn Trương Thiếu Huỳnh, muốn xem bọn họ giở trò gì. Bịch! Nhưng điều họ không ngờ là mấy người Trương Thiếu Huỳnh lại quỳ xuống đất. Hàng chục người trong đại sảnh đồng loạt quỳ xuống trước Lý Tử Nhiệm. Đây là ông chủ lớn của công ty giải trí Hoa Phong và 18 nghệ sĩ hàng đâu đấy. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?
Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người mất không thể hiểu nổi. Tại sao họ lại quỳ xuống? Mấy người Lý Tử Nhiệm cũng không hiểu gì hết. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng phải họ tới để trả thù sao? Lý Tử Nhiệm, thư ký nhỏ và Võ Sâm nhìn nhau. Họ cùng lúc nghĩ về một người, Diệp Quân Lâm. Chuyện này thực sự liên quan đến anh. Lúc này, Trương Thiếu Huỳnh quỳ trên mặt đất, mạnh mẽ dập đầu, Chủ tịch Đoàn, thật có lỗi với cô. Chúng tôi không nên giở trò trước mặt cô, huống chỉ là uy hiếp thâu tóm công ty của cô. Bùm bùm. Trương Thiếu Huỳnh đập mạnh vào đầu đến mức chảy máu. Đây là người mà Diệp Quân Lâm đặc biệt chỉ đích danh để xin lỗi, sao có thể đám lơ là dù chỉ là một chút. Không chỉ anh ta, tất cả những người nổi tiếng cũng xin lỗi. Lúc này họ không nên làm ra vẻ. Tử Xuyên cũng đặc biệt gửi lời xin lỗi đến Võ Sâm và xin lỗi vì một loạt những lời cô ta đã nói. Mọi người sững sờ nhìn Lý Tử Nhiệm. Họ thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Những người như Trương Thiếu Huỳnh đến xin lỗi mà không hiểu gì cả. Chủ tịch Đoàn, công ty giải trí Hoa Phong sẽ tạm ngừng kinh doanh trong 3 tháng. Tuy nhiên, cô có thể sử dụng miễn phí các kênh tài nguyên và mạng của công ty giải trí Hoa Phong. Trương Thiếu Huỳnh thậm chí còn muốn dùng mọi nguồn lực để giúp đỡ Lý Tử Nhiệm phát triển dự án giải trí kéo dài 3 tháng. Chủ tịch Đoàn, cô hãy nhận lấy. Trương Thiếu Huỳnh quỳ sụp xuống mặt đất. Được rồi, tôi có thể chấp nhận nó. Nhưng anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Lý Tử Nhiệm nghi ngờ nói. Đây cũng là sự nghi ngờ của tất cả mọi người. Những gì đã xảy ra với mấy người Trương Thiếu Huỳnh quả thật quá ngạc nhiên. Chủ tịch Đoàn, chúng tôi đã vi phạm một số quy định và đã bị dạy cho một bài học nhớ đời. Chúng tôi đã nhận ra sai lầm của mình và đến xin lỗi cô. Ngôn tình sắc, Trương Thiếu Huỳnh bất lực nói. Chủ tịch Đoàn, chúng tôi xin về trước. Về phần tài nguyên giải trí Hoa Phong, tôi sẽ cử người đến ngay lập tức. Sau đó, Trương Thiếu Huỳnh cùng những người khác rời đi. Họ phải tiến hành giáo dục tố chất nghề nghiệp đối với mỗi nghệ sĩ sau khi Trương Thiếu Huỳnh rời đi, tin tức của thư ký Giỏ La cũng được gửi đến. Chủ tịch Đoàn, ước chừng bọn họ phạm vào doanh trại gì đó, cuối cùng bị đuổi ra ngoài. Cô thư ký nhỏ nói. Nhưng đây là điều tốt cho chúng ta. Trong 3 tháng... chúng ta có thể tùy ý sử dụng tất cả tài nguyên của công ty giải trí Hoa Phong. Lý Tử Nhiệm gật đầu tán thành. Có đồ tốt thì không việc gì mà không dùng, vừa hay là phim mới của Trịnh Thiết Hàm sắp ra mắt, chúng ta sử dụng tài nguyên của công ty giải trí Hoa Phong thôi. Lý Tử Nhiệm mỉm cười. Đúng lúc này, Diệp Quân Lâm mở cửa bước vào. Sao rồi, những người đó đến xin lỗi đúng không? Ngay khi Diệp Quân Lâm nói câu này, bầu không khí như ngưng trệ. Mọi người đều nhìn anh. Suy nghĩ của 3 người Lý Tử Nhiệm cũng vậy. Có thật là Diệp Quân Lâm đã làm điều này không? Xét theo thời gian thì cũng hợp lý. Trước đây, Diệp Quân Lâm đã nói rằng anh sẽ giải quyết chuyện này. Sau khi anh trở lại, Trương Thiếu Huỳnh đã mang người đến xin lỗi. Đây chắc chắn là anh làm. Không sai vào đâu được. Nhưng rốt cuộc anh đã làm như thế nào? Công ty giải trí Hoa Phong là một trong 3 ông lớn trong ngành giải trí ở Việt Nam. Trương Thiếu Huỳnh có thể khuất phục trước anh sao? Lại còn đóng cửa 3 tháng. Chuyện này rốt cuộc làm thế nào mà làm được? Hàng loạt nghỉ vấn ám ảnh tâm trí 3 người Lý Tử Nhiệm. Tuy nhiên họ có nghĩ thế nào cũng không ra. Xin lỗi rồi thì rời đi, còn nói em có thể tùy ý sử dụng tài nguyên của công ty giải trí Hoa Phong. Lý Tử Nhiệm nói. Diệp Quân Lâm gật đầu nói, coi như anh ta thức thời. Lý Tử Nhiệm khá ngại khi hỏi Diệp Quân Lâm làm thế nào mà làm được việc đó. Cô nghĩ đến một khả năng. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, Lý Tử Nhiệm nói với cô thư ký, kiểm tra cho tôi cổ phần của công ty giải trí Hoa Phong. Cô thư ký nhỏ nhanh chóng phát hiện ra, ngoại trừ Trương Thiếu Huỳnh, nhà họ Trí ở Hoa Hải nắm giữ 20% cổ phần cao nhất. Quả nhiên là vậy. Lý Tử Nhiệm thở dài một tiếng. Trước đây cô đã đoán được việc Diệp Quân Lâm làm tất cả những chuyện này, có lẽ là do anh lợi dụng nhà họ Trí ở Hoa Hải. Giờ thì đã rõ. Cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Hoa Phong là nhà họ Trí. Chỉ một câu nói của nhà họ Trí mà Trương Thiếu Huỳnh đã làm tất cả những điều này. Vất vả cho chồng rồi. Lý Tử Nhiệm đã rất xúc động. Cô hiểu rằng Diệp Quân Lâm rất ghét nhà họ Trí, thậm chí không muốn nhận lại. Nhưng vì cô mà 2 lần nhờ nhà họ Trí giúp đỡ.
điều này tương đương với việc từ bỏ tôn nghiêm của mình. Phải biết, Diệp Quân Lâm là người coi trọng tôn nghiêm nhất. Chồng ơi, em rất cảm động. Nhưng làm sao Lý Tử Nhiệm biết rằng sự thật hoàn toàn không phải như vậy? Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Chí. Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, cô đã hiểu nhầm. Lý Tử Nhiệm im lặng giấu mọi chuyện trong lòng, không hỏi Diệp Quân Lâm. Sau đó, với sự hỗ trợ mọi nguồn lực của công ty giải trí Hoa Phong, bộ phim mới ra mắt của tập đoàn Thiên Lạc đã hoàn toàn bùng nổ và đạt một cột mốc mới. Với tư cách là nữ diễn viên chính, sự nổi tiếng của Trịnh Thiết Hàm đã tăng vọt, trở thành tác phẩm nổi tiếng hàng đầu ở Việt Nam. Đây là điều mà Trịnh Thiết Hàm không bao giờ ngờ tới. Nửa năm trước, cô ấy còn có chút lo lắng cho lương tháng 10 triệu của mình. Nửa năm sau, cô ấy đã trở thành một ngôi sao lớn mà Việt Nam biết đến. Tất cả điều này là do Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm làm. Trịnh Thiết Hàm cực kỳ biết ơn hai người. Không chỉ vậy, cô ấy còn bí mật làm từ thiện để giúp đỡ những người khó khăn. Thiết Hàm, nếu tất cả các nghệ sĩ ở Việt Nam giống như cô, xem tôi có tức giận không? Diệp Quân Lâm cười nói. Lý Tử Nhiệm cũng rất hài lòng với thành tích và nhân phẩm của Trịnh Thiết Hàm. Thiết Hàm, gần đây mức độ nổi tiếng của cô tăng vọt. Tôi sợ có rất nhiều người đang tìm kiếm cô. Tôi hy vọng cô có thể chống lại sự cám dỗ hoặc đừng rơi vào bẫy. Lý Tử Nhiệm thuyết phục. Chủ tịch đoàn, tôi biết. Trịnh Thiết Hàm bây giờ quá nổi tiếng. Các nhà quảng cáo liên tục tìm đến cô ấy. Thậm chí, nhiều công ty đến muốn ký hợp đồng với cô ấy với giá cao. Nữ diễn viên Trịnh Thiết Hàm rất nổi tiếng. Cậu chủ nhà họ Đinh, Đinh Minh Hoài cười hỏi. Tất nhiên là tôi có nghe. Người phụ nữ này đúng là xinh đẹp. Một số doanh nhân giàu có từ Hong Kong và Macau đã dùng hàng trăm tỷ để có được cô ấy, nhưng cô ấy không hề động lòng. Không sai, người phụ nữ này còn chưa từng yêu ai. Sau khi nổi tiếng, cô ta vẫn có thể giữ vững chính mình, cho dù như thế nào, cô ấy cũng không dao động. Mọi người bắt đầu bàn tán. Ngay cả Chí Duy và Chí Tiềm Long cũng rất quan tâm. Tôi thích người phụ nữ này. Bỗng một giọng nói vang lên. Những người đang bàn luận không ngớt lần lượt dừng lại và tất cả đều nhìn người nói một cách kính nể. Kiều Nguyên Thu, người thừa kế tương lai của nhà họ Kiều, một trong ba gia tộc đứng đầu ở Hoa Hải. Hắn ta mới thật sự là cậu chủ lớn của Hoa Hải. Chí Tiềm Long trước mặt chỉ là cái rắm. Nhà họ Kiều quá mạnh để có thể chống lại. Khoảng cách là quá lớn. Là cậu chủ nhà họ Kiều, Kiều Nguyên Thu là một thiên tài. Học mọi thứ ngay từ khi còn nhỏ, vừa giỏi văn vừa giỏi võ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là sếp của cô ấy, Lý Tử Nhiệm, còn tuyệt vời hơn. Hai người phụ nữ, tôi đều muốn. Mọi người hít một hơi. Cậu chủ Kiều không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải hai cô. Chí Tiềm Long cùng Chí Duy liếc mắt nhìn nhau, vô thức nói, chúng tôi biết Lý Tử Nhiệm này, đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Tuy rằng đã kết hôn, nhưng cô ấy vẫn là một trinh nữ. Ánh mắt Kiều Nguyên Thu khó hiểu rơi vào trên người hai người, làm sao anh biết rõ ràng như vậy? Chí Duy nói, bởi vì nhà họ Chí chúng tôi. Lúc này, Chí Tiềm Long ngắt lời hắn ta, nói, cậu chủ Kiều, khi chúng ta đi Kim Lăng, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy Lý Tử Nhiệm. Tôi thấy cô ấy đúng là rất xinh đẹp. Nói xong, Chí Tiềm Long hung hăng nhìn chằm chằm Chí Duy. Hắn ta đang trách Chí Duy vì suýt nói tới Diệp Quân Lâm. Nhà họ Chí hoàn toàn không công nhận danh tính và sự tồn tại của Diệp Quân Lâm. Để lộ danh tính của Diệp Quân Lâm là một điều xấu hổ đối với họ. Đặc biệt là trong các vòng kết nối như Đảng Thái Tử, tuyệt đối không thể để người khác biết tới Diệp Quân Lâm. Đây là nỗi ô nhục của họ. Đến lúc đó, những cậu chủ này sẽ thốt lên, ôi trời, nhà họ Chí anh cũng có đứa con hoang như vậy sao? Làm thế nào họ có thể ở lại trong Đảng Thái Tử được nữa? Kiều Nguyên Thu không nghỉ ngò điều đó, cười nói, còn tốt hơn nữa. Tôi đã quyết định chọn hai người phụ nữ này rồi. Cậu chủ Kiều, chúng ta đi Kim Lăng sao? Những người khác lần lượt nói. Được, vậy ngày mai chúng ta xuất phát. Kiều Nguyên Thu lấy một điếu thuốc khác. Lý Tử Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm đương nhiên không biết rằng nguy hiểm đang đến. Họ vẫn đang chuẩn bị cho một buổi họp mặt người hâm mộ. Vào ngày này, Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng đích thân đến công ty của Lý Tử Nhiệm. Họ đến gặp Lý Tử Nhiệm với lý do.
thực tế để kiểm tra tiến độ của dự án 8 tỷ USD. Cả hai tình cờ nhìn thấy Diệp Quân Lâm ở hành lang. Nhìn thấy anh vẫn sống ổn. Hai người khó chịu một lúc. Hiện nay, Trương Văn Đặng vẫn đang nằm trong bệnh viện. Diệp Quân Lâm vẫn không có chuyện gì. Làm sao họ có thể không tức giận? Thằng nhãi đừng tự đắc, nhà họ Trịnh sẽ không buông tha cho cậu đâu. Ngô Thị Lan thì thầm cảnh cáo vào tai Diệp Quân Lâm. Bà có thủ đoạn gì thì cứ việc tung ra đi. Diệp Quân Lâm chế nhạo. Chỉ một nhà họ Trịnh nho nhỏ, anh có thể để tâm sao? Nếu không phải vì Lý Tử Nhiệm. Chỉ cần một lời của anh, nhà họ Trịnh phải chết. Đến văn phòng của Lý Tử Nhiệm và kiểm tra tiến độ. Ngô Thị Lan và Lý Tử Nhiệm nói, cháu đã nghĩ kỹ rồi, muốn gả cho Diệp Quân Lâm sao? Lý Tử Nhiệm gật đầu, vâng, đúng vậy. Ông nội, bà nội, mặc kệ như thế nào, cháu vẫn sẽ gả cho anh ấy. Thái độ Lý Tử Nhiệm rất chắc chắn. Ngô Thị Lan mỉm cười và nói, Tử Nhiệm, cháu có thể kết hôn với cậu ta nhưng Diệp Quân Lâm phải thay đổi để thỏa mãn chúng ta, thì chúng ta mới không ngăn cản cậu ấy. Vừa rồi chúng ta đụng phải cậu ta, không làm gì cả, ăn uống no say. Loại tình huống này nhất định không được. Lý Tử Nhiệm hỏi thẳng, bà ơi, bà hãy nói rõ điều kiện đi. Điều kiện rất đơn giản. Còn một thời gian nữa mới kết hôn, Diệp Quân Lâm chỉ có thể dựa vào chính mình kiếm 3.000 tỷ trước khi kết hôn. Ngô Thị Lan đưa ra các điều kiện. Lông mày Lý Tử Nhiệm nhíu chặt. Từ do cách ngày cưới còn rất ít thời gian. Kiếm 3.000 tỷ ở đâu chứ? Đúng rồi. Diệp Quân Lâm có thể dựa vào nhà họ Chí. Lý Tử Nhiệm đồng ý, vâng, được ạ. 3.000 tỷ thì 3.000 tỷ. Nhưng nên nhớ, không ai có thể giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trịnh Quốc Thắng nhấn mạnh. Đúng, không sai, 6 năm trước, cậu ta chỉ trong một năm đã tăng giá trị bản thân lên vài nghìn tỷ, hiện tại chỉ cần dựa vào bản thân cũng kiếm được 3.000 tỷ. Chúng ta cần cậu ta thể hiện lại tài năng của mình khi đó. Sau khi nghe Trịnh Quốc Thắng nhấn mạnh những điểm, Lý Tử Nhiệm biết rằng mình đã bị lừa. Đơn giản là quá khó để Diệp Quân Lâm kiếm được 3.000 tỷ mà không cần dựa vào bất kỳ nguồn lực nào. Sợ rằng Ngô Thị Lan hai người đều đang mong đợi điều này, mới dám phát ra điều kiện như vậy. Tử Nhiệm, cháu đã đồng ý thì đừng nuốt lời đấy nhé. Vợ chồng Ngô Thị Lan cười vui vẻ. Sau khi hai người rời đi, Lý Tử Nhiệm ngồi sụp xuống ghế. Cô tự trách mình vì đã đồng ý quá nhanh. Sao Diệp Quân Lâm có thể kiếm 3.000 tỷ trong thời gian ngắn như vậy được? Nhưng cô đã đồng ý, cô chỉ có thể đến gặp Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nghe xong không nhịn được cười, 3.000 thôi sao? Còn tưởng rằng là 300.000 tỷ chứ? Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiệm giật mình. Anh tự tin như vậy sao? Cứ như tiền là rác lá tre không bằng. Có lẽ anh không nghe rõ điều kiện, không ai có thể giúp anh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Tử Nhiệm nhắc lại lần nữa. Ừ, không có vấn đề gì. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Trong thẻ đen của anh, không biết là có bao nhiêu tỷ. Hoàn toàn có thể lấy tiền đè chết vợ chồng Trịnh Quốc Thắng. Được rồi, vậy anh cố lên nhé, sau này em sẽ dõi theo anh, nhưng không thể cung cấp cho anh bất cứ trợ giúp nào cả. Lý Tử Nhiệm nói. Nhưng một thời gian sau, Diệp Quân Lâm khiến cô thất vọng. Anh thật sự không làm gì cả. Cả ngày chỉ vui chơi ăn uống. Lý Tử Nhiệm phớt lờ anh và tiếp tục làm việc trong buổi họp fan của Trịnh Thiết Hàm. Sau khi buổi họp fan chính thức được diễn ra, Lý Tử Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm đi cùng nhau. Các cổ động viên đã cổ vũ hết mình. Họ đã đủ hạnh phúc khi nhìn thấy Trịnh Thiết Hàm. Không ngờ, bà chủ của Trịnh Thiết Hàm còn quyến rũ hơn. Chuyến đi rất đáng giá. Cách đó không xa có vài người. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Tử Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm. Cậu chủ Kiều xem kìa, tôi đã nói rằng Lý Tử Nhiệm là tốt nhất rồi. Chí Tiềm Long cười nói. Chà, không tồi, sau khi tôi có được hai người phụ nữ, lợi ích của các anh sẽ không thiếu đâu. Đôi mắt dưới kính râm của Kiều Nguyên Thu không hề rời khỏi cơ thể Lý Tử Nhiệm. Hai người đều là con mồi mà hắn ta đang săn lùng, không thể trốn thoát. Đã hiểu, cậu chủ Kiều. Hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đồng thanh. Kiều Nguyên Thu sau đó rời đi. Hắn ta đang ở trong một nhà hàng Pháp, đợi sự xuất hiện của hai người. Hắn ta thích cảm giác lễ nghi. Mọi thứ đều cần sự lãng mạn.
nếu không cứ thế mà ngủ với phụ nữ cực phẩm như vậy thì đúng là lãng phí của trời. Bầu không khí phải đúng mực thì mới thưởng thức được. Vì vậy, hắn ta mới phái người đi mời, thay vì cưỡng ép đưa hai cô đến đây. Vào buổi tối, sau khi buổi họp phen kết thúc, khi Lý Từ Nhiệm và Trinh Thiết Hàm chuẩn bị rời đi, một chiếc Rolls Royce kéo dài dừng lại ở cửa. Có một số người hầu bên xe, tất cả đều mặc lễ phục. Quản gia đứng đầu thậm chí còn làm một động tác mời rất lịch sự, chào cô Đoàn, chào cô Trịnh. Tôi thay mặt cho cậu chủ Kiều Nguyên Thu của nhà họ Kiều ở Hoa Hải, mời hai cô đi ăn tối. Nhưng đúng lúc này, Diệp Quân Lâm đã lái xe tới, chặn trước chiếc Rolls Royce. Đi thôi, lên xe đi, tôi mời hai người ăn cơm. Diệp Quân Lâm tiến lại gần. Lý Từ Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm từ chối lời mời của quản gia nhà họ Kiều, trực tiếp lên xe của Diệp Quân Lâm, sau đó lái xe đi. Những người này sửng sốt hồi lâu tại chỗ, sau đó lần lượt phản ứng. Có chuyện gì vậy, tại sao lại bị đón đi rồi? Những người đó đều chết lặng. Những người đó đến mời mà không được, nhưng lại bị một người đàn ông đến đón đi mất. Đuổi theo, mau đuổi theo. Mấy người đó mau chóng đuổi theo, nhưng sao có thể đuổi kịp? Mấy người đó đều chết lặng. Người bị đón đi rồi, có thể giải thích với cậu chủ Kiều khi quay trở lại như thế nào đây? Trong nhà hàng Pháp, Kiều Nguyên Thu nhìn những người hầu trước mặt mình, hắn ta mỉm cười. Hai người đó bị đón đi ngay trước mặt ông. Kiều Nguyên Thu hỏi với một con dao ở tay trái và một chiếc nữa ở tay phải, ăn miếng bít tết. Quản gia trung niên cúi đầu, run rẩy nói, đúng vậy, cậu chủ, chúng tôi không đuổi kịp. Nhưng cậu chủ, tôi đã phái người đi tìm. Kiều Nguyên Thu vẫy tay với ông ta, lại đây. Người quản gia trung niên khó hiểu đi tới chỗ Kiều Nguyên Thu. Cậu chủ, cậu có chuyện gì thì cứ sai bảo. Đột nhiên, một tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt Kiều Nguyên Thu. Phập, chiếc nĩa trong tay anh ta đâm thẳng vào người quản gia. Phập, 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 Kiều Nguyên Thu không dừng lại, liên tục đâm chiếc dĩa một cách quyết liệt. Trong một lúc, máu bắn tung tóe. Sau hơn chục nhát, người quản gia đã tắt thở. Cơ thể dâm một tiếng, ngã thẳng xuống. Nuôi mấy kẻ vô dụng như các người thì có tác dụng gì? Kiều Nguyên Thu gầm lên. Cậu chủ, chúng tôi sai rồi. Những người hầu khác sợ hãi quỳ xuống, van xin lòng thương xót. Kiều Nguyên Thu cầm dao và nĩa đến chỗ những người này. Phập, phập, một nhát dao ngẫu nhiên vào bốn người hầu, máu vương vãi khắp nơi. Cho đến lúc dao nĩa bị cong vẹo, Kiều Nguyên Thu mới dừng lại. Bốn người đã chết. Kiều Nguyên Thu trở lại vị trí ngồi xuống, lấy khăn tay màu trắng ra lau vết máu trên tay. Người đâu, thay một bộ đồ ăn mới. Kiều Nguyên Thu ra lệnh. Đặt bộ đồ ăn mới vào, Kiều Nguyên Thu tiếp tục thưởng thức miếng bít tết. Xác chết ở cùng một chỗ và mùi máu tanh khắp phòng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn ta. Hắn ta vẫn có thể ăn. Bất cứ ai quen biết Kiều Nguyên Thu đều biết rằng đây là một gã thất thường. Hắn ta có thể là một quý ông trong một nhà hàng Pháp, hoặc hắn ta có thể ngay lập tức biến thành một con quái vật giết người. Nói dễ hiểu hơn một chút, Kiều Nguyên Thu là một tên biến thái. Chỉ cần khiến hắn ngứa mắt một chút là sẽ bị giết. Trong nhiều năm, hắn ta đã giết hàng trăm quản gia đầy tớ trong gia đình. Chưa kể những người khác, Kiều Nguyên Thu có thể nói là một con quỷ giết người. Vì vậy, nhiều người trong đảng Thái tử rất e ngại hắn. Cho dù Chí Tiêm Long cảm thấy có tướng quân Tản Viên là thân hộ mệnh của nhà họ Chí, cũng không dám ở theo Kiều Nguyên Thu. Nếu hắn ta không vui thì sẽ giết người. Không có cơ hội để cầu xin ồ, hắn ta chỉ có thể tiếp tục làm chó cưng cho Kiều Nguyên Thu. Ngay sau đó, thi thể của những người này đã được xử lý. Các thành viên của đảng Thái tử của Hoa Hải cũng lần lượt đến. Cái gì? Hai người phụ nữ đó bị người ta đón đi rồi. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Ai to gan như vậy? Dám đón đi người phụ nữ mà Kiều Nguyên Thu thích. Có 10 mạng cũng không đủ. Tôi cũng muốn biết là ai. Kiều Nguyên Thu uống rượu vang đỏ một cách tao nhã. Với sự thong dong của hắn ta, không ai có thể tưởng tượng được hắn đã giết liên tiếp 5 người vừa tôi. Nếu kẻ nào dám cướp người phụ nữ mà cậu chủ Kiều thích thì chắc chắn sẽ chết. Yên tâm đi, cậu chủ Kiều, chúng tôi đã cử người đến kiểm tra, chúng tôi sẽ sớm tìm ra kẻ đó ở đâu. Mọi người tâng bốc. Khoảng 10 phút sau, tin tức đến,
đã tìm thấy Lý Tử Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm. Hai người dùng bữa tại khách sạn Tử Kim ở trung tâm thành phố. Đi, để tôi tự mình xem, ai đã cướp người phụ nữ của tôi. Kiều Nguyên Thu cũng đứng lên, có vẻ tò mò. Các thành viên đảng Thái Tử ở Hoa Hải nhanh chóng đến khách sạn Tử Kim. Trên thực tế, tối nay Trịnh Thiết Hàm mời Diệp Quân Lâm bữa cơm để cảm ơn. Diệp Quân Lâm không khách sáo, trực tiếp đưa hai người đến khách sạn Tử Kim đắt tiền nhất. Nhìn thấy chiếc xe đậu ở cửa nhà hàng, lập tức có người chỉ vào nói, cậu chủ Kiều chính là chiếc xe này, còn có người ở trong đói. Kiều Nguyên Thu cười liếc nhìn ngõ, đi, chúng ta vào đi. Sau khi mấy người đến sảnh khách sạn, chẳng mấy chốc tôi đã thấy mấy người Lý Tử Nhiệm ngồi cạnh cửa sổ. Làm sao có thể là anh ta? Chí Tiềm Long và Chí Duy trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Quân Lâm. Hai người họ nhanh chóng rụt người lại rút lui. Nếu không để lát nữa, Diệp Quân Lâm nhận ra bọn họ thì rất không ổn. Họ không thể để mất người này. Bên cạnh đó, người mà Diệp Quân Lâm khiêu khích là Kiều Nguyên Thu. Cậu chủ Kiều, gia đình chúng tôi có chuyện, chúng tôi phải trở về Hoa Hải. Ngay lập tức, cả hai kiếm cớ. Đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Hai người Chí Tiêm Long không muốn đợi đến lúc Diệp Quân Lâm bị giết. Ngô Nhỏ làm phiền đến Kiều Nguyên Thu, hắn ta sẽ giết tất cả. Cả hai chuồn mất. Trong nhà hàng, Kiều Nguyên Thu trực tiếp đưa những thành viên của đảng Thái Tử đến bàn của Diệp Quân Lâm. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện đã nhận thấy sự bất thường. Khi nhìn lên thì thấy có rất nhiều người đang đứng gần đó. Tất cả họ đều ăn mặc sang trọng và có khí chất cao quý. Anh có chuyện gì sao? Lý Tử Nhiệm hỏi. Cô Đoàn, cô Trịnh, tôi ngưỡng mộ đã lâu. Kiều Nguyên Thu lịch sự nói. Xin hỏi anh là ai? Lý Tử Nhiệm hỏi. Tôi đến từ Hoa Hải, tên tôi là Kiều Nguyên Thu. Tôi có thể làm quen một chút không? Kiều Nguyên Thu mỉm cười. Dáng vẻ này lịch sự khiến người khác khó mà từ chối. Không thể. Lúc này, một giọng nói vang lên. Đó là Diệp Quân Lâm đang ăn. Không thể. Đôi mắt của Kiều Nguyên Thu rơi vào Diệp Quân Lâm. Chúng tôi đang ăn cơm, đừng quấy rầy. Diệp Quân Lâm cứ tiếp tục ăn, không thèm ngẩng đầu lên. Thái độ thờ ơ này khiến các người của đảng Thái Tử rất bức xúc. Chưa từng có ai không nể mặt họ như vậy. Kiều Nguyên Thu vẫn duy trì phong thái tao nhã, nói, này cậu, tôi không hỏi cậu, tôi hỏi hai quý cô này. Chà, tôi biết, nhưng hai người này là người của tôi thay mặt hai cô ấy từ chối. Mau đi đi, họ không muốn làm quen với các người. Ngữ khí vô cùng thẳng thừng. Khi Diệp Quân Lâm nói điều này, các người của đảng Thái Tử gần như bật cười thành tiếng. Trên đời này có ai không sợ chết như vậy sao? Dám không nể mặt Kiều Nguyên Thu. Nghe vậy, Kiều Nguyên Thu cười, này cậu, hai người này là người phụ nữ của cậu sao? Ừ, có chuyện gì vậy? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Kiều Nguyên Thu quan sát thấy Lý Tử Nhiệm có một khuôn mặt bình tĩnh, trong khi Trịnh Thiết Hàm có một khuôn mặt xấu hổ. Thực sự có vẻ như vậy. Ba người này có vấn đề. Nói không chừng có gian díu với nhau. Thật thú vị. Vậy cậu này, tôi muốn uống với hai người phụ nữ của cậu một ly, thấy thế nào? Kiều Nguyên Thu nở một nụ cười tà mị. Hống hách. Kiêu ngạo. Đây mới thật sự là Kiều Nguyên Thu. Ngay trước mặt đối phương mà mời người phụ nữ của đối phương uống rượu. Thật là thú vị. Chúng tôi không rảnh, các người mau đi đi, Diệp Quân Lâm đã mất kiên nhẫn rồi. Ha ha, được rồi, tôi sẽ không làm phiền các người ăn nữa. Nhưng tôi sẽ đợi các người ở cửa. Kiều Nguyên Thu lại lịch sự mà bỏ đi. Quả nhiên đứng chờ ở cửa. Phải làm sao đây, nhóm người này rõ ràng không tốt. Lý Tử Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm hoảng sợ. Tiếp tục ăn đi, sẽ không có chuyện gì. Diệp Quân Lâm trông có vẻ bình tĩnh và tiếp tục ăn uống. Lý Tử Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm đã hoảng sợ. Họ có thể thấy rằng những người như Kiều Nguyên Thu vừa rồi là không bình thường. Cho dù đó là quần áo hay khí chất, rõ ràng đến từ thế lực lớn. Nếu gây sự với họ thì đúng là rắc rối to. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Không biết tại sao, khi Lý Tử Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm nghe thấy những lời này, họ cảm thấy rất an tâm. Đặc biệt là Trịnh Thiết Hàm nhìn Diệp Quân Lâm với sự ngưỡng mộ. Trong mắt cô ấy, Diệp Quân Lâm rất bí ẩn,
không giống như những gì mọi người nói về anh. Cô ấy cảm thấy Diệp Quân Lâm vô cùng mạnh mẽ, với tầm nhìn độc đáo và tư duy mới lạ. Chắc chắn sẽ là một nhân vật lớn. Ăn tối xong để Võ Tiêu tới đón. Chuyện này anh lo. Diệp Quân Lâm nhẹ nói. Vậy hãy cẩn thận, nếu có chuyện gì thì gọi cho em. Lý Tử Nhiệm bây giờ không lo lắng. Vì mối quan hệ của nhà họ Trí ở Hoa Hải, không ai dám làm khó cho Diệp Quân Lâm. Cô đã hình thành một tư duy cố định, Diệp Quân Lâm giải quyết vấn đề với vai trò cháu ngoại của nhà họ Trí. Sau khi ăn xong, Võ Tiêu đón Lý Tử Nhiệm từ cửa sau. Diệp Quân Lâm châm một điếu thuốc và phóng ra khỏi cửa trước. Ở lối vào khách sạn Tử Kim, một chiếc Rolls Royce nối dài, hàng chục chiếc xe thể thao đang đỗ tại đây. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách sạn. Nhưng sau khi chủ nhà hàng biết được thân phận của nhóm người, cũng không dám ho he cái gì, để bọn họ dừng ở đây không nói chuyện, liền phái người phục vụ thu xếp mọi thứ cần thiết. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm đi ra, mọi người vây quanh. Thằng nhóc, can đảm đấy. Mọi người đều cười. Kiều Nguyên Thu liếc nhìn vài lần và nói, này cậu, người phụ nữ của cậu đâu? Đã đi rồi. Diệp Quân Lâm trả lời. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt, tại sao lại không tìm thấy? Bằng cửa sau. Chợt nghĩ đến cửa sau, ai cũng hối hận. Vẻ mặt âm u thoáng qua trên mặt Kiều Nguyên Thu. Hắn ta lạnh lùng nói, này cậu, cậu làm thế có chút không tốt, tôi đã nói rồi, muốn uống với người phụ nữ của cậu. Sao cậu lại cho người về sớm? Đây là sự ngông cuồng của Kiều Nguyên Thu. Trước mặt chồng người ta mời vợ người A đi nhậu. Lại còn nói với vẻ rất tự nhiên. Anh cảm thấy mình như thế này rất ngầu đúng không? Diệp Quân Lâm đột ngột hỏi. Hả? Điều này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Đặc biệt là Kiều Nguyên Thu. Chưa ai từng nói với hắn ta như vậy. Tất cả những người hắn ta tiếp xúc, đối mặt với hắn ta đều cúi đầu, thậm chí không dám thở. Chưa ai thẳng thừng như Diệp Quân Lâm. Mới mẻ đấy. Vậy thì cậu muốn tôi nói thế nào? Thô tục một chút sao? Được, thằng nhóc, đưa người phụ nữ của mày ra đây, hôm nay tao sẽ ngủ với cô tan. Kiều Nguyên Thu nói. Ha 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 ha. Các người của đảng Thái Tử và nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ chế giễu. Nhưng họ không nhận thấy một tia lạnh lùng trong mắt Diệp Quân Lâm. Đùa cợt anh thì không sao. Nhưng dám đùa cợt Lý Tử Nhiệm thì không được. Đó là giới hạn của anh, nếu dám động vào thì sẽ chết. Lý Tử Nhiệm là chính là giới hạn của Diệp Quân Lâm. Thằng nhãi này thích nói thẳng thừng thô tục như thể à. Cứ phải ép cậu chủ Kiều nói ra sự thật. Thằng nhãi, đúng đấy, cậu chủ Kiều muốn ngủ với người phụ nữ của mày. Ngoan ngoãn đưa L người phụ nữ của mày đến giường của cậu chủ Kiều đi, mấy kẻ đó cùng cười. Kiều Nguyên Thu cũng cười và nói, đó chính xác là ý của tao, có vẻ như sau này tao không thể tao nhã lịch sự được rồi. Thằng nhóc, mày nhìn tao chằm chằm như vậy làm gì? Có muốn đánh tao không? Nào, đánh tao đữ. Thấy Diệp Quân Lâm đang nhìn mình chằm chằm, Kiều Nguyên Thu mỉm cười và đặt khuôn mặt của mình trước mặt Diệp Quân Lâm. Kiều Nguyên Thu đã làm điều này nhiều lần. Nhưng không ai dám đánh hắn, thường thì cuối cùng người đó sẽ quỳ xuống trước mặt và xin lỗi. Rồi gửi vợ mình cho hắn ta. Bi lô. Đột nhiên, một luồng gió mạnh ập đến. Có một bóng đen lớn trên võng mạc của Kiều Nguyên Thu. Sắc mặt hắn ta thay đổi rõ rệt. Bốp. Một âm thanh vang lên, Diệp Quân Lâm tát vào mặt Kiều Nguyên Thu. Kiều Nguyên Thu bị bắn ra và văng xa 7-8 mét, đập vào chiếc xe thể thao. Một vài chiếc răng văng ra từ khóe miệng. Choáng váng. Mọi người đều sững sờ. Họ nhìn Diệp Quân Lâm đầy hoài nghi. Anh ta thật sự dám làm điều đó. Nằm trên mui xe thể thao, Kiều Nguyên Thu tê dại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là điều mà hắn ta không bao giờ ngờ tới. Không ngờ đối phương lại ra tay. Ngay sau đó, một cơn đau xé lòng ập đến. Một phút sau, mọi người sững người trong một phút. Lúc này mới phản ứng lại. Mày thật sự dám đánh người, mày có biết đây là ai không? Đây là đại cậu chủ của nhà họ Kiều, một trong ba gia tộc đứng đầu ở Hoa Hải, và là một trong ba thủ lĩnh của đảng Thái Tử. Mày có biết mình đã làm điều ngu ngốc như thế nào không? Mày đã mang tai họa đến cho gia đình mình. Các người của đảng Thái Tử mắng mỏ. Chưa kể ở Hoa Hải, cho dù ở cả miền Nam Việt Nam.
không ai dám có đủ dũng khí để tát cho Kiều Nguyên Thu một cái tát, đúng không? Nhưng trong một kim lăng nho nhỏ này, lại có người dám đánh Kiều Nguyên Thu. Theo quan điểm của họ, đây là một điều không tưởng. Đúng là con kiến đòi đấu với con voi. Không hợp lý chút nào. Dám xúc phạm người phụ nữ của tôi, nên bị đánh. Diệp Quân Lâm nhìn Kiều Nguyên Thu và nói, anh vẫn may mắn đấy, nếu theo tính cách trước kia của tôi thì anh đã chết lâu rồi. Kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo. Diệp Quân Lâm nói không sai. Nếu trong quá khứ, khi anh vừa mới xuất trận, nếu Kiều Nguyên Thu dám nói những điều như thế này, hắn ta sẽ chết ngay lập tức. Nói xong, Diệp Quân Lâm chuẩn bị rời đi. Ngăn hắn lại ngay lập tức, đừng bao giờ để hắn đi. Kiều Nguyên Thu kêu lên. Các người của đảng Thái tử ngay lập tức ngăn chặn Diệp Quân Lâm. Đánh xong cậu chủ Kiều Liên muốn rời đi, mày cho rằng chúng tao là vật trang trí sao? Trong mắt mày có coi đảng Thái tử ra gì không? Những người trong đảng Thái tử hầu hết đều là những kẻ kiêu ngạo, nhưng họ gặp phải Diệp Quân Lâm, người còn kiêu ngạo hơn họ. Làm sao họ có thể chịu được? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, làm sao? Lẽ nào các người phải bắt tôi giết anh ta mới chịu được à? Mày quá kiêu ngạo. Những người trong đảng Thái tử đã bị choáng váng. Chưa bao giờ thấy một người kiêu ngạo như vậy. Đối mặt với đảng Thái tử mà vẫn còn ngông cuồng như vậy. Đây chính là đảng Thái tử khiến cả miền Nam run sợ đấy. Mày là người đầu tiên dám kiêu ngạo như vậy khi đối mặt với đảng Thái tử ở Hoa Hải. Bọn họ phẫn nộ, vậy là các người cản lại tôi là muốn xem tôi kiêu ngạo đúng không? Diệp Quân Lâm mỉm cười. Thằng nhóc, mày đang tìm cái chết. Dám đánh cậu chủ Kiều. Hôm nay, tao nhất định sẽ đánh gãy tay chân của mày, đánh gãy hết răng của mày, lột sạch tóc, nhổ hết móng tay, khoét xương bánh chè của mày. Để mày quỳ trước mặt cậu chủ Kiều xin lỗi. Các người của đảng Thái tử nói một cách hằn học, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn ác độc. Trong mắt họ, Diệp Quân Lâm đã là một công cụ. Họ đã tìm ra cách tra tấn Diệp Quân Lâm. Mau phế hắn, tôi không muốn nhìn thấy hắn còn đứng nữa. Vết đau trên mặt và miệng khiến Kiêu Nguyên Thu giận dữ gầm gừ. Các người của đảng Thái tử này phải làm ngay lập tức. Bùm, bùm, bùm. Nhưng những gì họ đang đối mặt là tướng quân Tản Viên bất khả chiến bại, một cường giả tuyệt đối có thể chèn ép 18 quốc gia nước ngoài không ngẩng đầu được. Các người của đảng Thái tử này có thể coi là có một chút kỹ năng, nhưng trong mắt Diệp Quân Lâm thì thật sự quá mức yếu đuối. Giống như một người phụ nữ trói gà không chặt. Diệp Quân Lâm liên tiếp tung nắm đấm. Một lúc sau, mặt đất chật ních người. Những người của đảng Thái tử thầm khóc không thôi. Họ hối hận rồi. Vốn tưởng rằng đến Kim Lăng nhất định là bất khả chiến bại, không ai dám khiêu khích bọn họ. Vì vậy, những người này thậm chí còn không mang theo vệ sĩ riêng. Nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Đám động chúng ta, mày chết chắc rồi. Mày sẽ phải hối hận vì điều này. Những người của đảng Thái tử vẫn rất già mồm, nằm trên mặt đất uy hiếp Diệp Quân Lâm. Bộp! Diệp Quân Lâm nhấc chân dẫm xuống. Ặc! Mọi người hét lên một tiếng. Hóa ra những người của đảng Thái tử này nằm trên mặt đất, tạo thành một lối đi. Diệp Quân Lâm giẫm lên và từng bước đi tới. Các người của đảng Thái tử hét lên thảm thiết. Không chỉ nỗi đau, mà nhân phẩm của họ cũng bị chà đạp hoàn toàn bởi Diệp Quân Lâm. Các tước hiệu trang nghiêm của họ thực sự đã bị chà đạp dưới chân. Thật là xấu hổ, cuối cùng Diệp Quân Lâm cũng bước đến trước mặt Kiều Nguyên Thu. Kiều Nguyên Thu hoảng sợ, cậu định làm gì? Kiều Nguyên Thu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Diệp Quân Lâm, cảm thấy chính mình như thể bị nhìn thấu. Hắn ta không biết tại sao, giống như đối mặt với ma quỷ. Diệp Quân Lâm có vẻ đáng sợ đến cùng cực. Đặc biệt là ánh mắt của, bị nhìn lướt qua như thể bị lột trần hết. Nhìn thấu nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Chuyện này là sao vậy? Có thể Kiều Nguyên Thu đang run rẩy không kiểm soát được. Từ trước đến nay, Kiều Nguyên Thu chưa bao giờ sợ bất cứ ai. Cho dù đã từng gặp qua rất nhiều nhân vật lớn, hắn cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng không biết tại sao, đối mặt với Diệp Quân Lâm lại có một nỗi kinh hoàng không thể giải thích được. Vừa rồi là anh bảo tôi ở lại. Diệp Quân Lâm hỏi. Tôi không có. Kiều Nguyên Thu lắp bắp và nói một từ không hoàn chỉnh. Coi như phải bị đánh chết mới có thể rời đi. Ánh mắt Diệp Quân Lâm lạnh lùng. Dầm. Kiều Nguyên Thu còn nói gì nữa,
Diệp Quân Lâm đã dùng tay đấm vào mặt, máu bắn tung tóe. Bốp, 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 sau vài cú đấm, mặt Kiều Nguyên Thu đầy máu. Không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể để cho anh đùa cọt. Bịch, Diệp Quân Lâm phủi tay và rời đi, Kiều Nguyên Thu ngã xuống đất. Kiều Nguyên Thu dường như đã bất tỉnh, trong miệng trào máu. Các người của đảng Thái tử đều hối hận, tại sao lại giữ người này lại làm gì? Liệu có đánh chết cậu chủ Kiều không? Đến bệnh viện, cứu cậu chủ Kiều. Mọi người nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Trong khu chung cư tập thể, Lý Từ Nhiệm thở phào nhẹ nhõm khi Diệp Quân Lâm trở lại bình an vô sự. Cô không hỏi liệu sự việc đã được giải quyết hay chưa. Theo ý kiến của cô, Diệp Quân Lâm có thân phận con cháu nhà họ Trí ở Hoa Hải, chuyện này chắc chắn đã được giải quyết. Thế này đi, Võ Tiêu, cô chọn hai cao thủ từ đội an ninh và sắp xếp để bảo vệ Chính Thiết Hàm. Gần đây có rất nhiều người quấy rối cô ấy. Diệp Quân Lâm liếc nhìn Chính Thiết Hàm, nói. Tôi hiểu rồi. Ngô Tiêu gật đầu. Đội bảo vệ hoàn toàn mới bao gồm những quân nhân đã nghỉ hưu, mỗi người đều là những người giỏi nhất, có hiệu quả chiến đấu cao. Bảo vệ Chính Thiết Hàm cũng là ý của Phùng Ngọc Hân. Gần đây, các sản phẩm điện tử của tập đoàn Minh Cường được tung ra thị trường, dưới sự nổi tiếng của Chính Thiết Hàm, doanh số bán hàng rất đáng sợ. Lý Từ Nhiệm cũng đầu tư 8 triệu đô vào dự án của nhà họ Trịnh trong lĩnh vực sản phẩm điện tử, tương đương với phần tiền cuối cùng của nhà họ Trịnh từ tập đoàn Minh Cường. Quân Lâm, đi với em có chuyện muốn nói với NHTL. Lý Từ Nhiệm gọi Diệp Quân Lâm đến văn phòng. Quân Lâm, anh có ý kiến gì về chuyện 3.000 tỷ đó không? Lý Từ Nhiệm muốn hỏi về tiến độ của Diệp Quân Lâm. Gần đây anh dường như không xem trọng điều này. 3.000 tỷ có phải quá coi thường anh không? Thêm một ít, 300.000 tỷ thì sao? Diệp Quân Lâm mỉm cười. Đừng đùa nữa, anh không quan tâm em sao? Lý Từ Nhiệm đột nhiên hỏi như vậy, khiến Diệp Quân Lâm sững sờ. Hả? Bà nội, ông nội, bọn họ bảo anh kiếm 3.000 tỷ trong thời gian ngắn, chẳng qua là muốn anh chứng tỏ thực lực của mình, sánh ngang với em. Vậy thì bọn họ không có lý do gì cản trở chúng ta nữa. Dù họ có thế nào thì họ cũng là người thân của em, và điều này không thể thay đổi. Những gì chúng ta có thể làm là cố gắng làm hài lòng họ. Cả hai bên đều rất vui vẻ, nhưng em không nghĩ rằng anh quan tâm đến điều này chút nào, mỗi ngày không có gì khác ngoài việc ăn uống vui chơi. Lý Từ Nhiệm tức giận nói. Diệp Quân Lâm cười, chuyện này rất dễ xử lý, em cứ chờ đến lúc đó mà xem. Đây quả thực là một vấn đề tâm thường đối với Diệp Quân Lâm. 3.000 tỷ có thể được lấy ra bất cứ lúc nào. Nhưng theo quan điểm của Lý Từ Nhiệm, giải pháp của Diệp Quân Lâm cho vấn đề này là giải quyết nó với tư cách là con cháu nhà họ Trí. Quá đơn giản để có được 3.000 tỷ dưới danh nghĩa nhà họ Trí. Chuyện này có thể đối phó với nhà họ Trịnh, nhưng Lý Từ Nhiệm không vui. Điều cô quan tâm là thái độ của Diệp Quân Lâm. Thay vì chỉ dựa vào thân phận con cháu nhà họ Trí để giải quyết mọi việc. Cô thậm chí còn hy vọng rằng Diệp Quân Lâm sẽ giống như 6 năm trước, và mọi thứ đều do chính tay anh làm từng bước. Thôi cứ vậy đi. Lý Từ Nhiệm thở dài. Sau khi nhìn Diệp Quân Lâm rời đi, Lý Từ Nhiệm thì thào, em vẫn Diệp Quân Lâm anh sẽ dùng tư thái oai hùng và một tài lực vững chắc cưới Y Mồ. Nhưng Lý Từ Nhiệm hiểu rằng hiện tại có vẻ như đây là một hy vọng xa vời. Diệp Quân Lâm không còn chăm chỉ như trước nữa. Không thể làm được những gì cô mong đợi. Nhưng cô vẫn mong chờ. Diệp Quân Lâm đương nhiên không hiểu ý của Lý Từ Nhiệm. Cảm thấy không thể hiểu được cô. Tại sao cô có vẻ tức giận? Vào lúc này, trong một bệnh viện tư nhân, những người của đảng Thái tử hay làm màu, những lúc này cũng thở dài nhẹ nhõm. Vì kết quả xét nghiệm được công bố, Kiều Nguyên Thu vẫn ổn, ngoại trừ sống mũi và xương chân mày bị gấy. Nếu Kiều Nguyên Thu gặp khó khăn, sợ rằng toàn bộ kim lăng này sẽ bị lật lên. Đó là nhà họ Kiều, một trong ba gia tộc hàng đầu ở Hoa Hải đấy. Nếu cậu chủ Kiều tức giận, ai có thể chống đỡ nổi? Đúng lúc này, trong phòng bệnh đột nhiên náo loạn. Mọi người đi vào, thấy Kiều Nguyên Thu dùng dao mổ đâm một bác sĩ nước ngoài. Chiếc áo choàng trắng của bác sĩ đầy máu. Kiều Nguyên Thu, người vốn dĩ ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì ngay lập tức cầm lấy con dao để đâm ai đó để trút giận. Đúng là một con quái vật giết người không gớm tay. Sau khi bị Diệp Quân Lâm xúc phạm như vậy,
cơn giận của Kiều Nguyên Thu không có nơi nào để trút bỏ. Hắn ta mở mắt ra và bắt đầu phát điên. Đừng kích động, cậu chủ Kiều, đây là bác sĩ đã cứu anh. Mọi người ôm Kiều Nguyên Thu. Kiều Nguyên Thu tức giận nói, tao thật là nhục nhã, tao chữa trị ở đây để làm gì? Tao phải băm vằm thằng nhãi đó. Cậu chủ Kiều, chúng tôi hiểu tâm tư của anh, thằng nhãi đó cũng khiến chúng tôi nhục nhã. Uy danh của đảng thái tử ở Hoa Hải chúng ta bị hủy hoại trong tay hắn. Nếu không chém hắn 1000 nhát dao, chúng ta khó có thể tiêu trừ hận thù. Những người khác cũng vô cùng tức giận. Diệp Quân Lâm đã khiến họ nhục nhã đủ rồi. Cậu chủ Kiều, anh vẫn nên điều trị trước đi. Khi nào khỏe hơn thì chúng ta sẽ xử thằng nhóc đó, dù sao nó cũng không thoát được. Mọi người thuyết phục. Chữa trị cái rằm, nếu không giết hắn, tao không nhịn nổi. Kiều Nguyên Thu là một người tàn nhãn, rút hết kim tiêm để truyền dịch. Hắn ta thực sự đã ra khỏi giường. Các bác sĩ và y tá đã bị sốc. Khi nào tôi giết một người xong, tôi sẽ quay lại chữa thương Kiều Nguyên Thu dứt khoát rời đi. Nhưng một khuôn mặt được quấn trong băng gạc, chỉ có đôi mắt lộ ra. Những gì đã xảy ra ngày hôm nay là không thể tưởng tượng được. Không ai có thể ngờ rằng một ngày đảng thái tử ở Hoa Hải lại khốn khổ như vậy. Đừng nói những người khác bị đánh, ngay cả Kiều Nguyên Thu cũng bị đánh như thế này. Nếu điều này để cho những người ở Hoa Hải biết, sẽ có một cơn chấn động trời long đất lở. Hôm nay sự nhục nhã của chúng a không được truyền cho Hoa Hải, chúng ta sẽ không tha cho hắn ta. Kiều Nguyên Thu nói, họ phải bảo vệ cho thể diện của mình. Nếu để những người ở Hoa Hải biết rằng hắn ta bị đánh như thế nào, chắc chắn sẽ cười nhạo hắn ta. Nhưng cậu chủ Kiều, nếu chúng ta muốn giết tên nhóc đó, chúng ta phải điều động người. Có người đưa ra nghi ngờ. Có nên âm thầm điều động người không? Chỉ cần các cao thủ của Hoa Hải có dấu hiệu động thủ, nhất định sẽ có người phát hiện. Đến lúc đó, ông nội hỏi thì tôi sẽ không giải thích được. Kiều Nguyên Thu lắc đầu. Vậy theo cậu chủ Kiều, chúng ta nên làm gì? Những người khác hỏi. Bây giờ ở Kim Lăng không có thế lực xã hội đen, nhưng Nhâm Mộ Dã, một trong tứ đại thiên vương của Nam Hồng Môn, đang kiểm soát khu vực này. Tôi sẽ đi tìm Nhâm Mộ Dã để mượn một số cao thủ. Kiều Nguyên Thu nói. Khi đến biệt thự nơi Nhâm Mộ Dã đang ở, những người của Nhâm Mộ Dã đều rất sốc. Các người sao lại bị đánh thành ra thế này? Nhâm Mộ Dã rất ngạc nhiên. Thành thật mà nói, đảng thái tử Hoa Hải, ngay cả Nam Hồng Môn cũng phải kiêng dè. Trước đó, Phó Thương Long đã nhiều lần cảnh báo rằng không được xung đột với đảng thái tử ở Hoa Hải. Một khi có một cuộc chiến với họ, đảng thái tử sẽ không chết không thôi. Rất có thể phải đối mặt với sự liên thủ của toàn bộ các thế lực lớn ở Hoa Hải. Nhưng đảng thái tử ở Hoa Hải lại bị đánh bại như thế này. Điều này khiến anh ta không thể tin được. Anh Mộ Dã, không nói những chuyện khác, cho tôi mượn 100 cao thủ đi. Đừng hỏi nguyên nhân, nói ra thật đáng xấu hổ. Hy vọng anh Mộ Dã đừng nói cho ai biết về thương tích của tôi. Kiều Nguyên Thu nói. Cậu chủ Kiều nói, Nhâm Mộ Dã chỉ có thể đồng ý. Ngay lập tức chọn hàng trăm cao thủ giao cho Kiều Nguyên Thu. Các người của đảng thái tử ở Hoa Hải ngay lập tức đưa hàng trăm cao thủ đến tìm Diệp Quân Lâm để trả thù. Trong biệt thự, Nhâm Mộ Dã đang nghĩ xem ai đã đánh Kiều Nguyên Thu. Là ai to gan như vậy? Một trong ba thủ lĩnh của đảng thái tử ở Hoa Hải mà cũng dám đánh. Điều này tương đương với việc chống lại toàn bộ đảng thái tử. Thiên Vương, chuyện này không bình thường chút nào. Ở Kim Lăng này, ai dám đánh Kiều Nguyên Thu chứ? Đúng vậy. Không nghĩ tới lại có người như vậy, ngay cả ở Hoa Hải cũng không ai dám làm, đúng không? Một số cấp dưới cũng nghĩ như vậy, họ cảm thấy khó hiểu. Nhâm Mộ Dã sờ cằm nói, chắc là chuyện riêng của cậu ta nên không dám nói cho tôi biết. Không, có người dám động cậu ta, người duy nhất ở Kim Lăng. Chợt có người nhắc nhở, mọi người nhìn nhau, và Nhâm Mộ Dã ngay lập tức nhận ra đó là ai. Ở Kim Lăng vẫn có một người có thể Nam Hồng Môn chẳng phải đã gặp bất lợi như thế này sao? Anh ta đã chắc chắn 100% rằng Kiều Nguyên Thu đã xúc phạm đến người đó. Sẽ không có người thứ hai ở Kim Lăng dám đánh Kiều Nguyên Thu. Mau đuổi theo, có chuyện lớn rồi. Nếu đến muộn, thằng nhóc này tiêu chắc. Nhâm Mộ Dã lập tức dẫn mọi người đuổi theo. Nếu Kiều Nguyên Thu xúc phạm đến người đó, đảng thái tử ở Hoa Hải cũng tiêu tùng.
ngay cả gia tộc phía sau cũng sẽ bị vạ lây. Phải dừng lại ngay khi có thể. Chỉ là tốc độ đám người Kiều Nguyên Thu quá nhanh, đã sớm không thấy bóng dáng. Cậu chủ Kiều, đã điều tra ra rồi, thằng nhóc đó tên là Diệp Quân Lâm, và hiện đang sống trong khu chung cư của tập đoàn Minh Cường cùng với mấy người Lý Tử Nhiệm. Tin tức đã đến sớm. Được, dẫn đường, đi tới nơi đó. Đôi mắt Kiều Nguyên Thu bắn ra ánh sáng lạnh. Tôi muốn tắm máu tất cả mọi người ở đó. Sau đó tôi sẽ đánh gãy tay chân và cơ bắp của Diệp Quân Lâm. Tóm lại, sẽ sử dụng tất cả biện pháp tra tấn, sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết. Kiều Nguyên Thu cảm thấy còn chưa đủ, tức giận nói, không được, tôi phải bắt hai người phụ nữ đó và ngủ trước mặt hắn. Kiều Nguyên Thu lại nhìn những người khác nói, đợi khi tôi ngủ xong, sẽ đến lượt mấy người. Ở trước mặt hắn, thay phiên nhau ngủ với phụ nữ của hắn. Tôi sẽ hành hạ hắn ta đến chết. Hít. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Kiều Nguyên Thu thực sự là quá mức biến thái. Còn biến thái hơn bọn họ nghĩ rất nhiều. Tra tấn một người về thể chất và tâm lý. Còn phải tra tấn đến chết. Điều này là quá đáng sợ. Tuyệt đối không thể xúc phạm hắn ta. Mọi người nhìn theo Kiều Nguyên Thu với nỗi sợ hãi kéo dài. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến khu chung cư của tập đoàn Minh Cường. Tới cửa, mọi người lập tức bị an ninh ngăn lại. Các người là ai, đến đây để làm gì? Những nhân viên bảo vệ này đều là đồng đội của Võ Tiêu, cảnh giác nhìn chằm chằm vào nhóm người Kiều Nguyên Thu. Đồng thời, họ sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ để báo cáo tình hình cho bên trong. Chúng tôi đến làm gì? Đến để giết người Kiều Nguyên Thu ban hai tia sáng lạnh vào mắt và ra lệnh. Hàng trăm cao thủ đồng loạt rút dao dài lao tới. Làm cái gì đấy? Ngay sau đó, Diệp Quân Lâm đưa mọi người đến đây. Mấy người Lý Tử Nhiệm, Trịnh Thiết Hàm cũng đến sau khi nghe tin. Nhìn thấy trước mặt hơn trăm người, đặc biệt mang theo binh khí, tất cả mọi người run lên. Dừng lại đãi. Kiều Nguyên Thu ra hiệu cho mọi người dừng lại trước. Thằng nhãi, mày cũng dám ra mặt, mày sẽ phải trả giá rất đắt cho hành động của mình. Kiều Nguyên Thu hét lên. Kẻ thù nóng mắt khi nhìn thấy nhau. Khi các người của đảng Thái Tử ở Hoa Hải nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Quân Lâm, tất cả đều phát điên. Nóng lòng muốn lột da, ăn thịt, uống máu Diệp Quân Lâm. Ngôn tình tổng tài. Chưa từng có ai khiến họ nhục nhã như vậy. Đặc biệt là Kiều Nguyên Thu, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Quân Lâm, ánh mắt hắn ra sắc bén như dao. Trong lòng muốn băm vằm Diệp Quân Lâm thành nghìn mảnh. Lý Tử Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm cũng nhận ra đám người này. Não của Lý Tử Nhiệm nổ tung. Cô ấy nghĩ rằng Diệp Quân Lâm đã giải quyết vấn đề một cách sạch sẽ. Không ngờ cách xử lý của anh lại là đánh người. Cô biết kỹ năng của Diệp Quân Lâm ở nhà họ Trịnh ngày hôm đó. Anh đánh người sao? Lý Tử Nhiệm nghi ngờ hỏi. Có một số kẻ ăn nói mất dạy, cần phải đánh. Diệp Quân Lâm bình tĩnh nói. Nhưng, anh gây phiền phức rồi, nhìn xem đối phương có bao nhiêu người đến. Lý Tử Nhiệm có chút tức giận. Điều đáng giận là thái độ của Diệp Quân Lâm. Trịnh Thiết Hàm thấy hai người sắp cãi nhau, cô ấy bắt đầu hoảng sợ. Chủ tịch đoàn, hai người đừng cãi nhau, tất cả đều là do tôi. Chuyện lớn thì cùng lắm tôi sẽ uống với họ một ly, sẽ không sao đâu. Trịnh Thiết Hàm lập tức xin lỗi. Cô ấy cho rằng những người này nhắm vào cô mới đến đây gây chuyện. Không ngờ người của đảng Thái Tử và Kiều Nguyên Thu lại nhắm vào cả cô ấy và Lý Tử Nhiệm. Không sao, có tôi ở đây, tôi không bao giờ để cho cô đi cùng những kẻ đó. Lý Tử Nhiệm là một nhà lãnh đạo tốt, yêu thương cấp dưới của mình. Làm sao có thể cho phép vấn đề này? Diệp Quân Lâm cười nói, để cho anh giải quyết. Một chuyện nhỏ. Anh! Lý Tử Nhiệm kinh ngạc nhìn Diệp Quân Lâm, suy nghĩ đầu tiên của cô là Diệp Quân Lâm sẽ lợi dụng thân phận con cháu nhà họ Chí. Diệp Quân Lâm, phải không? Mày giỏi đấy! Ngay cả chúng tao cũng dám đánh. Chúng ta là người của đảng Thái Tử ở Hoa Hải. Đặc biệt người bị mày đánh là cậu chủ Kiều. Cậu nhóc, để tao nói cho mày biết, mày có chuyện lớn rồi. Các người của đảng Thái Tử bắt đầu ồn ào. Chỉ nhìn thấy hàng trăm đệ tử của Nam Hồng Môn đột nhiên quỳ xuống dưới đất, đồng loạt hướng về phía Diệp Quân Lâm mà hét lớn, chúng tôi đợi được đi theo cậu chủ Lâm. Tiếng vang vọng rất lớn, kinh thiên động địa, chấn động bốn phương. Trịnh Thiết Hàm ngây ngốc luôn rồi. Lý Tử Nhiệm cũng ngây ngốc. Kiều Nguyên Thu cũng sững sờ.
tất cả mọi người có mặt ở hiện trường ai nấy đều ngây người luôn. Mọi người ai nấy đều nhìn về phía của Diệp Quân Lâm với vẻ đầy ngạc nhiên. Mọi người đều không thể tin được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thân phận của anh là gì chứ? Tại sao lại có nhiều người quỳ xuống trước mặt anh như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Trịnh Thiết Hàm cũng giống như tất cả mọi người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngạc nhiên nhất là nhóm người của Kiều Nguyên Thu. Con mẹ nó tình huống quỷ gì thế này? Tại sao 100 vị cao thủ mà mình mượn về lại quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm hết như thế chứ? Bọn họ có phải đều hồ đồ hết rồi không? Chuyện gì thế này? Đệ tử của Nam Hồng Môn làm gì có chuyện hồ đồ chứ? Ngược lại bọn họ đều rất tinh táo. Thủ lĩnh Phó Thương Long là một người thông minh. Hắn ta đã len lén cho mỗi một đệ tử của Nam Hồng Môn xem qua ảnh chụp của Diệp Quân Lâm. Hắn ta cũng đã dặn dò nếu như gặp được người này chính là đã gặp được thần linh. Không được để xảy ra xung đột, gặp mặt nên quỳ xuống là tốt nhất. Cũng không thể để lộ thân phận của anh. Cho nên mỗi một đệ tử trong Nam Hồng Môn chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người đến chính là Diệp Quân Lâm. Vừa mới biết người mà mình phải đối phó là Diệp Quân Lâm, tất cả đệ tử của Nam Hồng Môn đều bị dọa cho sợ hãi luôn rồi. Bọn họ ngay lập tức quỳ xuống. Này, các anh quỳ xuống làm cái gì vậy chứ? Người mà tôi muốn giết chính là hắn ta, các anh quỳ trước mặt hắn ta làm gì? Kiều Nguyên Thu gấp gáp gào lên. Nhưng 100 đệ tử của Nam Hồng Môn không ai để ý đến lời nói của ông ta. Tất cả đều quỳ xuống trước mặt của Diệp Quân Lâm. Giống như nếu như Diệp Quân Lâm không nói gì thì tất cả bọn họ đều sẽ không đứng dậy. Các anh đây là đang làm cái quái gì vậy? Kiều Nguyên Thu lại gấp gáp gào lên. Bởi vì quá kích động, suýt chút nữa đã làm rách miệng vết thương, đau đến nỗi ông ta phải cắn răng. Nhưng đệ tử của Nam Hồng Môn vẫn không hề động đậy. Lý Tử Nhiệm xem hết một màn này. Đột nhiên hiểu ra rồi. Cô nghĩ rằng có thể những người này đã nhận ra Diệp Quân Lâm là cháu của nhà họ Chí nên tất cả bọn họ mới quỳ xuống như thế. Nếu không phải thì cô cũng không thể hiểu rõ tại sao tất cả bọn họ lại quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm như vậy đấy. Chỉ có thân phận là cháu trai nhà họ Chí của Diệp Quân Lâm mới có thể khiến cho bọn họ phải làm như thế, càng huống hồ tất cả bọn họ đều đồng thanh kêu to cậu chủ Lâm Lâm. Càng khẳng định suy đoán trong lòng của Lý Tử Nhiệm. Trong suốt thời gian này, Diệp Quân Lâm chính là lấy thân phận cháu trai nhà họ Chí để đi bàn luận mọi chuyện. Mặc dù thân phận cháu trai nhà họ Chí bị lợi dụng nhưng vẫn may mọi chuyện đã được giải quyết. Còn không mau cút đi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng ra lệnh. Cậu chủ, đắc tội rồi, tất cả mọi người đồng thanh nói. Sau đó, tất cả cùng nhau đứng dậy, rất nhanh liền biến mất trong màn đêm. Bỏ qua tiếng la hét của Kiều Nguyên Thu và những người khác. Cao thủ mời đến đều đã chạy đi hết, các thủ lĩnh của Hoa Hải cũng cực kỳ ngại ngùng. Tất cả bọn họ đều chỉ là thủ hạ bại tướng dưới tay của Diệp Quân Lâm cho nên muốn trả thù là điều không thể. Còn không mau trốn đi, chậm đã, tôi có nói là sẽ cho các người rời đi hay sao chứ? Diệp Quân Lâm cất giọng nói. Mọi người vốn dĩ định rời khỏi nhưng sau khi nghe thấy câu nói đó liền dừng bước. Bọn mới bị Diệp Quân Lâm đánh cho một trận bây giờ vẫn còn đang khiếp sợ đây này. Nếu như lại bị Diệp Quân Lâm đánh thêm một trận nữa thì mặt mũi của bọn họ sẽ mất sạch sẽ luôn. Không bằng đi chết còn hơn. Chỗ của tôi là nơi mà các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao chứ? Coi như tôi chết rồi sao? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Quân Lâm khiến mọi người cảm thấy như hít phải một ngụm khí lạnh. Động đến vị này thực sự là đen đủi mà. Quân Lâm, thôi bỏ qua đi. Dù sao anh cũng đã đánh bọn chúng rồi. Chuyện này cũng giải quyết xong xuôi rồi. Bỏ qua đi, có thể tha thứ thì tha thứ cho người ta đi. Lý Tử Nhiệm không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn chủ động đứng ra giải vây. Vậy cũng được thôi, coi như các người may mắn. Cút đi, lần sau nếu còn dám đến thì chỉ có đường, chết. Diệp Quân Lâm lạnh lẽo nói. Người của đảng Thái Tử như được ân xá, lập tức chạy không còn tăm hơi. Được rồi, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Chuyện xảy ra tối nay không được truyền ra bên ngoài. Lý Tử Nhiệm dặn dò nói. Diệp Quân Lâm cứ nghĩ rằng nhất định Lý Tử Nhiệm sẽ hỏi anh tại sao những người đó lại quỳ xuống. Kết quả không có. Giống như là cô đã đoán ra được đáp án là gì vậy. Thật kỳ lạ. Diệp Quân Lâm cảm thấy dạo gần đây Lý Tử Nhiệm thực sự rất kỳ lạ.
Bản thân anh dạo gần đây làm ra nhiều chuyện bất thường như thế mà Lý Tử Nhiệm đều không hề cảm thấy kỳ lạ. Giống như là cô đã quen với việc đó rồi vậy. Nhưng anh đâu biết rằng, Lý Tử Nhiệm đã nghĩ rằng anh lấy thân phận là cháu trai của nhà họ Trí để giải quyết hết tất cả chứ. Ở một nơi khác, Nhâm Mộ Dã gấp gáp gặp lại 100 vị cao thủ vừa mới quay về. Là ngài Quân Lâm bảo chúng tôi quay trở về. Người đứng đầu nói. Nhâm Mộ Dã vỗ tay. Quả nhiên là Diệp Quân Lâm. Như thế thì hỏng rồi, đoàn người kia chết chắc rồi. Nhâm Mộ Dã lập tức tăng tốc, kết quả lại gặp ngay Kiều Kim Nguyên và những người khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.